Chương 1906, tôi mặc kệ. Ha ha, chú nghĩ một đằng nói một nẻo. Tán thưởng thì cứ tán thưởng đi. Đáng tiếc Kiều Hoành tôi không sinh được con gái ngoan, bằng không, có con rể như vậy, dù có chút bướng bỉnh nhưng bản lĩnh cũng không tồi, không tồi. Kiều Hoành Sơn phá lên cười, nói. Có thể bước nam môn Tô gia đến bước đường này, trước đây người ta chưa từng cậy cục nhờ vả gì chúng ta. Bây giờ thì hay rồi, ít nhất lão Tô gia cũng nợ chúng ta một món nợ ân tình không nhỏ. Nhưng tiểu tử này cũng rất nguy hiểm, nó vẫn cứ bướng bỉnh, vậy chẳng phải khiến Tô gia đối địch với Kiều gia chúng ta sao? Đến lúc đó, lão Tô gia không thể không đối phó với nó, mà chúng ta thì không thể khoanh tay đứng nhìn phải không? Kiều Viễn Sơn nhíu nhíu mày nói. Lại là chuyện này, nghe giọng điệu này của chú thì có vẻ tiểu tử này vẫn không chịu buông tha Tô gia. Nếu không buông tha, vậy mấy cuộc điện thoại vừa rồi hẳn là Tô gia thông qua mấy nhân sĩ hữu hảo chào hỏi chúng ta. Ý tứ là anh khuyên nhủ con rể, nếu còn không dừng tay, lão Tô gia có làm gì nó thì cũng không thể trách ông ta đúng không? Kiều Hoành Sơn thản nhiên hừ nói. Ý tứ đương nhiên là như thế. Sở trường của bọn họ là chào hỏi trước, coi như là tôn trọng Kiều gia chúng ta. Chỉ là tên đầu trâu này vẫn cứ không chịu nhả ra, đương nhiên, lão Tô gia cũng hành động hơi quá. Chỉ có điều, chuyện này chúng ta dù sao cũng không thể đứng nhìn tên đầu trâu bướng bỉnh này chịu thiệt. Nếu không Viên Viên còn không làm chúng ta phiền chết hay sao? Kiều Viễn Sơn lại vừa bực mình vừa buồn cười. Để tránh mâu thuẫn, tôi thấy, ban tổ chức trung ương các chú chẳng phải là tổ chức một lớp huấn luyện cán bộ cấp sở đó sao? Kiều Hoành Sơn thản nhiên cười nói. Ý đại ca là để Diệp Phàm tới học tập tại trường đảng trung ương. Kiều Viễn Sơn nhìn Kiều Hoành Sơn. Ha ha, giải quyết được tận gốc. Diệp Phàm mất đi địa bàn Đông Cống, đã không có mục đích để gây sự ầm ĩ, nó còn làm ầm ĩ cái gì? Nếu còn làm ầm lên thì là xuất binh vô cớ. Bởi vì, Ủy ban Nhân dân thành phố Đông Cống và nhà máy đường Dương Xuân căn bản là chẳng có quan hệ gì với nó phải không nào? Thứ đồ không có quan hệ gì với mình thì còn quan tâm làm gì? Đây là chúng ta đang cứu nó, tin tưởng về sau nó sẽ hiểu. Đương nhiên, lão Tô gia cũng phải bỏ ra một khoản, nếu không tên tiểu tử đầu trâu này chắc chắn sẽ không đồng ý rời khỏi Đông Cống. Kiều Hoành Sơn cười gượng một tiếng. Ừ, Tô gia đúng là cũng hơi quá đáng. Thật sự coi Kiều gia làm đồ trang trí cũng không được. Bỏ ra một khoản tiền là điều nên làm. Về phần Thiết Chiêm Hùng ở Bộ Công an thì do lão Tô gia ra tay. Diệp Phàm thì do em điều đi, thế là được. Kiều Viễn Sơn gật gật đầu. Việc này không nên chậm trễ, chú lập tức gọi điện cho đồng chí Phó Quốc Vân ở tỉnh ủy Tây Lâm. Việc này, không thể trì hoãn nữa. Nếu Thiết Chiêm Hùng đến điều tra, chính thức mở vụ án, phỏng chừng, kể cả chú ra tay cũng muộn rồi. Vậy chắc chắn tạo nên xung đột trực diện giữa Tô gia và Diệp Phàm, rất không sáng suốt. Tiểu tử đầu trâu này, muốn đấu với Tô gia chờ cậu trở thành con trâu cường tráng rồi đấu tiếp. Biết rõ không đấu lại được còn muốn đấu, đúng là không sáng suốt. Tuy nhiên, Kiều Hoành Sơn lại tán thưởng dũng khí và phong cách dũng mãnh không sợ chết này của nó. Kiều Hoành Sơn cười ha hả. Ừ, em lập tức gọi điện thoại điều động một chút. Kiều Viễn Sơn gật gật đầu rút điện thoại. Đầu tiên là giao cho cán bộ có liên quan đến việc huấn luyện của ban tổ chức trung ương thông báo cho tỉnh Tây Lâm lập tức điều động Diệp Phàm đến học tập ở trường đảng trung ương. Sau đó, Kiều Viễn Sơn đang chuẩn bị đích thân gọi điện cho đồng chí Phó Quốc Vân tỉnh Tây Lâm. Tuy nhiên, ngẫm nghĩ một lúc lại không gọi, tin là có thông báo của ban tổ chức cán bộ trung ương như vậy là đủ rồi. Lẽ nào Phó Quốc Vân lại có thể từ chối không cho Diệp Phàm đi? Mà Kiều Viễn Sơn bên kia vừa động. Tô gia cũng lờ mờ đoán được. Lập tức áp chế Thiết Chiêm Hùng, đương nhiên là áp chế do cấp trên sắp xếp, ví như Phó Tổng Yến đích thân tiến hành áp chế Thiết Chiêm Hùng. Không đến 2 giờ sau, Diệp Phàm nhận được điện thoại của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy tỉnh Tây Lâm, yêu cầu lập tức phải giao lại mọi công tác của Ủy ban Nhân dân thành phố cho Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Đông Cống, đồng chí Quách Tắc Quân. Sau khi giao toàn bộ công việc của nhà máy đường Dương Xuân cho đồng chí Lam Tồn Quân lập tức lên đường đến trường đảng Trung ương ghi danh học tập. Hơn nữa, đặc biệt chỉ ra, bên đó đã khai giảng mấy ngày, yêu cầu đồng chí Diệp Phàm không thể qua loa, nhanh chóng giao lại công việc rồi lập tức lên đường. Nếu vi phạm sẽ bị đảng kỷ luật. Xuống tay rất nhanh, Diệp Phàm gác điện thoại tự nói một câu rồi lập tức gọi điện cho Thiết Chiêm Hùng. Diệp Phàm còn chưa mở miệng.
Thiết Chiêm Hùng ở đâu dây bên kia đã nói. Cậu em, cậu bên đó chắc cũng có chuyện rồi hả? Vâng, vẫn là biện pháp rút củi dưới đáy nồi cũ rích, yêu cầu tôi lập tức chuyển giao, sau đó đến lớp huấn luyện cán bộ cấp sở của trường đảng trung ương học tập. Việc này chắc chắn là trò của Tô gia. Diệp Phàm nói. Ôi, cậu em, không ngờ chúng ta lại cùng đến trường đảng trung ương học tập. Thiết Chiêm Hùng thở dài mắng. Đúng là tay không xoay nổi đùi. Mẹ nó, thực là xui quá trời. Anh cũng tới trường đảng trung ương học tập, lớp nào? Diệp Phàm thực sự có chút giật mình. Cấp cán bộ như tôi chắc chắn phải tới lớp huấn luyện cán bộ cấp tỉnh bộ. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này, trường đảng trung ương còn chưa có lớp đó. Cho nên bọn họ tìm cái lý do, không ngờ bảo tôi tới lớp huấn luyện cán bộ cấp sở. Bảo tôi tới đó khuấy động phong trào nhóm cán bộ cấp sở, làm tấm gương tốt, dạy cho họ kinh nghiệm. Thật ra trường đảng trung ương chỉ có một lớp huấn luyện cán bộ cấp phó giám đốc sở hệ chính trị pháp luật, bọn họ bảo tôi tới huấn luyện. Hơn nữa thông báo nói là lập tức chuyển giao công việc, lập tức đến trường đảng trung ương báo cáo. Không đi hoặc kéo dài thời gian sẽ bị đảng kỷ luật. Mẹ nó, đây là chuyện gì thế? Thiết Chiêm Hùng không nhịn được, mắng. Đúng là cùng cảnh ngộ, thông báo của tôi cũng tương tự, lôi cả kỷ luật của đảng ra. Diệp Phàm cười khổ một tiếng, đột nhiên phẫn nộ hô. Tôi không đi, cứ không đi đấy. Không đi, sao được? Sau khi Thiết Chiêm Hùng hơi ngạc nhiên, trầm tư một hồi rồi nói. Cậu em, tôi thấy việc này khá phức tạp. Tôi thấy tạm thời lùi một bước đi, anh cứ cứng rắn không lay chuyển được thì cũng không khôn ngoan. Ngày mai thật sự bị kỷ luật cái gì thì không biết làm thế nào. Hơn nữa, việc này, tôi thấy, bọn họ chắc chắn đã gặp Kiều gia đại viện. Ngẫm lại, hoạt động của ban tổ chức cán bộ trung ương lại qua mắt được Kiều ủy viên sao? Hơn nữa, anh không biết, đến anh tôi bên đó cũng có người gọi qua chào hỏi. Bàn tay dài thật. Diệp Phàm hừ một tiếng, nói. Thiết ca, con đường quan chức của tôi chắc dừng lại ở đây. Thiết ca, anh đi báo cáo đi. Tôi mặc kệ. Tiểu tử cậu thật hồ đồ. Chỉ có chút sóng gió đã bảo mặc kệ. Vậy chẳng phải là khiến Tô gia vừa ý sao? Chúng ta vẫn làm, hơn nữa, còn phải làm rất tốt. Đợi chúng ta có đủ khả năng đấu lại Tô gia, chúng ta sẽ tính sổ sau. Thiết Chiêm Hùng khẩn trương nói. Mặc kệ Thiết ca, tôi bị đau lòng quá rồi. Trước kia, Diệp Phàm tôi vào sinh ra tử lập công lao hiển hách vì tổ đặc nhiệm A, kết quả ra sao? Nói tước quân chức là tước bỏ, mà trong chính quyền, Diệp Phàm tôi làm tới đâu đều có những sáng tạo kỳ tích, một huyện nghèo đói tôi có thể biến trở thành một thành phố, còn muốn Diệp Phàm tôi phải thế nào nữa? Hiện tại, có người muốn giết tôi, còn tôi phải bấm bụng chịu nhìn, muốn tôi phải trốn tránh. Chẳng lẽ Diệp Phàm tôi sinh ra đã thảm vậy, phải cúi đầu trước cường quyền sao? Mặc kệ, cứ kệ đi, Thiết ca, huynh đệ, tôi xin lỗi, giữa đường bỏ gánh, xin lỗi tất cả anh em, tôi. Diệp lão đại trong giọng nói đầy bi thương, đập một tiếng rồi buông điện thoại. Anh mặc kệ, tôi cũng không làm nữa, chơi cái trò gì, muốn làm gì thì cứ làm. Mẹ nó, bố ra nước ngoài làm phú ông, chén lớn uống rượu, ôm ấp mỹ nhân tự tại tiêu dao. Thiết Chiêm Hùng tức giận cũng đập một tiếng rồi buông điện thoại. Chỉ nửa giờ ngắn ngủi, tin chủ tịch thành phố Đông Cống, Diệp Phàm từ chức truyền khắp toàn bộ thành phố. Chấn động toàn thể thành phố Đông Cống, thậm chí truyền tới cả tỉnh ủy Tây Lâm. Đầu tiên chủ tịch Trúc gọi điện tới hỏi việc này. Diệp Phàm nói đầu đuôi câu chuyện cho chủ tịch Trúc quát lớn trong điện thoại. Đồng chí Tiểu Diệp, ngàn vạn lần đừng từ chức, cậu chờ tôi lập tức phản ánh lên Trung ương. Không lâu sau, Đoàn Hải Thiên và Tề Chấn Đào đều gọi điện đến hỏi thăm. Đầu tiên là khuyên Diệp Phàm không phải từ chức, Diệp Phàm thái độ kiên quyết. Cuối cùng ba người tỏ thái độ, sẽ báo cáo với Trung ương về vấn đề này. Còn cũng trong thời gian này, Thứ trưởng Bộ Công an Thiết Chiêm Hùng khiếu nại lên cấp trên. Đồng chí Cục trưởng Cục Công an thành phố Đông Cống yêu cầu từ chức. Đồng chí Mã Hán của căn cứ Việt Đông Ngư Đại Hùng Sơn yêu cầu nghỉ. Trương Long Triệu Hổ của Cục Cảnh vệ Trung ương dưới sự dẫn dắt của Lang Phá Thiên cũng đồng loạt yêu cầu nghỉ. Đã xảy ra việc lạ với các cán bộ cấp cao. Tên tiểu tử khốn này, lại làm ầm gì lên thế? Kiều Viễn Sơn tức giận đập bàn. Tiểu tử giỏi, có khí phách, có năng lượng, không ngờ có nhiều người như vậy đứng ra hò hét cho nó.
Tôi muốn xem Tô gia xử lý vụ này thế nào. Kiều Hoành Sơn không ngờ vui tươi hớn hở cười cười, bộ dạng muốn xem diễn trò. Đại ca, đây là giờ phút sống còn mà anh còn cười được. Kiều Viên Sơn cũng chọc vui. Tôi thấy việc này phỏng chừng sẽ có người đứng ra xử lý. Chú ngẫm lại đi, nhiều người làm ầm lên như vậy, người kia còn không biết sao. Kiều Hoành Sơn thản nhiên cười. Ừ, hẳn là ông ấy đã biết, cũng tốt, chúng ta cứ đứng im mà quan sát. Kiều Viễn Sơn gật gật đầu. Vài thằng hề nhảy nhót có thể làm ra chuyện gì, từ chức thì từ chức. Những người muốn làm quan ở Hoa Hạ này dài tới tận biển. Trái đất này không có Diệp Phàm thì không quay nữa chắc. Tô Triều Viễn lạnh lùng hừ nói. Vừa rồi Yến Tổng Lý bảo chúng ta tốt nhất nên khiêm tốn một chút. Trong số mấy người này, người có ảnh hưởng nhất chính là Lang Phá Thiên. Người này là Cục trưởng Cục Cảnh vệ Trung ương, trực tiếp phụ trách chính là an toàn của Bộ Chính trị. Nghe nói thân thủ rất cao, là nhân tài hiếm có. Việc này chỉ sợ đã khiến tất cả lãnh đạo cấp quốc gia đều chú ý tới rồi. Tô Khánh Trung không ngờ có chút lo lắng. Chủ tịch, đây là thư đề nghị của đồng chỉ Lý Khiếu Phong của tổ đặc nhiệm A vừa mới gửi lên. Lúc này, thư ký chuyên trách của Chủ tịch Trung Nam Liêm, Đường Hạo Đông, Cổ Kiệt sau khi gõ cửa được phép vào thì đưa tới một gói tài liệu to. Gọi ông ấy vào luôn đi, cũng lâu rồi tôi không gặp Lý Lão. Chủ tịch Đường đứng lên đi ra phía cửa. Chương 1907, Chủ tịch Đường biết rồi. Anh ta đi rồi, để lại túi tài liệu này. Cổ Kiệt nói. Mang qua đây. Chủ tịch Đường nói rồi mở túi tài liệu ra, lật dở xem mấy tài liệu liên quan. Lúc sau, Chủ tịch Đường càng nhăn nhó mặt mày, nhìn qua câu cuối cùng mà Lý Khiếu Phong nói Chủ tịch, Diệp Phàm là một thiên tài, một đồng chí hết lòng vì nước vì dân. Không thể để anh ta từ chức, quốc gia sẽ mất đi một hiền tài. Diệp Phàm chẳng phải là ở Hải Đông sao, từ bao giờ lại tới thành phố Đông Cống thế? Chủ tịch Đường liếc nhìn Cổ Kiệt hỏi. Tôi cũng không rõ, để tôi lập tức đi hỏi các đồng chí dưới đó. Cổ Kiệt nói. Ừm. Chủ tịch Đường hừ đáp. Cổ Kiệt tự mình đi xử lý lấy. Một tiếng sau thì trở lại văn phòng. Mấy tháng trước, đồng chí Phí Mãn Thiên của tỉnh Nam Phúc lên trường Đảng Trung ương học tập, toàn bộ công tác ở tỉnh ủy đều là do đồng chí Yến Xuân Lai chủ trì. Nghe nói đồng chí Phí Mãn Thiên vừa đi khỏi không lâu thì xảy ra chuyện tuyên chuyển giao lưu cán bộ giữa các địa phương, vậy nên đồng chí Diệp Phàm mới đến Đông Cống. Dì à Kiệt nghiêm túc thuật lại. Ồ, chủ tịch Đường gật gật đầu tỏ ý đã hiểu. Thế nhưng, trong lòng Cổ Kiệt lại không khỏi chấn động, bởi vì anh ta phát hiện chủ tịch Đường dằn mạnh cây bút máy trong tay chấm xuống bản tài liệu trong giây lát. Động tác này rất không bình thường, Cổ Kiệt chỉ thấy qua có đôi lần. Mỗi lần chủ tịch Đường làm như vậy là các đồng chí cấp dưới khẳng định là có người gặp vận đen. Lần này không biết thằng hủi này là ai? Chẳng lẽ lại là Yến Xuân Lai? Cổ Kiệt thầm chắc mẩm trong lòng. Cậu gọi ngay cho bên tổ chức giao lưu cán bộ và đồng chí Phó Quốc Vân bên tỉnh Tây Lâm, cứ nói Diệp Phàm là đồng chí tốt, Đông Cống không thể thiếu cậu ấy. Bồi dưỡng tập huấn thì khi nào đi mà trả được. Chủ tịch Đường nói ra rất tự nhiên rồi lại vùi đầu tiếp tục đọc tài liệu. Cứ như ban nãy chưa hề xảy ra chuyện gì vậy. Hành động diễn ra rất mau lẹ, không lâu sau bí thư tỉnh Tây Lâm là đồng chí Phó Quốc Vân đã nhận được thông báo của bên tổ chức giao lưu cán bộ. Bảo là đã suy xét thấu đáo đến tình hình đặc thù của Đông Cống, tức là không thể thiếu được một đồng chí như Diệp Phàm. Vì vậy, đồng chí Diệp Phàm tạm thời chưa cần lên trường đảng bồi dưỡng tiến tu. Đùa kiểu gì hay vậy? Bên tổ chức cán bộ đúng là thay đổi như trong chóng. Phó Quốc Vân thở dài, lập tức gọi thư ký cho chỉ thị xuống văn phòng tỉnh ủy. Có điều, Phó Quốc Vân nghĩ ngợi giây lát rồi lại cho dừng ngay, đích thân gọi điện luôn cho Diệp Phàm thông báo luôn tin này. Hơn nữa, còn động viên đồng chí Diệp Phàm cần tích cực công tác, nắm bắt tốt kinh tế của Đông Cống để lo cho dân chúng gì gì nữa. Thư ký của Chủ tịch Đường đích thân gọi cho tôi, vậy nên, đồng chí Diệp Phàm thật đáng để chúc mừng đó nha. Thư ký Cổ nói đồng chí Diệp Phàm là đồng chí tốt, thực ra chính là Chủ tịch Đường thông qua Cổ Kiệt mà khen đồng chí Diệp Phàm. Chủ tịch đã khen ngợi Diệp Phàm thì bên mình cũng nên thể hiện thái độ chút chút. Hiểu tâm tư lãnh đạo mới là thằng cấp dưới ngoan. Phó Quốc Vân thầm suy tính. Tuy nhiên, Thiết Chiêm Hùng vẫn tạm thời đi làm giáo viên ở trường Đảng Trung ương. Chỉ là mới tiếp nhận vụ án của Tô Gia, Thứ trưởng Bộ Công an, Thôi Cảnh Hạo vốn định ba phải, xử vụ án Tô Gia từ lớn thành nhỏ,
từ nhỏ hóa không có. Không ngờ lại xảy ra một vở tuồng, Diệp Phàm không ngờ yêu cầu từ chức. Không lâu sau lại đến trường đảng Trung ương học, đồng chí Thôi Cảnh Hạo không ngốc, anh ta có khứu giác chính trị nhạy bén. Chẳng lẽ là Kiều Gia ra tay? Ban đầu là Tô Gia tìm người ở trung ban tổ chức cán bộ dở trò ma mãnh, muốn loại bỏ Diệp Phàm. Hiện tại Kiều Gia đại viện ra tay lại đòi thông báo của trung ban tổ chức cán bộ về. Kiều Gia đã ra tay, mình kẹp ở giữa sẽ phiền phức đây. Giờ phút này, phó trưởng ban Thôi có cảm giác kích động muốn đâm vào tường. Vốn là muốn lấy lòng Tô Gia nên mới nhận vụ án của Tô Gia từ tay Thiết Chiêm Hùng. Vốn là cái bánh ngon, không ngờ chỉ mấy tiếng đồng hồ, trong nháy mắt đã trở thành cái bàn ủi có thể làm bỏng chết. Thôi Cảnh Hạo đủ đầu óc có cố gắng thì cũng không chống đỡ được với Kiều Gia đại viện. Kiều Gia đại viện đã ra tay ngắn chặn hành động của trung ban tổ chức cán bộ. Diệp Phàm kia một khi đã không đi, khẳng định sẽ bám lấy vụ án Tô Gia không buông, mình nên làm gì bây giờ? Mình không thể đắc tội với Tô Gia, mà Kiều Gia đại viện so với Tô Gia lại càng đáng sợ hơn. Cái mũ quan trên đầu mình dường như cũng đang lúc lắc muốn rơi. Phó trưởng ban Thôi hối hận. Cho nên phó trưởng ban Thôi cũng không dám có hành động gì, tạm thời dứt khoát giữ vụ án lại xem tình hình. Vốn định ngày mai tới chỗ Tô Trang Thành, bây giờ không thả người nữa, vậy đầu tiên là đắc tội với Tô Gia. Phó trưởng ban Thôi đành phải tự than thở số mình không tốt, làm thế này không được, thế kia cũng không được, hai bên đều không thể đắc tội. Ngẫm nghĩ một chút, lão già này vội vàng báo cáo với phó trưởng ban thường trực Mâu Vân. Tuy nhiên dường như Mâu Vân không có hứng thú với vụ án của Tô Gia. Miệng ừ đầu gật, nhưng cũng không đả động gì tới vụ án cũng như việc xử lý vụ án. Thôi Cảnh Hạo hiểu được, Mâu Vân và Tô Gia quan hệ không tồi. Giờ phút này Tô Cảnh Hạo cũng hiểu, phỏng chừng Mâu Vân cũng đánh hơi được điều gì, đương nhiên không chịu dính líu tới vụ án này. Tuy nhiên, Thôi Cảnh Hạo ngẫm lại cũng có chút lo lắng. Việc này không làm rõ như xương cá ngạnh lưng. Anh ta ngồi bên bàn làm việc ngẫm nghĩ một chút, đột nhiên ánh mắt sáng ngời, kêu lên. Sao mình lại quên anh ta nhỉ? Chợt cầm lấy điện thoại gọi cho bí thư tỉnh ủy tỉnh Tây Lâm, Phó Quốc Vân, cười nói. Lão Phó, bây giờ thành quan to ở tỉnh rồi, đã quên lão Thôi tôi rồi hả? Thôi Cảnh Hạo và Phó Quốc Vân là bạn đại học, đương nhiên hai người không học đại học chính quy. Đều là thay đổi giữa chừng, sau lại thoát ly đi sản xuất 3 năm. Khi đó học cùng một trường, coi như là bạn học. Hơn nữa, quan hệ cũng không tồi. Nói gì vậy lão Thôi, quên ai cũng được chứ sao quên được lão Thôi, phải không nào? Bằng không, còn dám về thủ đô sao? Phó Quốc Vân cũng ha hả cười. Lão Phó anh ấy à, nói như là Thôi Cảnh Hạo tôi là thổ phỉ muốn cướp tài sản của Phó đại nhân ấy. Thôi Cảnh Hạo cười cãi lại nói. Sao dám? Phó Quốc Vân cười cười. Lão Phó à, thành phố Đông Cống tỉnh Tây Lâm các anh có phải có người tên Diệp Phàm không? Thôi Cảnh Hạo bắt đầu vào đề. Có, chủ tịch thành phố Đông Cống, là người từ Hải Đông, tỉnh Nam Phúc tới giúp chúng tôi phát triển kinh tế. Đồng chí này cũng không tồi, vừa đến đã khống chế được cục diện phát triển của Đông Cống. Hơn nữa gần đây luôn tận tâm tận lực phát triển kinh tế, muốn Đông Cống thực sự đi lên. Tôi rất xem trọng cậu ta. Phó Quốc Vân vừa mở miệng đã khen Diệp Phàm không ngớt. Nhưng thật ra khiến Thôi Cảnh Hạo trong lòng cảnh giác, không rõ Phó Quốc Vân vì sao như thế, chẳng lẽ có liên quan đến sự việc lần này. Ha ha, chính miệng anh đã nói cậu ta là đồng chí tốt, thì hẳn Diệp Phàm là một đồng chí tốt. Thôi Cảnh Hạo cười cười, nói. Chỉ là có một vấn đề nhỏ tôi vẫn không hiểu, lão Phó, chúng ta là người một nhà không nói nhiều lời. Có gì cứ hỏi thẳng là được mà. Lão Thôi, giữa hai chúng ta mà còn giấu giếm điều gì, thì thật chẳng ra sao đúng không? Phó Quốc Vân rất sảng khoái hỏi, trong lòng cũng cân nhắc một chút ý nghĩ của Thôi Cảnh Hạo. Chẳng phải ban tổ chức Trung ương sắp xếp Diệp Phàm tới lớp cán bộ cấp sở, trường đảng Trung ương tiến tu sao? Thông báo này vừa mới gửi đến tỉnh Tây Lâm các anh, phỏng chừng vừa vài giờ trước đã thay đổi thông báo. Thực sự có chút kỳ quái. Thôi Cảnh Hạo hỏi. Ha ha, cái này... Lão Thôi, anh hỏi cái này để làm gì? Thông báo của trung ban tổ chức cán bộ sửa đổi, phải hỏi người của trung ban tổ chức cán bộ mới đúng chứ? Anh hỏi tôi biết hỏi ai đây? Việc này đến chính tôi cũng có chút nghi hoặc khó hiểu. Tuy nhiên, chuyện lãnh đạo, chúng ta cũng không nên hỏi đến đúng không nào?
Phó Quốc Vân bật cười ha hả, lập tức hiểu ra. Hóa ra lão Thôi có ý thăm dò. Tuy nhiên, Thôi Cảnh Hạo không lộ ý đồ ra, Phó Quốc Vân cũng sẽ không để lộ điều gì liên quan. Bằng hữu là bằng hữu, lợi ích là lợi ích. Ôi! Thôi Cảnh Hạo thở dài, trong lòng mắng một câu lão cáo già này, vẫn nói. Không dám giấu anh, vụ án tập đoàn Vinh Quang bị lừa vốn là Thứ trưởng Thiết Chiêm Hùng phụ trách, bây giờ Thứ trưởng Thiết tạm thời tới làm giáo viên ở trường Đảng Trung ương. Cho nên vụ án này bỏ lại. Không gì là không xử lý được, nên xử lý thế nào thì sẽ xử lý như thế. Mấy tên lừa gạt này thật sự đáng giận, nhất định phải nghiêm trị. Tuy nhiên lão Thôi, kính nhờ anh một chuyện, nhất định phải giúp đỡ chúng tôi lấy lại số tiền bị lừa. Đông Cống là một địa phương nghèo, không chịu nổi sức ép. Phó Quốc Vân thực sự có chút để bụng, bởi vì gần đây chuyện của tập đoàn Vinh Quang cũng là khiến cho bí thư tỉnh ủy như ông ta có chút phiền lòng. Gần đây ông ta cũng luôn chú ý tới vụ án của tập đoàn Vinh Quang. Một vụ án lớn liên quan đến mấy tỷ, nếu làm không tốt sẽ ảnh hưởng rất lớn. Đến lúc đó khiến cho những hộ cho vay gây rối thì sẽ phiền phức. Ha ha, lấy lại tiền ấy à, đương nhiên là phải thế. Thôi Cảnh Hạo vừa nghe, biết Phó Quốc Vân cũng có chút nóng nảy, mấy tỷ này chắc chắn là ảnh hưởng rất lớn rồi. Cho nên, đồng chí Tiểu Thôi cũng lập tức bắt đầu chơi trò kín đáo với Phó Quốc Vân. Trong lòng thầm nghĩ, anh đã không nói tình hình thực tế, tôi cũng không gắng sức. Xem ai thiệt hơn ai. Cáo gì, Phó Quốc Vân trong lòng mắng một câu nói. Quyết định của trung ban tổ chức cán bộ tôi không rõ lắm, tuy nhiên mấy tiếng trước, tôi nhận được điện thoại của trưởng ban thư ký Cổ. Sau khi lộ ra tên Cổ, Phó Quốc Vân lại không nói gì, đương nhiên là đang chờ lão Thôi nói. Trưởng ban thư ký Cổ nào cơ? Thôi Cảnh Hạo thực sự có chút nóng ruột, bật thốt lên hỏi. Ha ha! Phó Quốc Vân mỉm cười hai tiếng, giống như tự hỏi cái gì. Ước chừng đợi một phút, Phó Quốc Vân ở đầu máy bên kia không ngờ còn không có động tĩnh gì. Thôi Cảnh Hạo hiểu được, mình mà không hé lộ tí gì, lão cáo giả Phó Quốc Vân này tuyệt đối sẽ không nói gì thêm. Chỉ một ông trưởng ban thư ký sao có thể đoán được là ai, cả nước có bao nhiêu ông trưởng ban thư ký Cổ, chỉ ở thủ đô cũng đã không phải là ít rồi. Lão Phó à, có chuyện chắc là anh chưa nghe qua. Là bạn cũ, tôi cũng phải nhắc nhở anh một chút. Thôi Cảnh Hạo nói. Xem nào, nên nhắc nhở thì nên nhắc nhở sớm đúng không nào? Quan hệ giữa hai ta mà còn gì phải giấu sao? Không có thành ý gì cả đúng không? Phó Quốc Vân không ngờ lại trách Thôi Cảnh Hạo trước, khiến lão già này trong lòng suýt nữa phát điên. Trong lòng thầm mắng bản lĩnh trả đũa được cất giấu này của anh đúng là mạnh hơn người. Tuy nhiên, Thôi Cảnh Hạo giọng điệu vẫn bình tĩnh nói. Diệp Phàm có quan hệ với Kiều Gia Đại Viện ở thủ đô. Chương 1908, người nhà họ Tô lúng túng. Nhà họ Kiều, có phải là cùng một nhà với hai ông lớn họ Kiều kia? Phó Quốc Vân kinh ngạc, ông ta thật sự không biết đến tầng quan hệ này của Diệp Phàm. Ừ, hai anh em nhà họ Kiều, Diệp Phàm chính là con rể tương lai của ủy viên Kiều. Thôi Cảnh Hạo vừa nói xong những lời này thật sự làm họ Phó ngạc nhiên. Phó Quốc Vân luôn thầm kêu vạn hạnh, vốn định cho Thái Phi xuống đối phó với Y Cao Vân. Không thể tưởng tượng được Thái Phi lại lấy Diệp Phàm ra khai đao trước như vậy. Những việc này Phó Quốc Vân cũng nghe từ người khác một ít. Mấy ngày qua, chuyện tập đoàn Vinh Quang bị làm ầm ĩ, Phó Quốc Vân vốn cũng định xử lý Diệp Phàm. May là còn chưa ra tay. Bằng không, thật sự là tự đập tảng đá vào chân mình. Nhà họ Kiều không dễ trêu vào. Mặc dù là lãnh đạo một vùng biên như Phó Quốc Vân thì cũng không dễ dàng trêu vào hai anh em nhà họ. Là con rể tương lai của ủy viên Trung ương, thật đúng là tốt biết bao. Phó Quốc Vân nói, nghĩ một chút rồi lại tiếp. Hôm đó nhận được điện thoại của trưởng ban thư ký Cổ, chỉ thị rằng đồng chí Diệp Phàm là đồng chí tốt, nhân dân Đông Cống không thể thiếu cậu ấy. Sau khi gác điện thoại xong, tuy rằng Phó Quốc Vân không nói tiếp trưởng ban thư ký Cổ là ai. Nhưng Thôi Cảnh Hạo đã cảm nhận được, độ nhạy cảm chính trị của Thôi Cảnh Hạo thật sự làm cho người ta giật mình. Bởi vì, Phó Quốc Vân tuy chỉ nói một câu, nhưng những lời này có hai chữ chỉ thị, một thư ký dựa vào cái gì để đưa ra chỉ thị với một nhân vật số một như họ Phó. Chứng tỏ thư ký này đã thay mặt lãnh đạo ra chỉ thị. Có thể ra chỉ thị với Phó Quốc Vân là ai? Ít nhất cũng phải là ủy viên Bộ Chính trị. Mà ủy viên Bộ Chính trị mà gọi là trưởng ban thư ký Cổ thì chỉ có một,
chính là Cổ Kiệt, thư ký chuyên trách văn phòng chủ tịch Đường. Không thể tưởng tượng được chủ tịch Đường lại tự mình ra chỉ thị Phó Quốc Vân. Đó không phải đã chứng tỏ Diệp Phàm là người được chủ tịch Đường yêu quý sao? Tuy nói bây giờ cấp bậc của Diệp Phàm vẫn chưa thể tiến vào mạng lưới quyền lực của chủ tịch Đường, nhưng có lẽ Diệp Phàm là đối tượng mà chủ tịch Đường đã sớm đưa vào tầm ngắm để cất nhắc vào mạng lưới của ông. Bằng không, chủ tịch Đường sẽ không nói những lời này. Hơn nữa là trực tiếp nói với một bí thư tỉnh ủy. Ít nhất có thể chứng minh, Diệp Phàm đã lọt vào mắt anh của chủ tịch. Một người trẻ tuổi như vậy, cha vợ lại là ủy viên Bộ Chính trị, quản lý ban tổ chức cán bộ trung ương đồng chí Cửu Viễn Sơn. Hơn nữa lại được chủ tịch Đường chú ý, người trẻ tuổi này quả là tiền đồ vô lượng. Thôi Cảnh Hạo đưa ra một quyết định dứt khoát, nhất định phải nghiêm túc xét xử vụ án nhà họ Tô. Nếu không, Diệp Phàm sẽ không đồng ý buông tha, làm ầm ĩ lên. Mà chủ tịch Đường lại chú ý đến Diệp Phàm, không phải là vụ án này sẽ gây sức ép cho chúng ta trong mắt chủ tịch Đường sao? Cho đến lúc này, mình có muốn làm chút việc tư cũng bị người khác tóm được chứng cứ. Nhất định phải thể hiện sự công bằng và chính nghĩa mới được. Có lẽ như vậy còn có thể làm cho chủ tịch Đường chú ý đến mình một chút. Không phải là mình sẽ phát tài sao? Thôi Cảnh Hạo tuy hiện nay là người quyền cao chức trọng ở Bộ Công an. Nhưng trong Bộ Công an còn có thể uy phong một chút. Ngoài Bộ Công an ra đến những bộ ngành và ủy ban trung ương khác, không chắc người ta đã nể mặt ông ta. Trung ương có bao nhiêu bộ và ủy ban, cục sở, còn có mấy văn phòng nữa, nếu đem ra so sánh thì đều cao hơn Bộ Công an một bậc. Những đồng chí giống như Thôi Cảnh Hạo ở Bắc Kinh ít nhất cũng đến hơn nghìn người. Buổi sáng ngày hôm sau, Thôi Cảnh Hạo cho cấp dưới tăng cường thẩm tra xử lý Tô Trang Thành. Mà nhà họ Tô thì tận khi cho người đi bảo lãnh mới biết là không thể bảo lãnh. Hơn nữa, chỉ thị của Thôi Cảnh Hạo, nhà họ Tô cũng hiểu được. Tất nhiên cả nhà họ Tô đều sốt ruột. Đồ Thất Hứa này, không phải bảo sáng nay có thể về sao? Sao đột nhiên lại thay đổi? Tô Trang Thành mắng em trai Tô Định Xung. Có thay đổi rồi. Tô Triều Viễn nhìn ông cụ, vẻ mặt cũng rất khó coi. Ngày hôm qua Cửu Viễn Sơn đã ra chỉ thị cho ban tổ chức cán bộ trung ương ngẫu nhiên tập trung Diệp Phàm đến trường đảng học tập. Việc này, có lẽ là Cửu Viễn Sơn muốn bảo vệ Diệp Phàm. Không để hắn ở thành phố Đông Cống mà bị gây sức ép. Mà Thiết Chiêm Hùng cũng bị chúng ta đưa đến trường đảng làm giáo quan. Thôi Cảnh Hạo khi mới tiếp nhận vụ án này có đồng ý sáng nay cho chúng ta bảo lãnh người ra. Không thể ngờ, mới mấy giờ sau, chuyện Diệp Phàm đến trường đảng trung ương học tập lại ngừng lại, hắn vẫn ở Đông Cống. Chẳng lẽ Kiều Viễn Sơn lại thay đổi, do đó cũng ảnh hưởng đến Thôi Cảnh Hạo. Tô Khánh Trung nói, không phải thay đổi. Tầm nhìn của Kiều Viễn Sơn lợi hại hơn so với chúng ta. Để Diệp Phàm đến trường đảng trung ương học tập, thứ nhất là bảo vệ con rể tương lai, thứ hai cũng là cho chúng ta một ân tình lớn, chúng ta phải nợ ân tình này. Kiều Viễn Sơn sao có thể phạm một sai lầm sơ đẳng như thế? Không biết có phải là có người khác nhúng tay vào không? Ông cụ nhà họ Tô nói. Người khác nhúng tay, vậy không phải là cấp bậc còn cao hơn Kiều Viễn Sơn sao? Tô Khánh Trung nói. Nhất thời hít một hơi thở sâu. Chắc chắn là nhân vật có phân lượng đã nói chuyện với Cửu Viễn Sơn. Nếu không, ban tổ chức cán bộ trung ương đã là nhân vật số một. Thì người này chắc chắn có cấp bậc cao hơn cả Cửu Viễn Sơn. Cấp bậc cao hơn Cửu Viễn Sơn thì cũng không có nhiều người đâu. Tô Triều Viễn nói. Đại ca muốn nói chính là một trong 9 ủy viên thường vụ. Tô Khánh Trung hỏi một câu, vẻ mặt cũng khó coi. Không thể ngờ được việc này còn liên quan đến 9 vị đầu sỏ kia. Nếu đúng là như vậy thì có lẽ 2 ủy viên Bộ Chính trị mà mình mời sẽ không tiếp tục tham gia vào vụ án của Tô Trang Thành. 9 ủy viên thì đã chắc chắn là 9 ủy viên, nhưng không biết cụ thể là ai. Vừa rồi tôi có gọi điện thoại cho Thủ tướng Yến Vân. Ông ấy cũng rất khó xử, nói nào là việc này không tiện giải quyết. Còn nhắc nhở tôi phải chú ý làm tốt mảng quan hệ. Tô Triều Viễn nói. Nhìn mọi người một cái, lại tiếp. Vị ủy viên kia lại nói một câu muốn tháo chuông phải tìm được người buộc chuông. Lời này là có ý gì? Đi đâu tìm người, buộc chuông, như vậy bây giờ? Người này lại không xuất hiện mà cứ giống như thần thánh vậy, thật sự là phiền toái quá thể. Tô Định Xung là quân nhân, không thích động não suy nghĩ những vấn đề phức tạp như vậy. Tính của hắn là cứ đi thẳng vào vấn đề. Định Xung, con cũng đã trưởng thành.
những năm gần đây đều là người nhà dọn đường cho con. Chính con cũng phải tự suy nghĩ, con cứ suy nghĩ cho kỹ kẻ buộc chuông là ai, con có thể nghĩ ra thì cha thưởng cho con 10 triệu. Ông cụ Tô đột nhiên lên tiếng. Nghe nói có 10 triệu, Tô Định Sung có chút kích động. Tuy nói nhị công tử nhà họ Tô luôn không thiếu tiền, nhưng thưởng 10 triệu, vẫn là một khoản lớn, số tiền này có thể chơi được bao nhiêu là gái chứ. Tô Định Sung vò vò đầu nghĩ. Ước chừng 2 phút sau vẫn chưa tỉnh lại. Định Sung, mấu chốt là ở kẻ buộc chuông, nghĩ lại xem, vụ án của anh con ai là kẻ buộc chuông nào. Tô Chiêu Viễn thấy dáng vẻ buồn rầu của con không kìm nổi nhắc y một câu. Tuy nhiên, lão nhị Tô Khánh Trung có chút bất mãn nói. Đại ca, anh nhắc nhở Định Sung như thế thì 10 triệu chẳng phải là đi tong sao. Thấy ông cụ yêu chiều mấy đứa con của Tô Chiêu Viễn, Tô Khánh Trung liền có chút bất mãn. Tất nhiên là không muốn Tô Định Sung nhận được 10 triệu. Ngay cả mấy đứa con của Tô Khánh Trung cũng thèm muốn 10 triệu này. Đó là 10 triệu tiền mặt thật sự. Nhà họ Tô tuy nói là có tiền, nhưng con cháu rất nhiều. Bình thường tiền tiêu vặt mỗi tháng mỗi người có thể lĩnh 3-4 nghìn đồng. 10 triệu đối với chúng mà nói là quá lớn. Mấy đứa thanh niên trong phòng không ai là không muốn. Chẳng lẽ là Diệp Phàm? Lúc này Tô Định Sung cuối cùng đã hiểu, vẻ mặt vui mừng nói. Cho là con đoán đúng. Như vậy đi, vừa rồi Chiêu Viễn có nhắc nhở con một câu, 10 triệu này giảm một nửa, cho con 5 triệu. Ông cụ Tô nói, cha, không có bác cả nhắc nhở thì căn bản là Định Sung không đoán ra được. Cho 1 triệu cũng là nhiều rồi, gì mà cho 5 triệu lận. Đứa con lớn của Tô Khánh Trung, Tô Định ghen tị nói. Hừ, ông cụ Tô đột nhiên hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt nghiêm khắc nhìn tất cả con cháu trong phòng một cái nói. Từ lúc nào Tô Vũ Thành tôi nói chuyện mọi người học được cách phản đối như vậy? Bản lĩnh thì không học, chuyện này thì học nhanh thế. Ba, Tô Phong nhất thời hồ đồ thôi, ba đừng để bụng. Tô Khánh Trung vội vàng nói, quay đầu trừng mắt nạt con trai một cái. Tô Chiêu Viễn liền bình tĩnh lại không dám nói gì nữa. Muốn thuyết phục Diệp Phàm còn khó hơn lên trời, làm sao bây giờ? Tô Định Sung nói, ừ, nếu có thể thuyết phục hắn ngày đó tôi đã giải quyết việc này rồi. Tên đó bướng bỉnh có lẽ tám ngựa kéo cũng không quay đầu trở lại. Người ta là con rể của Kiều Viễn Sơn. Biết nhà họ Tô chúng ta cũng không thể nắm được hắn. Cho nên mới kiêu ngạo như thế. Tô Khánh Trung hừ nói. Không cần nói rông dài, Trang Thành vẫn đang trong tù. Một ngày không ra ngoài sẽ nguy hiểm thêm một ngày. Chúng ta vẫn phải nghĩ cách thuyết phục Diệp Phàm mới được. Ông cụ Tô khoát tay áo nói. Nhất thời cả căn phòng đều im lặng. Ông, cháu nghĩ, thuyết phục Diệp Phàm hơi khó. Ở Hải Đông người này đã đối đầu với cháu mấy lần. Chúng ta đã đắc tội với hắn, mà nhà họ Kiều cũng mặc kệ, muốn bảo họ ra mặt thuyết phục là không có khả năng. Cho nên, cháu nghĩ có phải là nên nghĩ cách khác không? Lúc này Tô Lâm Nhi nói. Cách khác, con nói xem có cách nào khác có thể làm. Tô Chiêu Viễn nhìn con gái một cái hỏi. Nếu chuyện của anh cả là do một trong 9 vị ủy viên trung ương kia nhúng tay, chúng ta có thể lấy độc trị độc. Tô Lâm Nhi không ngờ bỗng hiến kế. Cháu muốn nói đi tìm mấy vị đầu sỏ kia, để họ ba mặt một lời. Cùng cấp bậc thì họ cũng dễ nói chuyện với nhau hơn. Tô Khánh Trúng nhíu mày nói. Đúng vậy. Tô Lâm Nhi nói. Vô ích thôi. Tô Chiêu Sa đột nhiên hừ nói, nhìn con gái một chút, nói. Lâm Nhi, con cũng ngây thơ quá. 9 vị ủy viên trung ương là lãnh đạo cấp cao nhất, tìm chỗ nào bây giờ? Ngay cả nhà họ Tô chúng ta tiền nhiều thế lớn. Hiện giờ cũng không thể kết giao một vị đầu sỏ trong 9 người đó. Ba, hiện giờ tìm không được cũng không phải là không tìm thấy. Tô Lâm Nhi nỏng nảy nói. Lâm Nhi, cha thấy con mãi không lớn. Nếu con có thể làm cho nhà họ Tô kết giao được với một trong 9 vị đầu sỏ của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa này thì chú hai khâm phục con luôn. Tô Khánh Trúng hơi có vẻ châm chọc nói. Ừ, Lâm Nhi, nếu thực sự cháu có cách, ông sẽ thưởng cho cháu 50 triệu. Ông cụ Tô lần này đã chịu nói lời vàng ngọc, chứng tỏ 9 vị đầu sỏ này rất có phân lượng trong lòng ông ta. Lần này Tô Khánh Trung cũng không phản đối, gật gật đầu đồng ý với ông cụ. Bà cô của nhà chúng ta có thể. Tô Lâm Nhi khẳng định. Chương 1909, sư mẫu ra tay. Nó. Tô lão thái gia không ngờ giọng nói lại có chút run run, liếc nhìn Tô Lâm Nhi, nói.
nó không phải mất tích. Ôi, Lưu Phương, cha biết con có điều không bằng lòng với cha. Nhưng đã nhiều năm qua như vậy mà vẫn không trở về nhà, cũng không biết nó còn sống không, đều là cha hại con. Tô Lâm Nhi nhắc đến chính là đứa con thứ năm của Tô Lão Gia, Tô Lưu Phương. Thật ra chính là vợ của sư phụ Phí Phương Thành của Diệp Phàm. Tuy nhiên, hai người đều là bỏ trốn, còn chưa chính thức kết hôn. Lúc ấy Phí Gia và Tô Gia đều không thừa nhận việc hôn sự này, nguyên nhân sâu xa bên trong rất phức tạp. Cô không chết. Tô Lâm Nhi lắc lắc đầu. Con đã gặp cô. Tô Triều Viễn có chút kinh ngạc. Hơn nữa, tất cả mọi người trong đại sảnh đều nhìn chằm chằm Tô Lâm Nhi. Lần trước cô từng tới Hải Đông, đúng lúc con gặp cô. Sau đó con mời cô đến ở tại khu giải trí Tô Thị, cô nói không rảnh, phải về huyện Cổ Xuyên. Hơn nữa, nói chuyện với cô con mới biết, Dưỡng Phí Phương Thành vẫn chưa trở về, không biết đi đâu. Lúc ấy cô cứ nhắc đến Dưỡng Phương Thành thì lại khóc, vội vã nói phải quay về sợ Dưỡng về tìm cô. Hơn nữa, lập tức phải đi. Tô Lâm Nhi nhắc lại hôm ấy bộ dạng như muốn rơi lệ. Ôi, tuy nhiên, Lâm Nhi, con cũng không thể gọi linh tinh. Hai người bọn họ còn chưa kết hôn. Trước mặt Lưu Phương, con gọi Phí Thúc là được, không cần gọi là Dưỡng, không hay. Tô Triều Viễn thở dài, liếc nhìn ông cụ nói. Không phải như thế, lúc ấy cô nói Phí Gia đã chấp nhận người con dâu là cô. Là Phí Lão Gia đích thân đưa thiệp mời. Phí Gia còn đặc biệt phái Phí Nhất Độ tới huyện Cổ Xuyên đón cô về nhà. Tuy nhiên, cô tạm thời chưa trở về. Nói là phải đợi Dưỡng Phương Thành cùng về. Hơn nữa, Phí Gia đồng ý, hai người họ về thì sẽ tổ chức hôn lễ chính thức. Tô Lâm Nhi vẻ mặt đứng đắn nói. Không thể tưởng tượng được, thật không nghĩ tới, Phí Lão Thái Gia không ngờ đã nghĩ thông. Tô Lão Thái Gia không khỏi cảm thán nói, ngẫm nghĩ một chút lại nói. Lâm Nhi. Phỏng chừng Lưu Phương còn có chút không vừa lòng với ông. Cháu đi Cổ Xuyên một chuyến, nói Tô Gia chúng ta đã đồng ý việc hôn nhân này. Cháu gọi cô về nhà gặp, nếu Phương Thành trở về, chúng ta đường hoàng gả nó đi. Còn nữa, ông viết phong thư gửi cho nó. Cháu có phải đề cập đến chuyện của anh không? Nếu Phí Gia đã chính thức thừa nhận địa vị của cô, vậy cô là con dâu của Phí Gia. Cho nên, có thể thông qua cô mời bí thư Phí Gia mặt dàn xếp một chút. Tô Lâm Nhi nói, việc này con nhất định phải nói, nhưng phải nói ra một cách tự nhiên, không lộ dấu vết gì. Tin tưởng với sự thông minh của con thì sẽ làm được. Không thể khiến Lưu Phương thấy phản cảm, cho rằng chúng ta có việc mới nhớ tới cô. Tô Triều Viễn thận trọng dặn dò con gái. Con hiểu, con lập tức tới huyện Cổ Xuyên. Tô Lâm Nhi trên mặt lộ vẻ vui mừng, Tô Lão Thái Gia viết phong thư đưa cho Tô Lâm Nhi. Tô Lâm Nhi vội vội vàng vàng lên đường. Không biết nó có thuyết phục được Lưu Phương không? Nhìn bóng con gái đi xa, Tô Triều Viễn trên mặt lộ vẻ ưu tư. Lưu Phương tuy nói rất bất mãn với chúng ta nhưng cũng chỉ là chuyện cũ. Hơn nữa, nó vẫn biết nhìn đại cục. Hơn nữa, Trang Thành là cháu ruột của nó, dù sao cũng không thể dương mắt nhìn Trang Thành phải vào tù. Chúng ta đều là người thân cùng một dòng máu, không thể đoạn tuyệt. Tuy nhiên, nếu Lưu Phương đồng ý trở về tất cả mọi người phải nhiệt tình biết chưa? Tô Lão Thái Gia thận trọng giải thích, mọi người trong đại sảnh chỉ còn có thể gật đầu lia lịa. Hơn nữa, Phí Gia thừa nhận địa vị của Tô Lưu Phương. Thật ra Tô Lưu Phương hiện nay đã thành người tâm phúc rồi. Chỉ dựa vào cô ấy đã có thể gọi Phí Nhất Hoàn, một trong 9 người đứng đầu, là anh hai, chỉ điểm này đã đủ rồi. Tô Gia còn phải nịnh bợ cô ấy, thông qua cô để liên hệ với Phí Gia. Có cây đại thụ trong hệ thống chính trị là Phí Gia chống đỡ. Cộng thêm tài lực của Tô Gia, sau này Tô Gia sẽ tiếp tục thịnh vượng, điều này khỏi phải nghi ngờ gì nữa. Xế chiều một ngày sau, Diệp Phàm sau khi ăn xong cơm chiều liền đem một chiếc ghế mây ra ngồi dưới tán cây, đang nằm rất thoải mái, có tiếng bước chân truyền đến, hình như có vài người cùng đến. Diệp Phàm cũng không quan tâm, nhắm mắt lại. Chủ tịch Diệp, có khách quý đến đây. Giọng Vương Triều truyền đến. Diệp Phàm mở mắt. Đầu tiên nhìn thấy Tô Lâm Nhi đang ngượng ngùng, bên cạnh là Lam Tồn Quân, Diệp Lão Đại nghiêm mặt hừ nói với Tô Lâm Nhi. Cô tới làm gì? Tôi thay mặt Tô Gia đến xin lỗi anh. Đôi mắt Tô Lâm Nhi đỏ lên, nói. Xin lỗi, đối với kẻ thù muốn đẩy tôi vào chỗ chết, Diệp Phàm tôi không nhận lời xin lỗi. Đó là biểu hiện vô trách nhiệm đối với tính mạng của mình. Diệp Phàm tôi có mấy cái mạng mà nhận lời xin lỗi của các cô.
Diệp Phàm hơi có vẻ châm chọc nói. Tôi biết lần này Tô Gia làm không đúng. Tuy nhiên, chuyện phục kích anh ở quốc lộ tuyệt đối không phải do Tô Gia làm. Tô Gia tuy có tiền, nhưng mấy chuyện giết chóc tuyệt đối sẽ không làm. Dù sao lưới trời tuy thưa mà khó lọt, người của Tô Gia biết chừng mực. Tô Lâm Nhi đứng đắn nói. Có chừng mực sao còn làm ra cái việc như này? Diệp Phàm hừ lạnh nói, liền đứng lên cũng chẳng thèm chào câu nào theo phép lịch sự. Ôi, Diệp Phàm, tôi hỏi qua bọn họ, chuyện phục kích anh đúng là không phải do bọn họ làm. Lúc này, phía sau Tô Lâm Nhi truyền đến một giọng nữ quen thuộc. Sư mẫu, sao sau mẫu lại đến đây? Diệp lão đại đứng phát dậy, vội tiến đến nhiệt tình chào hỏi. Diệp Phàm rất tôn trọng sư phụ, Tô Lưu Phương là người mà sư phụ Phí Phương Thành yêu thương nhất, Diệp Phàm đương nhiên cũng tôn trọng. Chúng ta vào nhà rồi nói tiếp. Tô Lưu Phương nhìn qua có chút tiểu tụy, nhưng cũng không đến nỗi già trước tuổi, trông như người khoảng 40. Xem ra, chăm sóc bản thân cũng không tồi. Đi vào trong phòng, Vương Triều vụng về pha trà. Diệp Phàm, có thể con không biết quan hệ của ta và Tô Gia. Thật ra ta chính là con gái của Tô Vũ Thành, Tô Chiêu Sa là anh trai ta, Tô Trang Thành là cháu trai ta. Ôi, Trang Thành đứa nhỏ này thật không tốt, lần này không ngờ lại làm ra chuyện này, vốn là ta không nên tới. Nếu ta đến, điều này đối với con thật không công bằng. Tuy nhiên, ta cũng tìm hiểu qua, chuyện phục kích ở quốc lộ đúng là không phải do bọn họ làm. Bằng không, không cần con nói, tự tay ta sẽ đánh nó tàn phế. Tô Lưu Phương thái độ thành khẩn nói. Sư phụ có tin tức gì chưa? Diệp Phàm muốn nói sang chuyện khác. Sư mẫu đang có ý đồ, nhất thời gọi hắn vẫn có chút ngại. Vẫn chưa có, cũng không biết rút cục ông ấy sao rồi. Nếu còn sống chắc đã quay lại, ôi! Tô Lưu Phương vẻ mặt ưu sầu, hễ nhắc tới chuyện của Phí Phương Thành, mắt cô lại đỏ hoe. Sư phụ chắc chắn còn sống, con tin tưởng thế. Diệp Phàm nói. Nhìn vẻ mặt khổ sở của Tô Lâm Nhi, lại nhìn Lam Tồn Quân đang có vẻ ngượng ngùng. Diệp lão đại có chút đau đầu. Chuyện lần này là Trang Thành làm sai. Bọn họ tình nguyện hòa giải bằng 3 tỷ 500 triệu. Nếu thực sự con chưa hết giận, ta cũng không nói giúp Tô ra nữa. Dù sao nó cũng làm sai, nó phải bị pháp luật trừng trị. Để nó vào đó ở vài năm cũng được, cho nhớ kỹ vào. Tô Lưu Phương lại nói. Tồn Quân. Chuyện của anh và cô ta thế nào rồi? Diệp Phàm không đáp lời sư mẫu, mà lại hỏi sang Tồn Quân. Bởi vì trước đây nghe nói người của Tô gia đối xử với Lam Tồn Quân chẳng ra sao. Diệp lão đại lập tức có ý định, hôm nay nếu sư mẫu đã ra mặt rồi, việc này khẳng định không thể tiếp tục cứng mãi, thế thì chẳng hóa ra không nể mặt sư mẫu sao? Kỳ thật, sư mẫu cũng quá si tình, cũng rất khổ, trong lòng Diệp Phàm cũng không dễ chịu gì. Nếu còn phải đau đầu thêm vì chuyện của cháu, Diệp Phàm cũng không nhẫn tâm. Ha ha, Diệp ca, cô ấy là người của Lam Tồn Quân tôi rồi. Lam Tồn Quân thật là mặt dày, không ngờ còn nói trước mặt người ngoài như thế. Anh ta có hai mục đích, một là để người nhà Tô gia biết mình và Tô Lâm Nhi đã vượt qua giới hạn cao nhất, chẳng qua chính là gạo đã nấu thành cơm rồi. Bây giờ đang có mặt trưởng bối Tô Lưu Phương của Tô gia ở đây, không nói bây giờ còn đợi đến bao giờ. Thứ hai, Diệp lão đại cũng biết, Lam Tồn Quân nói như vậy cũng là để tăng thêm phân lượng của Tô gia trong lòng mình. Nếu Diệp Phàm và Lam Tồn Quân là anh em tốt, dù sao cũng không thể khiến Tô Lâm Nhi phải buồn. Không ngờ, nghe Lam Tồn Quân nói vậy, Tô Lâm Nhi lại không cự tuyệt như bình thường mà lại cúi đầu ngượng ngùng. Bộ dạng như vậy, đương nhiên là ngầm thừa nhận. Tiểu tử này, thật là biết nói chuyện, Diệp lão đại thầm mắng một câu, nói. Nếu gạo đã nấu thành cơm rồi, vậy phải sớm tiến hành đi thôi đúng không nào? Nếu không thì đính hôn trước đi. Vừa hay sư mẫu ở đây, bà mối do sư mẫu làm thì không còn gì tốt hơn. Diệp lão đại nói chuyện cũng rất thô, đương nhiên là cố ý làm cho hai người này xấu hổ. Sư mẫu, Diệp Phàm gọi cô là sư mẫu. Tôi và anh ấy là anh em tốt, tôi cũng gọi cô là sư mẫu. Cô xem, việc này có được hay không? Tiểu Lam mừng rỡ. Cũng không thèm để tâm đến việc xấu hổ, lập tức thừa thế xông lên, nhìn chằm chằm Tô Lưu Phương. Tiểu Lam tử, anh đoạt vợ cũng nhanh quá đấy. Vương Triều ở bên cạnh nói ra một câu, Lam Tồn Quân chỉ có thể liếc mắt chừng chừng nhìn anh ta cảnh cáo. Hơn nữa còn giơ nắm đấm, Vương Triều vừa thấy đã vội vàng chạy đến bên cạnh Diệp Phàm.
Tiểu Lam Tử khiêu chiến, vương triều đương nhiên không muốn làm bao cát ra cho người ta. Lam Tổn Quân thất đẳng khai nguyên, còn vương triều lục đẳng khai nguyên, kém một bậc. Sao mà đánh lại được? Lâm Nhi, cháu thực sự thích anh ta. Tô Lưu Phương rất chân thành hỏi Tô Lâm Nhi. Chúng cháu yêu nhau đã 8 năm rồi. Tô Lâm Nhi ngượng ngùng nghiêm túc nói. Vậy quyết định thế đi, có thời gian cô sẽ nói với đại ca một tiếng. Tô Lưu Phương nói. Nếu Tô gia có thành ý bỏ ra số tiền 3 tỷ 500 triệu để giải quyết chuyện này, mà sư mẫu lại là người của Tô gia, Diệp Phàm tôi cũng không phải hạng người vô tình. Như vậy đi, lấy 3 tỷ. Tuy nhiên, Tô Trang Thành tuy có thể miễn khởi tố, nhưng ít ra cũng phải bị nhốt hơn 10 ngày mới được thả. Hơn nữa, sau khi ra rồi phải tới trước mặt tôi nói một tiếng tôi sai rồi là được. Bằng không, đừng trách tôi vô tình. Diệp Phàm nói, liếc nhìn sư mẫu. Còn một điều kiện nhỏ nữa là trước khi Tô Trang Thành ra, phải quyết định việc hôn sự của Tồn Quân và Tô Lâm Nhi. Cảm ơn Chủ tịch Diệp. Tô Lâm Nhi mừng rỡ nói. Sư mẫu, hiện nay con đã đạt tới cửu đẳng. Nếu sư phụ có tin tức hãy lập tức báo cho con biết. Con còn có cả một nhóm huynh đệ tốt, bọn họ đều là cao thủ. Diệp Phàm nói với Tô Lưu Phương. Chương 1910, Chủ tịch Trúc khích lệ. Cửu tự từ này Tô Lưu Phương nghe cũng hiểu được, ý chính là cửu đẳng. Quả nhiên, Tô Lưu Phương rõ ràng không khép miệng lại được, kinh ngạc hỏi. Thật sao? Chắc chắn là thật, sư mẫu. Vương Triều xoay người đắc ý nói. Tốt tốt tốt, Phương Thành có thể có đệ tử như cậu tin rằng ông ấy sau khi biết tin cũng sẽ rất vui. May mắn Trang Thành không gây ra chuyện gì, nếu không y đã gặp họa lớn rồi. Tô Lưu Phương có chút xúc động. Ha ha! Diệp Phàm bình tĩnh cười. Viên Viên gần đây thế nào? Tô Lưu Phương hỏi. Cũng bình thường ạ. Diệp Phàm đáp. Hai đứa cũng đã lớn, chính con cũng đã 27 tuổi, mà Viên Viên cũng đã 25. Ta thấy hai con nên đính hôn. Khi nào có cơ hội thì nên nói với nhà họ Kiều một tiếng. Nên làm thì làm đi. Hơn nữa, nghe nói làm lãnh đạo như con có cuộc sống gia đình ổn định cũng thuận tiện trong việc đề bạt hơn. Trong con mắt của những người ngoài con không còn trẻ con nữa. Hiện giờ con đã là chủ tịch của một thành phố, không phải là con nít nữa. Làm chuyện gì cũng cần phải điềm đạm, chín chắn mới được. Tô Lưu Phương khuyên nhủ. Việc này, con nghĩ 2 năm nữa hãng nói sau. Đàn ông 30 tuổi mới kết hôn cũng bình thường. Với lại con cũng muốn trong khoảng thời gian này có thêm nhiều thời gian cho sự nghiệp. Sư mẫu xem Tồn Quân đã hơn 30, Vương Triều cũng đã 35. 36 gì đó rồi mà vẫn chưa kết hôn. Còn chuyện người ngoài nói như thế nào thì con không quan tâm. Diệp Phàm nói. Vương Triều, hay là có cơ hội tôi giới thiệu cho cậu một cô nàng con nhà gia giáo. Tô Lưu Phương không ngờ lại muốn làm bà mối. Bởi vì bà nghĩ đến cuộc hôn nhân bất hạnh của mình cho nên, luôn mong mọi người thân thích được hạnh phúc. Việc này, ha 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 ha. Vương Triều ngượng ngùng vuốt vuốt tóc. Cậu nhóc này. Sư mẫu tôi đồng ý làm bà mối cho cậu, cậu còn nhăn nhó cái gì? Còn không mau cảm ơn sư mẫu sao? Diệp Phàm tức giận hừ nói. Cảm ơn sư mẫu. Vương Triều nhăn nhó như đàn bà cảm ơn một câu sau đó ngượng ngùng nói. Việc này, anh Diệp, tôi thật sự cũng có mục tiêu theo đuổi rồi. Có mục tiêu rồi, ở đâu, dáng dấp thế nào, họ tên gì? Là con nhà ai? Lam Tồn Quân đứng bên cạnh hỏi dồn. Bố đây kết hôn anh quan tâm làm quái gì? Vương Triều tức giận quát Lam Tồn Quân một câu. Là tôi sốt ruột thay cho anh thôi. Lam Tồn Quân mặt dày mắng lại. Hoàng đế còn không vội thì thái giám vội gì chứ? Vương Triều thiếu chút nữa trợn tròn mắt. Tốt lắm, tôi cũng tò mò, nói cho chúng tôi nghe thử xem nào. Diệp Phàm nói. Việc này, anh Diệp, hiện tại còn chưa có gì đáng nói, để sau này xem tiến triển thế nào rồi nói sau. Không ngờ Vương Triều đỏ mặt thẹn thùng đáp. Biết là anh ta ngại nói chuyện này trước mặt đông người. Mấy người Diệp Phàm cũng thôi không hỏi nữa. Tô Lưu Phương ở lại đó một tối rồi mới về. Mà nhà họ Tô cũng rất rõ ràng, trưa ngày hôm sau đã chuyển 3 tỷ đến tài khoản của tập đoàn Vinh Quang và nhà máy đường Dương Xuân. Việc này cũng là do Diệp Phàm bỏ công sức, tập đoàn Vinh Quang cũng thu hồi lại 8 phần tiền, thật ra có thể sắp xếp ổn thỏa với những hộ cho vay. Còn về vụ án của Tô Trang Thành Diệp Phàm cũng đã bảo Thiết Chiêm Hùng, từ Thiết Chiêm Hùng tác động nhất định lên Thứ trưởng Thôi Cảnh Hạo.
tất cả mọi người đều ngầm hiểu trong lòng mà không cần nói ra. Thôi Cảnh Hạo cũng là người thẩm vấn Tô Trang Thành, việc này đối với cao thủ mà nói thì là việc không khó khăn gì. Tô Trang Thành là người đứng phía sau thao túng, không phải là ai cũng biết mặt y, anh ta nói không phải là y thì sẽ không phải là y. Đương nhiên, người có liên quan trực tiếp như Trần Đông Kinh phải bị pháp luật trừng trị. Ấy thế nhưng, nếu Diệp Phàm đã nói là không truy cứu thì hình phạt cũng sẽ được xem xét giảm nhẹ một chút. Pháp luật vốn công bằng, nhưng thi hành pháp luật lại chính là con người. Con người có thể làm thế này thế khác. Đương nhiên, vì việc này nhà họ Tô cũng phải trả giá thê thảm và nghiêm trọng, tổn thất mấy chục tỷ. Người được lợi chính là Diệp Phàm và Lam Tồn Quân đang quản lý nhà máy đường Dương Xuân. Có khoản tiền này, tin rằng phát triển nhà máy đường cũng sẽ không khó khăn gì. 10 ngày sau, nhà máy đường Dương Xuân chính thức khởi công xây dựng nhà máy mới. Dự án xây dựng thành phố Đông Cống cũng được khởi động. Thỏa thuận hỗ trợ xây dựng trụ sở làm việc Ủy ban Nhân dân thành phố Đông Cống của thành phố Thủy Châu cũng được tiến hành cùng ngày. Bởi vì có đủ tiền, cho nên, Diệp Phàm rút 200 triệu ban đầu định dùng cho nhà máy đường về để quy hoạch xây dựng tòa nhà thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố. Dù sao nước phân không chảy ra ruộng người ngoài nên đám người đới Trung Cường cũng không hạch sách gì thêm nữa. Tòa nhà Trung Hoa Lư Thị mà nhà họ Lô muốn xây dựng cuối cùng đã xác định được vị trí. Tổng cộng 36 tầng, tức là cao tầm 100 mét. Tòa nhà Trung Hoa Lư Thị trở thành công trình kiến trúc tiêu biểu của thành phố Đông Cống. Kế hoạch ban đầu dự định là 60 tầng, tuy nhiên, Diệp Phàm đã ngăn lại. Đối với sự phát triển của thành phố Đông Cống, thì xây 60 tầng chắc chắn là lỗ vốn. Diệp Phàm hiểu được ý tốt của nhà họ Lô nhưng không thể cứ tùy tiện như vậy. Diệp Phàm cảm thấy vui hơn chính là Ủy viên Trung ương, Chủ tịch thành phố Tân Môn Lam Bình Phong đã tự mình dẫn đoàn lãnh đạo thành phố Tân Môn đến Đông Cống. Hôm nay thành phố Đông Cống được dọn dẹp sạch sẽ, toàn thể cán bộ công nhân viên cho đến cả học sinh đều đi tham gia quét đường. Để chào đón đoàn người Lam Bình Phong, cả thành phố Đông Cống treo đèn kết hoa như mừng năm mới. Sau khi Diệp Phàm báo cáo Chủ tịch Trúc việc Chủ tịch Lam đến thành phố Đông Cống khảo sát xong, Chủ tịch Trúc rất vui, khen ba tiếng tốt liên tiếp. Sau đó nói cũng sẽ tự mình xuống dẫn Chủ tịch Lam đi tham quan Đông Cống. Trúc Nham Phong tuy cùng cấp bậc với Lam Bình Phong nhưng Tân Môn là thành phố trực thuộc Trung ương, Bí thư Thành ủy là Ủy viên Bộ Chính trị. Mà gần đây Lam Bình Phong thế rất lớn, tiếng nói ở thành phố Tân Môn cũng khá có trọng lượng. Cho nên, Chủ tịch Trúc không thể không thận trọng khi ông ta đến đây. Nếu Lam Bình Phong có thể đảm nhiệm chức Bí thư Thành ủy Tân Môn thì đó là một bước lên trời. Chủ tịch Lam, chào mừng anh đến Đông Cống. Chủ tịch Trúc bắt tay Lam Bình Phong. Đông Cống là một địa phương tốt, làm việc ở đây quả thật không tồi. Lam Bình Phong cười ha hả nói. Chủ tịch Lam quá khen. Chủ tịch Trúc cười đáp lễ. Chủ tịch Trúc, tỉnh Tây Lâm các anh đã giành được một món đồ quý rồi. Lam Bình Phong cười ha hả. Giành được đồ quý nào vậy nhỉ? Trúc Nham Đỉnh có vẻ không hiểu, nhìn Lam Bình Phong chờ giải thích. Chủ tịch Diệp của các anh chính là món đồ quý đó thôi. Lời Lam Bình Phong nói thật sự làm người ta giật mình. Cậu ta, Trúc Nham Đỉnh nhìn Diệp Phàm một cái, gật gật đầu nói. Thật sự là một món đồ quý, tôi thấy tỉnh Tây Lâm rất may mắn có thể có một cán bộ như vậy đến giao lưu. Chủ tịch Trúc nói câu này ý hoàn toàn thừa nhận thành tích của Diệp Phàm. Tất nhiên, những cán bộ khác xung quanh đều cảm thấy có chút chua xót. Chủ tịch Diệp, nghe nói thành phố Đông Cống các cậu muốn xây dựng tòa nhà cao 36 tầng. Đối với một thành phố cấp 3, như vậy cũng là khá lớn nhỉ. Lúc này Lam Bình Phong vừa đi vừa nói. Ha ha, việc này chứng tỏ Đông Cống có tiềm lực phát triển. Tập đoàn Lô Thị Thủy Châu là một tập đoàn lớn. Bọn họ chắc chắn có tầm nhìn xa, trong việc kinh doanh chắc chắn có nhận định riêng. Khi kinh tế thành phố Đông Cống bắt đầu đi lên, dần dần bước vào thời kỳ phát triển mạnh. Diện tích nội thành không ngừng mở rộng, còn về một thành phố Đông Cống mới thì tin rằng chỉ 2 năm sau sẽ hiện ra trước mặt mọi người. Diệp Phàm nói rất tự tin. Hôm nay diễn viên chính là Diệp Phàm, Lam Bình Phong đều như vô tình mà lại là cố ý kéo Diệp Phàm vào những vấn đề quan trọng. Chủ tịch Trúc cũng có ý bồi dưỡng Diệp Phàm, cho nên, lại khiến cho Nông Cao Vân, người đang tạm thời chủ trì công tác thành ủy Đông Cống có chút buồn bực. Hoàn toàn là vai phụ cho Diệp Phàm chỉ ngẫu nhiên đôi câu mới được nhắc đến.
hai vị đầu sỏ kia không nói chuyện cùng thì cũng không thể tự nhiên nói chen vào được. Sau khi ăn cơm trưa xong, Chủ tịch Trúc liền gặp riêng Diệp Phàm. Thế phát triển gần đây không tồi. Tập đoàn Vinh Quang tuy nói tổn thất mấy trăm triệu nhưng dần dần đã ổn định. Nghe nói nhờ số tiền này mà tâm lý các hộ cho vay đã ổn định. Thậm chí có người còn tự động điều chỉnh lợi tức xuống 1,5%, đây là mức có thể chấp nhận được. Tập đoàn Vinh Quang đã dần dần đi vào quỹ đạo. Dù sao tập đoàn Vinh Quang cũng là tập đoàn tư nhân, chỉ cần ổn định là được. Mục tiêu tiếp theo của cậu chính là phát triển nhà máy đường Dương Xuân. Phải biết nhìn xa, tiến tới một cách mạnh mẽ. Nếu có thể phát triển ngành đường của thành phố Đông Cống chúng ta giống như tỉnh Nam Phúc các cậu thì tốt. Muốn cho một công ty cấp sở trở thành doanh nghiệp lớn của nhà nước thì phải có thành tích. Sau khi bảo Diệp Phàm ngồi xuống, Chủ tịch Trúc nghiêm mặt dặn dò. Điều này thì không cần nghi ngờ gì. Thật ra, lúc trước tôi lựa chọn Lam Tồn Quân chính là để phát triển nhà máy đường. Tin rằng có sự ủng hộ của Giám đốc Lam thì việc phát triển nhà máy đường càng thêm phần thuận lợi. Diệp Phàm nói. Ừ, ứng cử viên này của cậu không tồi. Từ Bộ Thương mại xuống đây, có kinh nghiệm vững vàng về mặt kinh doanh. Nói về việc kinh doanh có lẽ cậu ta còn nhìn xa rộng hơn chúng ta. Tuy nhiên, tôi hy vọng cậu có thể dành chút thời gian theo dõi hoạt động của nhà máy đường. Các cậu di rời nhà máy vì việc xây dựng thành phố là một ý tưởng tốt. Như vậy sẽ hợp nhất việc phát triển nhà máy đường và xây dựng thành phố Đông Cống, sử dụng tốt tài nguyên, hơn nữa cũng không gây ra xung đột. Chủ tịch Trúc đang có tâm trạng không tồi, những lời nói này đều là có ý khen ngợi Diệp Phàm. Chủ tịch Trúc, đến đây mấy tháng, cuối cùng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ anh giao phó cho tôi. Diệp Phàm nói xong đưa tài liệu đặt lên trước mặt Chủ tịch Trúc. Nhiệm vụ tôi giao cho cậu. Chủ tịch Trúc hơi ngạc nhiên nhìn Diệp Phàm một cái nói. Không nhanh như vậy chứ. 60 triệu biến thành 600 triệu. Nhà máy đường còn chưa bước vào thời kỳ phát triển bình thường. Cậu lấy gì để hoàn thành nhiệm vụ tôi giao? Ha ha, nếu Chủ tịch Trúc xem qua tài liệu mà vẫn cho rằng tôi không hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ cố gắng gấp bội. Diệp Phàm vẻ mặt đầy tự tin cười nói. Vậy được. Để tôi xem tài liệu này có gì mà cậu tự tin thế. Nếu không thể khiến tôi vừa lòng thì tôi sẽ cho rằng cậu có chút kiêu căng đấy nhé. Chủ tịch Trúc thản nhiên hừ một tiếng, cầm tài liệu cẩn thận lật xem. Thật lâu sau mới buông xuống. 3 tỷ, tiền đã đem về đây chưa? Vẻ mặt Chủ tịch Trúc đầy kinh ngạc. Xét thấy tình hình đặc thù của tập đoàn Vinh Quang, chúng tôi tạm thời cho mượn 1 tỷ để họ vượt qua cửa ải khó khăn này. Lợi tức chia theo tỷ lệ 1 phần và 5 phần, còn lại 2 tỷ có thể giao toàn bộ cho tập đoàn đường Đông Cống. Diệp Phàm nói, chương 1911, biết rồi lại thấy sợ. Tốt, tốt, tập đoàn Vinh Quang tuy không phải là doanh nghiệp nhà nước nhưng suy cho cùng cũng không thể không liên quan đến việc phát triển của Đông Cống chúng ta. Cậu có thể kiếm được một khoản kinh phí lớn như thế tôi rất vui. Chứng tỏ cậu rất tinh mắt. Cũng không giống như đám tiểu nhân tham lam tầm thường chỉ biết quan tâm đến tiền. Chỉ cần tiền vào túi mình rồi thì sẽ không chịu đưa ra. Vì ánh mắt thiển cận này nên Quang Vinh mới suýt phá sản. Chủ tịch thành phố như cậu đã phải vất vả rồi. Tuy nhiên, tôi cũng hơi ngạc nhiên. Làm thế nào cậu có thể lấy được 3 tỷ của nhà họ Tô, vốn được gọi là Thẩm Vạn Sơn tái thế của cửa Nam. Đây chính là cướp thịt từ miệng hổ. Không đơn giản tí nào. Chủ tịch Trúc thật ra cảm thấy rất hứng thú với việc này. Ha ha, 3 tỷ với chúng ta là số tiền lớn. Nhưng với nhà họ Tô mà nói thì chỉ là con số lẻ. Với Tô Trang Thành, một đại công tử, người nối nghiệp tương lai của tập đoàn tài chính Tô Thị thì danh dự vẫn quan trọng hơn. Nếu Tô Trang Thành vào tù thì thể diện nhà họ Tô sẽ mất. Nhà họ Tô sẽ xảy ra một cuộc tranh giành vị trí người kế thừa mới. Có lẽ ông cụ nhà họ Tô thấy được điều này nên mới quyết định bỏ 3 tỷ ra. Đương nhiên, trong đó có 2 tỷ là họ góp vốn. Tính ra, bọn họ cũng chỉ tổn thất 1 tỷ thôi. Huống chi, tôi cũng đã tìm hiểu về một số con cháu nhà họ Tô. Có lẽ muốn tìm được người nối nghiệp ưu tú như Tô Trang Thành là khá khó khăn. Nếu không, ông cụ nhà họ Tô mặc dù là tiền nhiều thế lớn nhưng tuyệt đối cũng không chịu bỏ ra 1 tỷ kia đâu. Diệp Phàm nói rất thoải mái, nhưng Chủ tịch Trúc nghe là hiểu ngay. Trong này chắc chắn có mối liên quan phức tạp, tiền của hai con hổ nhà họ Tô kia không phải dễ lấy. Cho dù là chính Chủ tịch Trúc cũng không thể giành được 3 tỷ kia.
Bởi vậy Chủ tịch Trúc cảm thấy nể Diệp Phàm hơn trước. Cảm thấy người thanh niên này chẳng những có năng lực, hơn nữa những mối quan hệ sau lưng cũng không thể lường được độ nông sâu. Đương nhiên nếu Diệp Phàm không chịu nói rõ thì Chủ tịch Trúc cũng không tiện hỏi thêm nữa. Ừ, vậy là cậu đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên. Tin rằng có khoản tiền này thì việc quy hoạch xây dựng lại trụ sở của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố các cậu sẽ càng thêm phần thuận lợi. Và lại, nhà máy đường có lẽ tạm thời chưa dùng đến nhiều tiền như vậy. Hoàn toàn có thể chuyển qua một phần để đẩy mạnh việc xây dựng trung tâm thành phố Đông Cống mới. Chủ tịch Trúc nói, ừ, tôi cũng có vài ý tưởng, nhưng chỉ sợ là lắm mồm thôi. Diệp Phàm nói, có gì mà không nói được. Chỉ cần là vì sự phát triển của Đông Cống thì cậu cứ mạnh dạn mà nói ra. Ai bảo cậu lắm mồm thì cứ bảo họ đến tìm Trúc Nham Phong này thôi. Chủ tịch Trúc tỏ thái độ dứt khoát ủng hộ công việc của Diệp Phàm. Chủ tịch Lam Bình Phong dạo quanh Đông Cống một vòng, quyết định xây một sân vận động hiện đại ở Đông Cống, tổng mức đầu tư lên đến 300 triệu. Xây dựng xong tất sẽ trở thành một công trình kiến trúc tiêu biểu của Đông Cống. Buổi tối, Lam Tồn Quân vào phòng của cha. Có 3 tỷ này đối với con mà nói là một tin mừng lớn. Nếu vẫn không thể vực dậy nhà máy đường thì Lam Tồn Quân con không xứng đáng là con trai của Lam Bình Phong ta đây. Cha yên tâm, chúng con đã có kế hoạch cho sự phát triển của nhà máy đường. Mọi thứ đều là do Chủ tịch Diệp tìm được, đời này có thể quen biết hắn thật sự là may mắn đối với con. Chẳng những Tô Lâm Nhi tha thứ cho con, hơn nữa con mới đến Đông Cống mấy tháng, từ một phó giám đốc sở đã được đề bạt lên giám đốc sở. Cha ạ, lúc trước nếu con có làm cấp dưới của cha cũng không thể thăng tiến nhanh như vậy. Lam Tồn Quân vẻ mặt chứa đầy sự khâm phục đối với Diệp Phàm. Thằng nhóc này, còn lôi cả bố vào đây nữa. Lam Bình Phong cười mắng vui, trầm ngâm một lúc rồi nói. Con có hiểu rõ các mối quan hệ của Diệp Phàm không? Cha ạ, không biết thì tò mò, biết rồi lại thấy sợ. Lam Tồn Quân đáp gọn. Ồ, tầng quan hệ của Chủ tịch Diệp quá sâu sao? Lam Bình Phong không cho là đúng, thản nhiên nói vậy. Trong lòng cũng không thể nào tin được vẻ mặt nghiêm trọng của con trai. Bởi vì tình hình của Diệp Phàm ông đã nghe con trai nói. Xuất thân bình thường, tuổi trẻ, có thể có chỗ dựa tầm cỡ nào được. Nếu không phải là xuất thân cao quý thì chỗ dựa phía sau phần lớn là không đáng tin. Chủ tịch Diệp có sư phụ là Phí Phương Thành, vợ ông ấy là Tô Lưu Phương, là con gái của ông cụ của nhà họ Tô ở cửa Nam. Chuyện của con và Lâm Nhi vẫn là do Diệp Phàm nhờ sư mẫu của hắn ra tay giải quyết. Ít nhất, thông qua Tô Lưu Phong, Diệp Phàm cũng có quan hệ với nhà họ Tô cửa Nam đúng không ạ? Lam Tồn Quan nhìn cha một cái nói. Ừ, coi như là một mối quan hệ đi. Tuy nhiên, Tô Lưu Phương đã đi lấy chồng. Quan hệ này chỉ là tốt hơn quan hệ bình thường một chút. Khi thật sự gặp thời khắc mấu chốt quan hệ này cũng chỉ là ai nấy hành động vì lợi ích. Không có lợi. Nhà họ Tô sẽ không nể mặt Diệp Phàm. Cho nên, loại quan hệ này không phải có tác dụng lớn lắm. Lam Bình Phong thật ra đã hiểu rõ việc này. Ha ha, coi như là quan hệ này cũng không tính đi. Tuy nhiên, cha, có thể cha không biết, bạn gái đã đính hôn của Diệp Phàm chính là đại tiểu thư nhà họ Kiều ở Bắc Kinh Kiều Viên Viên. Hôm nay Lam Tồn Quân quyết định phải làm cho cha mình khiếp sợ. Cho nên, không nói ra hết ngay mà từng bước một. Anh ta muốn nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của cha mình. Nhà họ Kiều, là người quản lý ban tổ chức cán bộ trung ương, ủy viên trung ương Kiều kia à? Lam Bình Phong không ngờ ngồi thẳng người lên, xem ra đã có chút kinh ngạc. Vâng, đúng vậy, mà Tô Lưu Phương không ngờ lại là sư phụ của Kiều Viên Viên. Hai việc này không ngờ lại có liên quan, hơn nữa ông xã của Tô Lưu Phương, Phí Phương Thành lại rất có lai lịch. Lam Tồn Quân bắt đầu chơi trò trốn tìm. Con nói nhanh xem nào, rông dài như vậy thật đáng ghét. Lam Bình Phong có chút không kiên nhẫn, thật ra trong lòng đã dậy sóng. Con nói đây, Phí Phương Thành chính là con trai thứ ba của nhà họ Phí ở dưới ngọn Hương Sơn. Con lớn của lão Phí là Phí Thanh Sơn, trong chốn võ lâm được gọi là tọa địa lão hổ. Con thứ hai chính là một trong 9 ủy viên trung ương, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật trung ương Phí Nhất Hoàn. Như thế đã đủ chưa ạ? Lam Tồn Quân thản nhiên cười nói. Không thể tưởng tượng được cậu nhóc này vừa thân thiết với bên này, với bên kia lại là sư phụ. Mà sư mẫu cũng có quan hệ nhất định với nhà họ Tô. Không tồi, Tồn Quân, con cứ đi theo hắn,
tin rằng sẽ không kém cỏi đâu. Lam Bình Phong nói, cha à, có chuyện không biết con có nên nói hay không? Lam Tồn Quân đột nhiên trở nên nghiêm túc, nói, vẻ mặt Lam Bình Phong trở nên kỳ lạ. Tiếp xúc với Chủ tịch Diệp lâu như vậy, con nghe nói hắn có phe cánh riêng. Lam Tồn Quân có chút ngần ngừ nói, con muốn cha cũng gia nhập. Lam Bình Phong thản nhiên cười nhìn con trai một cái. Vâng, nghe nói phe cánh này hiện không nhiều người lắm. Nhưng con tin rằng Chủ tịch Diệp càng thăng chức thì sẽ càng có đông người tham gia. Lam Tồn Quân nói, ừ, đều sẽ là những người có chút phân lượng cả. Lam Bình Phong thản nhiên nói, không bình luận gì. Xem ra cấp bậc Diệp Phàm rất thấp nên Lam Bình Phong không có nhiều hứng thú. Thứ trưởng Bộ Công an Thiết Chiêm Hùng coi như là một người có phân lượng. Phó chủ nhiệm phòng giám sát ủy ban kỷ luật trung ương cũng coi là một nhân vật có tiếng. Những cán bộ cấp sở, cấp cục cũng có mấy người. Lam Tồn Quân nói, ha ha, con cứ đi theo hắn trước, phe cánh vòng tròn quyền lực bên hắn toàn người như thế nào mặc kệ. Bố con là cán bộ cấp bộ trưởng, ủy viên trung ương đấy. Diệp Phàm muốn cha đứng vào mạng lưới quan hệ của hắn, chờ hắn có thể nói chuyện với cha rồi tính sau. Nói về quan hệ của hắn thì cha khá tin cậy ở nhà họ Kiều. Quan hệ với nhà họ Tô không phải là tốt lắm. Hơn nữa lần này nhà họ Tô đã nể mặt không ra tay với Diệp Phàm coi như là mức quan hệ lớn nhất có thể rồi. Mà nhà họ Phí, cha nghĩ, sư phụ hắn là sư phụ hắn. Bí thư Phí là bí thư Phí, căn bản không thể nhập làm một. Hơn nữa con thứ tư của nhà họ Phí không phải là Phí Mãn Thiên sao. Ông ta là nhân vật số một của tỉnh Nam Phúc. Vì sao Diệp Phàm có thể bị giao lưu từ Hải Đông đến Đông Cống? Tồn Quân, con hãy suy nghĩ. Lam Bình Phong không hổ là chủ tịch một thành phố lớn vùng Duyên Hải, xét về tầm nhìn thì Lam Tồn Quân không thể nào so sánh được. Nghe nói là Yến Xuân Lai muốn làm chuyện này, lúc đó Phí Mãn Thiên đến trường đảng Trung ương học tập. Cho nên, ông ta vừa đi, Yến Xuân Lai lập tức hành động. Lam Tồn Quân nói, cảm thấy thất vọng vì cha không muốn gia nhập vào mạng lưới quan hệ của Diệp Phàm. Con nên cân nhắc kỹ, không có sự đồng ý của Phí Mãn Thiên, Yến Xuân Lai sao có thể làm vậy? Một chủ tịch thành phố cấp 3, sao có thể nói giao lưu là giao lưu được? Lam Bình Phong hừ nói, Phí Mãn Thiên đồng ý. Lam Tồn Quân nhắc lại câu này xong như thoáng nghĩ một chút, nhìn cha nói, con biết hiện giờ tạm thời cha không quan tâm đến mạng lưới quan hệ của Diệp Phàm. Tuy nhiên, con đã quyết định gia nhập, cha không phản đối chứ? Không phản đối, con là con, cha là cha. Lam Bình Phong không hề nghĩ ngợi, đồng ý luôn. Vậy là tốt rồi. Lam Tồn Quân cuối cùng cũng thấy thoải mái. Nếu không cha y mà phản đối thì thật là làm Lam Tồn Quân khó có thể lựa chọn. Ngày Quốc Khánh Trung Quốc 1 tháng 10 là một ngày vui lớn. Nhà máy đường Dương Xuân của thành phố Đông Cống cũng hồi sinh. Nhà máy đường Dương Xuân đã chính thức chuyển thành tập đoàn đường Đông Cống. Mấy nghìn công nhân viên chức của nhà máy đều thay mới, giống như vừa được hồi sinh. Từ lúc nhà máy đường chuyển đến cơ sở mới, điều bọn họ bàn tán nhiều nhất chính là về hai vị đầu sỏ của nhà máy đường Diệp Phàm và Lam Tồn Quân. Lão Trương, nghe nói hôm nay nhà máy chúng ta tổ chức thành lập tập đoàn công nghiệp đường. Phó bí thư tỉnh ủy cũng xuống cắt băng. Đến lúc đó chúng ta thật sự có lộc ăn đấy. Một người đàn ông trung niên cười tủm tỉm nhìn người đàn ông cùng tuổi bên cạnh nói. Đúng vậy lão Lý, phó bí thư là người đứng đầu tỉnh Tây Lâm chúng ta. Một lãnh đạo lớn như vậy chúng ta tu luyện mấy đời cũng không có khả năng nhìn thấy. Đến lúc đó, đi theo ông ta hẳn còn có lãnh đạo ở tỉnh. Những việc này đều là công lao của Chủ tịch Diệp và Giám đốc Lam. Nếu không có bọn họ, hiện giờ có lẽ chúng ta đã chết đói rồi. Người đàn ông tên lão Trương cũng cười vui vẻ nói. Trước đây một thời gian khi tổ chức hội nghị toàn bộ nhà máy, nghe Giám đốc Lam giải thích rằng Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vinh Quang đã đồng ý góp vốn với chúng ta. Muốn xây dựng một nhà máy đường lớn. Lão Lý cười nói. Chương 1912, Bí thư Phó muốn đến Đông Cống. Tổng Giám đốc Cam thật sự cũng xui xẻo, tuy nhiên, hiện giờ mọi chuyện đã qua. Nghe nói cô ấy cũng đã tỉnh táo lại. Hơn nữa, tôi còn nghe người ta nói tập đoàn Vinh Quang cũng là do Chủ tịch Diệp cứu sống. Chủ tịch Diệp thực sự là cứu tinh của chúng ta. Nếu tập đoàn Vinh Quang đồng ý đầu tư thì nhà máy của chúng ta không thể không phát triển. Lão Trương có vẻ cũng hơi đắc ý. Đúng, đúng, đúng.
Trước kia Lý Khê Mãn muốn làm gì thì làm. Một nhà máy tốt thiếu chút nữa bị phá sản trong tay y. May mắn là chủ tịch Diệp đã thực hiện hình thức đầu tư cổ phần. Lão Trương, hiện giờ tôi cũng là cổ đông của tập đoàn Đường đấy. Lão Lý đắc ý cười nói. Ông có bao nhiêu cổ phần? Lão Trương cười thần bí hỏi. Ngần này. Lão Lý giơ 6 ngón tay lên. Mới là 6 thôi hử, của tôi là con số này. Hai bàn tay Lão Trương đều giơ cả lên. Là ông có tiền chứ tôi cố gắng lắm mới được có được gần 60.000. Ông lợi hại thật, không ngờ có thể có được cả 100.000. Nhà máy chúng ta thật là tốt, có tiền hay không có tiền đều có thể làm cổ đông. Ít nhất cũng có một, nhiều thì nghe nói có đến vài chục cổ phần. Chúng ta đều là chủ của nhà máy Đường. Vẻ mặt Lão Lý đầy đắc ý nói. Điều này chứng minh rằng mọi người tín nhiệm chủ tịch Diệp và giám đốc Lam. Nếu là Lý Khê Mãn thì một đồng tôi cũng không dám bỏ ra. Đó không phải là đem thịt để miệng hổ sao? Lão Trương tức giận nói. Nghe nói chủ tịch Diệp mời một số thành viên bộ máy ủy ban nhân dân thành phố. Còn có một số người có tiếng tăm tham gia tổ giám sát tài chính. Phụ trách việc giám sát tài chính của nhà máy Đường chúng ta. Trước kia Lý Khê Mãn cũng đã từng làm, nhưng chỉ là hình thức qua loa, đơn giản là để lừa gạt chúng ta. Tuy nhiên, lần này chủ tịch Diệp đã làm thật, nghe nói chủ tịch Diệp rất thanh liêm chưa bao giờ từng tham ô. Lão Lý nói, đương nhiên, nếu hắn tham lam thì có lẽ cũng không ra tay cứu nhà máy chúng ta. Cứ lấy mấy tỷ ấy nhét vào túi không phải thoải mái hơn sao? Như cái tên Lý Khê Mãn thì đúng là người như vậy. Chủ tịch Diệp và giám đốc Lam hoàn toàn không phải thế. Mỗi tuần bộ phận tài vụ của tập đoàn đều phải báo cáo các hạng mục thu chi cho các cổ đông. Cách này rất tốt, vừa giữ lời với cổ đông vừa tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển của nhà máy. Vẻ mặt Lão Trương đầy xúc động nói. Nhà máy mới vẫn còn ngổn ngang, tuy nói đã dọn dẹp nhưng vẫn có vẻ rất lộn xộn. Tuy nhiên, đồng chí Diệp Phàm có nói, không quan trọng, cứ để các lãnh đạo nhìn thấy chúng ta đang tích cực xây dựng. Cuối cùng chỉ dọn một khu đất trống ở trụ sở làm việc của nhà máy để làm chỗ cắt băng khánh thành. 2 giờ chiều, đoàn người phó bí thư cuối cùng cũng đã đến thành phố Đông Cống. Đoàn đi cùng còn có phó bí thư tỉnh ủy Tằng Cửu Thiên và phó chủ tịch thường trực tỉnh Trịnh Thăng Đông. Tiếng tăm không thể nói là thiếu oai nghiêm, góp mặt đều là các lãnh đạo hàng đầu tỉnh ủy. Đoàn người của Diệp Phàm do Y Cao Vân đang tạm thời chủ trì công tác của thành ủy dẫn đầu đến cầu Dương Tử tiếp giáp giữa Lang Châu và Đông Cống để đón bí thư tỉnh ủy Phó Quốc Vân. Cầu Dương Tử đã được dọn dẹp sạch sẽ, nghe nói là đón phó bí thư tỉnh ủy. Lãnh đạo thành phố Lang Châu cũng nghe phong thanh nên cũng đến góp vui. Ha ha, Lão Y, anh đến muộn đấy nhé. Y Cao Vân vừa bước xuống xe đã nghe tiếng nói vang lên phía đối diện. Diệp Phàm quay mặt ra nhìn thì phát hiện một người trung niên to béo, lại còn để râu dài. Người này chính là bí thư thành ủy Lang Châu, Cổ Bang. Anh Cổ, sao hôm nay anh cũng có nhiệm vụ này thế? Y Cao Vân vẻ mặt kinh ngạc nói đùa một câu. Biết bí thư Cổ Bang đến đây chỉ là để góp vui nhưng lão ta vẫn nhân cơ hội này muốn gây sự. Ha ha, chúng tôi tới xem cảnh tượng náo nhiệt. Đông Cống các anh vui đón lãnh đạo cũng không cấm chúng tôi đến xem chứ. Việc này cũng hơi quá đáng đúng không nào? Cổ Bang mặt dày cười một tiếng bắt tay Y Cao Vân. Sao anh lại nói vậy? Y Cao Vân nói. Trước đây một thời gian, Chủ tịch Trúc có xuống thăm. Hôm nay Phó Bí Thư tỉnh ủy cũng đến đây. Anh xem Lang Châu chúng tôi xét về các chỉ tiêu thì không kém các anh chỗ nào cả. Sao không thấy lãnh đạo tỉnh xuống thăm? Lần trước Chủ tịch Trúc muốn đến thành phố Đông Cống các anh, nên cũng tiện bề đã đến thăm Lang Châu. Ai cũng biết chủ tịch tỉnh bận nhiều việc, chúng tôi trông lên trông xuống, cuối cùng người ta chỉ dừng xe trên đường ngó qua một chút rồi đi. Đáng tiếc, Cổ Bang cười cười. Tuy nhiên, Diệp Phàm cảm thấy người này giống như đang khoe khoang thành phố Lang Châu đứng thứ 9 trong số 10 khu hành chính của tỉnh, mà Đông Cống lại xếp nhất từ dưới lên. Người ta đương nhiên cũng khoe sự giàu có của mình. Lãnh đạo tỉnh lại quan tâm đến thành phố Đông Cống lão Cổ tất nhiên có chút khó chịu. Chủ yếu là do Diệp Phàm vừa đến Đông Cống, Chủ tịch Trúc đã cấp tiền, cấp quyền. Làm cho Cổ Bang không khỏi chua xót trong lòng. Chủ tịch Trúc đến giúp chúng tôi giải quyết công việc, bí thư Cổ biết rõ tình hình của chúng tôi có phải không? Kinh tế của các anh phát triển tốt, không có vấn đề gì thì lãnh đạo đến làm chi? Còn Đông Cống chúng tôi lúc nào cũng cần chỉ đạo, nhắc nhở của lãnh đạo tỉnh.
Lãnh đạo đến cũng là chuyện bình thường có phải không? Nếu không, chúng ta chia lượt thì thế nào nhỉ? Diệp Phàm đứng bên cạnh cười ha hả đáp. Cậu là chủ tịch thành phố Diệp. Cổ Bang nhìn Diệp Phàm một cái không ngờ đã giơ hai tay ra bắt. Động tác này còn hơi lạ lẫm, bởi vì vừa rồi Cổ Bang bắt tay với Y Cao Vân cũng chỉ dùng có một tay. Diệp Phàm thấy thế, trong lòng tuy cũng hơi ngạc nhiên nhưng cũng cười cười mà giơ cả hai tay ra. Khi bốn tay nắm lại, Diệp Phàm phát hiện vẻ mặt Y Cao Vân đằng đó rất mất tự nhiên. Tuy nhiên, chỉ Diệp Phàm có đôi mắt ưng thì mới phát hiện được. Xin chào anh Cổ Bang, tôi là Diệp Phàm của thành phố Đông Cống. Diệp Phàm cười nói. Chủ tịch Diệp, anh khá có danh tiếng ở Lang Châu chúng tôi đấy. Cổ Bang nhìn Y Cao Vân một cái cười ý nhị nói. Không thể nào, nếu nói là ở thành phố Đông Cống có vài người biết tôi là chuyện bình thường. Ở Lang Châu thì là nói quá rồi. Lang Châu là hàng xóm của chúng tôi, ngại quá vì thời gian vừa rồi nhiều việc phải làm nên vẫn chưa đến thăm bí thư Cổ và chủ tịch Ninh được. Tôi rất xin lỗi. Diệp Phàm cười nói. Chủ tịch Diệp khiêm tốn quá. Lang Châu chúng tôi thật sự có rất nhiều người biết tiếng Anh. Lúc này chủ tịch thành phố Lang Châu Ninh Cát vẻ mặt nghiêm túc nói. Tôi thật sự không hiểu, Diệp Phàm tôi thành người nổi tiếng từ lúc nào rồi? Diệp Phàm giật mình, vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Chủ tịch Diệp có lẽ không hiểu được, nhà máy đường Dương Xuân của các anh có hơn 1.000 công nhân viên chức đều là người Lang Châu chúng tôi. Đương nhiên, sau hộ khẩu đều chuyển qua Dương Xuân, mà tập đoàn Vinh Quang cũng có mấy trăm người là người Lang Châu chúng tôi. Tất cả mọi người đều nói tập đoàn Vinh Quang không phá sản đều là do chủ tịch Diệp. Còn nhà máy đường Dương Xuân thì không cần phải nói thêm nữa. Cổ Bang ra vẻ khen Diệp Phàm. Tuy nhiên, Diệp Phàm cảm giác người này cũng không có ý tốt. Cổ Bang anh khen ngợi tôi trước mặt nhiều người như vậy, không phải là để Y Cao Vân nghe sao? Như vậy so sánh hai chúng tôi thì Y Cao Vân chẳng phải là vô dụng sao? Đây không phải là gây chuyện sao? Thế à, tuy tôi chưa đến Lang Châu nhưng tiếng tăm của bí thư Cổ thì tôi đã sớm nghe như sấm động bên tai. Diệp Phàm giật mình quyết định đáp lễ một hồi. Sao cậu lại nói thế? Vẻ mặt Cổ Bang nghiêm túc hỏi. Rất nhiều người dân Đông Cống đều nói là bí thư Cổ khi còn đảm nhiệm chức chủ tịch thành phố Lang Châu đã làm được 3 việc lớn. Trong đó 2 việc đã được tỉnh ủy khen ngợi. 3 sự kiện này dân chúng đều ghi nhớ. Diệp Phàm nhớ ra mấy sự kiện liền cười nói. Năm đó Cổ Bang đảm nhiệm chủ tịch thành phố Lang Châu thật sự đã trải qua 3 sự kiện lớn. Thứ nhất chính là bê tông hóa đường phố nội thành Lang Châu. Thứ hai mời được nhà đầu tư đến xây dựng tòa nhà cao 20 tầng. Đối với một thành phố cấp 3 ở Tây Lâm thì coi như đã là cao ốc. Đương nhiên, đến giờ tòa nhà Lang Châu vẫn là công trình xây dựng tiêu biểu của Lang Châu. Sự kiện thứ ba chính là xây dựng 50 trường tiểu học hy vọng. Trong đó trường tiểu học hy vọng và tòa nhà Lang Châu thật sự được tỉnh ủy nhìn nhận. Bởi vì lãnh đạo tỉnh khi đến Lang Châu công tác không ở nhà khách thành ủy mà ở tòa nhà Lang Châu. Ở thoải mái tất nhiên là cũng có ăn thịt mềm của người ta, cũng phải khích lệ vài câu có phải không? Đương nhiên, sự kiện đầu tiên cũng không nổi tiếng như vậy. Đây là Diệp Phàm cố ý nói ra, tất nhiên là muốn kích tướng chủ tịch thành phố Ninh Cát. Cổ Bang người ta khi làm chủ tịch thành phố có thể làm ra thành tích huy hoàng như vậy, còn Ninh Cát anh làm chủ tịch thành phố vài năm cũng không làm ra việc gì. Tất nhiên đồng chí Ninh Cát có khó chịu trong lòng hay không cũng khó nói. Đúng vậy, 3 sự kiện lớn cũng là nền tảng để bí thư Cổ đảm nhiệm chức bí thư thành ủy. Lúc này Ninh Cát quả nhiên có chút chua xót, thản nhiên nói. Ra vẻ tâng bốc Cổ Bang nhưng thật ra mọi người đều nghe ra ý khác trong đó. Ha ha, không muốn làm tướng quân thì không thể là lính tốt. Ý Cổ Bang tôi muốn nói là muốn làm lãnh đạo thì phải có chí tiến thủ. Nếu muốn leo lên đến chức vụ cao, đương nhiên phải trả giá có phải không? Giống như chủ tịch thành phố Diệp, sau này khi tập đoàn Vinh Quang và nhà máy đường phát triển, thì chính là nền tảng để chủ tịch Diệp đi đến cương vị lãnh đạo quan trọng hơn có phải không? Cổ Bang cũng không phải tầm thường, ra vẻ đánh trả chủ tịch Ninh nhưng thật ra lại là công kích Diệp Phàm. Lúc này, Diệp Phàm nhớ đến một việc mà Vi Lý Quốc từng nói về Cổ Bang. Năm đó bí thư thành ủy thành phố Lang Châu bị điều đi, Cổ Bang là chủ tịch thành phố đương nhiên muốn thăng chức. Mà Y Cao Vân lúc đó không ngờ cũng ở Lang Châu đảm nhiệm phó bí thư thành ủy. Tất nhiên, đã tiến hành tranh đua chức bí thư thành ủy với Cổ Bang. Kết quả thế nào đã rõ.
Nông Cao Vân bị đánh bại, một mạch rời khỏi Lang Châu đến thành phố Đông Cống đảm nhiệm phó bí thư thành ủy. Mà hai người tất nhiên cũng kết oán từ đó. Đây có lẽ chính là nguyên nhân mà cổ bang mượn Diệp Phàm để đả kích Nông Cao Vân. Mà thành phố Đông Cống với Lang Châu vốn cũng có chút tranh chấp từ trước. Trước kia vùng giáp danh giữa hai địa phương phát sinh chuyện kéo bè kéo lũ đánh nhau. Mà phân chia ranh giới giữa hai thành phố đến giờ còn chưa xác định, nên tranh chấp càng nhiều hơn. Chương 1913, hành động của bí thư phó làm người ta khiếp sợ. Ha ha, những việc này đều do bí thư y lãnh đạo mới hoàn thành được. Diệp Phàm tôi chỉ là trợ thủ thôi. Diệp Phàm đẩy công lao này sang người Y Cao Vân. Y Cao Vân biết thằng nhóc này làm ơn mà không mất công sức nhưng trong lòng cũng khá thích thú. Ngoài ra, có chút tự đắc nhìn cổ bang một cái cười nói. Nói chi vậy, chỉ là tôi nắm chắc phương hướng một chút. Thành tích cụ thể vẫn là do chủ tịch thành phố làm thôi. Hai người thi nhau tâng bốc nhau không để ý gì đến cổ bang. Sắc mặt người này cứng đờ, có lẽ trong lòng có chút chua xót. Đúng lúc này, không biết ai hét lên là xe lãnh đạo tỉnh đã đến. Mọi người lập tức lấy lại tinh thần, nghiêm túc hẳn lên. Cả đám cán bộ đều sửa sang lại quần áo, có đồng chí còn ngồi xổm xuống lấy khăn tay lau lại đôi giày da vốn thường ngày đã bóng loáng của mình. Còn các nữ đồng chí thì phản ứng đầu tiên là lấy gương trong cặp da xăm soi, sửa lại đầu tóc, cả đồng chí Diệp Phàm cũng phủi bụi trên người, đứng thẳng lên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn ra xa. Không lâu sau, cuối cùng cũng trông thấy đoàn xe hiện ra. Phía trước là hai chiếc xe Mitsubishi, trên xe có đèn tín hiệu cảnh sát. Ở giữa là ba chiếc Audi và mấy con xe tải thương mại. Thấy cổ bang và Y Cao Vân cùng đứng song song, đoàn xe chậm rãi ngừng lại. Tằng Cửu Thiên xuống xe bắt tay Y Cao Vân, bởi vì Y Cao Vân chính là tâm phúc của Tằng Cửu Thiên. Hai người thân thiết nói chuyện, Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Trịnh Đông Thăng bắt tay cổ bang. Vừa mới nói mấy câu, chiếc xe Audi mở cửa. Khuôn mặt Phó Quốc Vân liền ló ra, mọi người vừa thấy đều ngừng nói chuyện, tất nhiên là đợi chỉ thị của bí thư phó. Lão Tằng, lão Trịnh chỗ này cách Đông Cống còn một đoạn xa, tôi sẽ không xuống xe. Chúng ta lên xe, đi thôi. Bí thư phó nói. Vâng, phải nhanh chóng không thì nửa đêm mới về được. Tằng Cửu Thiên và Trịnh Đông Thăng cũng gật đầu bước về phía xe Audi của mình. Đúng rồi, Diệp Phàm đâu? Lúc này Phó Quốc Vân đột nhiên hỏi, giọng nói này hơi lớn, mọi người ở đây đều nghe thấy được. Bí thư phó, tôi ở đây. Diệp Phàm vội vàng đi nhanh về phía xe Phó Quốc Vân. Cậu lên xe đi, tôi hỏi cậu một việc. Phó Quốc Vân bảo Diệp Phàm ngồi lên xe của mình khiến mọi người đều cảm thấy ghen tị. Chủ nhiệm Ngưu này, Diệp Phàm có lai lịch gì mà bí thư phó thân thiết với hắn như vậy? Mấy cán bộ đều hỏi chủ nhiệm Ngưu. Cục trưởng Dương, không phải đã rõ ràng sao? Diệp Phàm chắc chắn là người thân cận của bí thư phó. Sau này nếu gặp chủ tịch Diệp chúng ta phải cẩn thận. Đừng để mắc tội với người tâm phúc của bí thư phó. Chủ nhiệm Ngưu nhỏ giọng nói. Đó là việc tất nhiên rồi, không cần nói đến những việc khác, chỉ cần nhìn chủ tịch Diệp có thể ngồi lên xe của bí thư phó thì đó là vinh dự như thế nào chứ? Nhìn thế thì bí thư cổ và bí thư y cũng không là gì cả. Cục trưởng Dương nói, việc này đương nhiên, anh xem mặt của Y Cao Vân kia nhìn thì như đang cười nhưng tôi đoán trong lòng anh ta đang khóc. Bí thư phó không quan tâm đến anh ta. Vẻ mặt chủ nhiệm Ngưu như vui vẻ khi người khác gặp họa. Không khóc không được, đây là bí thư phó đã bỏ qua anh ta. Có lẽ anh ta thật sự muốn ngồi lên vị trí bí thư thành ủy Đông Cống là khó khăn. Thật sự, chủ tịch Diệp trẻ như vậy chắc chắn có chỗ dựa ở Bắc Kinh. Cục trưởng Dương nói, chủ tịch Diệp rất có khả năng là đại công tử của một gia tộc lớn ở Bắc Kinh, thường gọi là thái tử đảng gì đó. Chủ nhiệm Ngưu dài giọng nói, trong lòng Diệp Phàm vẫn hơi chút kích động, ngồi vào xe bên cạnh bí thư phó. Tuy nhiên, Diệp Phàm đã gặp qua rất nhiều trường hợp, cho nên, vẻ mặt vẫn khá bình tĩnh. Xe chạy còn Phó Quốc Vân không nói gì cả, người ta không hỏi, Diệp Phàm cũng không tiện lên tiếng. Không tồi đâu, làm ra 3 tỷ lận cơ đấy. Xe chạy được chừng 5 phút Phó Quốc Vân mới lên tiếng. Thật ra, Phó Quốc Vân vẫn quan sát Diệp Phàm, nhìn qua trẻ tuổi như thế nhưng vẻ mặt hắn bình tĩnh thong dong khiến cho Phó Quốc Vân thầm giật mình. Phải biết rằng, không có mấy chủ tịch thành phố cấp 3 nhìn thấy bí thư phó của tỉnh ủy mà không run.
Diệp Phàm lại bình tĩnh tự nhiên khiến cho Phó Quốc Vân giật mình. Biểu hiện như thế có hai tình huống. Một chính là kiêu ngạo, con nghé mới sinh không coi con hổ ra gì. Người giống như thế không phải không sợ mà là không biết nên không sợ. Xét cho cùng chỉ là không hiểu chuyện thôi. Thứ hai là người bình tĩnh như thế là người đã nhiều lần trải qua trường hợp này. Đã quen với những trường hợp như thế này tất nhiên là không lúng túng nữa. Diệp Phàm là người được Chủ tịch Đường khen ngợi, lại là con rể tương lai của nhà họ Kiều ở Bắc Kinh. Phó Quốc Vân tự biết, Diệp Phàm bình tĩnh chắc chắn thuộc vào loại tình huống thứ hai. Ha ha, thưa bí thư phó, đây chỉ là một chút may mắn thôi. Vả lại nhà họ Tô cũng không muốn Tô Trang Thành vào tù. Cho nên, đành để Đông Cống chúng ta có thêm chút tiền. Diệp Phàm mỉm cười nói, vẻ mặt không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh. Trong lòng biết là Chủ tịch Trúc đã báo cáo chuyện Đông Cống với Phó Quốc Vân. Phó Quốc Vân thầm khen ngợi, từ nhà họ Kiều đi ra dù sao cũng có khác biệt. Dù sao cũng là hổ phụ sinh hổ tử, chuột sinh ra đã biết đào hang. Chút tiền này rất tốt, Tiểu Diệp, cậu đã làm được việc tốt vì nhân dân Đông Cống rồi đấy. Phó Quốc Vân đầu tiên là công nhận thành tích của Diệp Phàm. Nhìn Diệp Phàm một cái rồi nói tiếp. Bước tiếp theo cậu có kế hoạch gì chưa? Tài chính của nhà máy đường đã mạnh, kế hoạch tiếp theo của tôi là làm mạnh hơn nữa. Ngoài ra, chúng tôi đã tìm được kỹ thuật sản xuất đường mới. Một khi đã hoàn thiện thì tập đoàn sản xuất đường của Đông Cống chúng ta có thể cung cấp cho cả tỉnh rồi đến cả nước. Có thể xuất khẩu cả ra nước ngoài. Việc xây dựng trung tâm thành phố Đông Cống cũng đã bắt đầu. Diệp Phàm báo cáo. Ừ, ý tưởng tốt lắm. Tuy nhiên, trong công việc thực tế cậu hẳn là gặp không ít khó khăn. Phó Quốc Vân hỏi. Việc này, làm việc gì cũng phải gặp khó khăn. Làm việc lớn khó khăn đương nhiên càng nhiều. Không làm gì thì mới không gặp khó khăn. Tuy nhiên, trời sinh ra tôi là người thích làm việc, ha ha. Diệp Phàm nói. Ừ, sự thật là như thế. Phó Quốc Vân có lẽ đồng cảm, không ngờ thở dài. Ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Tiểu Diệp, cậu cũng đã bước ra khỏi tình trạng khó khăn rồi đấy. Xây dựng nhà máy đường và trung tâm thành phố đều đã khởi công. Thế phát triển rất tốt. Như vậy đi, trong phạm vi thành phố Đông Cống cậu có thể đề xuất yêu cầu đối với tôi. Coi như là Phó Quốc Vân tôi thưởng cho khoản 3 tỷ của cậu đi. Nói thật, 3 tỷ, ngay cả với tôi cũng là một khoản không nhỏ. Diệp Phàm nghe thế tất nhiên trong lòng vui vẻ. Tuy nhiên, yêu cầu cũng không tiện tăng lên. Nếu đề xuất quá mức có lẽ sẽ để lại ấn tượng tham lam không tốt với Phó Quốc Vân. Yêu cầu quá ít lại không muốn. Làm thế nào để nắm chắc cơ hội này cũng chính là để Phó Quốc Vân đồng ý mà không ác cảm thì cũng khá khó khăn. Thấy Diệp Phàm suy nghĩ, Phó Quốc Vân cũng không nói gì, cho hắn một thời gian nhất định. Có thể cho Phó Bí Thư Đảng ủy nhà máy đường, Tổng Giám đốc Lam Tồn Quân kiêm thêm chức Phó Bí Thư Thành ủy không ạ? Diệp Phàm nói. Ha ha, cậu nói lý do một chút xem nào. Phó Quốc Vân nheo nheo mắt hỏi. Trong lòng có chút thất vọng, nhưng đồng thời cũng khen ngợi người này. Ban đầu cho rằng Diệp Phàm sẽ đưa ra một yêu cầu rất cao. Ví dụ như có thể trao cho hắn quyền chủ trì công tác của thành ủy. Không thể tưởng tượng được hắn lại có yêu cầu như thế này. Đương nhiên chuyện Lam Tồn Quân bước vào thường vụ thành ủy là tính toán của Diệp Phàm. Phó Quốc Vân vừa nghe đã hiểu ngay. Đơn giản là tìm sự giúp đỡ trong hội nghị thường vụ, để triển khai công tác thuận lợi thôi. Việc này cũng là việc mà Diệp Phàm cần nhất lúc này. Giám đốc Lam là nhân vật số 2 của nhà máy đường nhưng trên thực tế là nhân vật số 1. Tôi giao toàn bộ nhà máy đường cho anh ta. Làm chủ tịch thành phố Đông Cống tôi cũng không có thời gian theo dõi sát nhà máy đường có đúng không? Hơn nữa, Lam Tồn Quân làm một tổng giám đốc hưởng đãi ngộ như giám đốc sở. Anh ta có thể vào hội nghị thường vụ thì cũng có lợi cho sự phát triển của nhà máy đường. Nhà máy đường dù sao cũng xây dựng ở thành phố Đông Cống. Hơn nữa là công ty cấp dưới của Ủy ban Nhân dân thành phố. Trong chế độ của chúng ta, bí thư cũng biết, người làm việc thì ít nhưng người thích vung tay múa chân thì nhiều. Nên tôi lo giám đốc Lam phải ứng phó vất vả. Vì sao rất nhiều doanh nghiệp nhà nước đã phá sản, chính là vì nhiều người tìm đến vòi vĩnh. Tôi nghĩ nếu cho Lam Tồn Quân một chức phó bí thư thành ủy, những người đến đòi tiền cũng phải suy nghĩ có phải không? Diệp Phàm nói rất đường hoàng. Phó Quốc Vân tất nhiên sẽ không tin những lời hắn nói. Thầm nghĩ, người có quyền lớn nhất ở tập đoàn đường là chủ tịch thành phố cậu,
ai dám ăn gan hùm tim gấu đến đấy đòi tiền. Tuy nói là công ty thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố nhưng Ủy ban Nhân dân thành phố cũng là do Diệp Phàm lãnh đạo. Phó Chủ tịch thành phố đến đòi tiền cũng không thể. Ha ha, đồng chí Tiểu Diệp nói cũng đúng. Phó Quốc Vân cũng không trả lời ngay. Mấy phút sau Phó Quốc Vân lại hỏi. Tiểu Diệp, chỉ một nhà máy đường và xây dựng trung tâm thành phố thì không thể phát triển thành phố Đông Cống. Không có kinh tế phát triển mạnh là không thể xây dựng Đông Cống thành tỉnh mạnh ở biên giới Tây Nam. Mặc dù là nhờ quan hệ cậu có được sự giúp đỡ của thành phố Tân Môn và thành phố Thủy Châu còn cả tập đoàn Lô Thị nữa. Nhưng khi xây dựng xong cũng chỉ là thành phố trống không. Một thành phố phải có sức sống, đó là con người. Thành phố không chỉ là những tòa nhà mà phải đông đúc dân cư. Muốn thành phố Đông Cống có đủ sức sống, con người là yếu tố quan trọng nhất. Làm sao để thu hút nhân tài có trình độ cao, cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đông Cống. Chương 1914, Diệp Phàm ngồi ở vị trí số 1. Việc đó tôi và Giám đốc Lam cũng luôn suy nghĩ. Nói như nhà máy đường, không có nhân tài kỹ thuật cao thì mặc dù có công nghệ tốt cũng không thể sản xuất ra các sản phẩm tốt được. Cho dù sản xuất ra cũng không đủ tiêu chuẩn để xuất khẩu ra nước ngoài. Cho nên, chúng tôi đã bàn đến Vũ Nguyệt Tiểu Khu. Đây là tiểu khu nơi tập đoàn Vinh Quang mời những nhà thiết kế nổi tiếng trong nước xây dựng. Một tiểu khu dân cư sinh thái xét trên góc độ nhân tinh hóa. Khi chúng ta thông báo tuyển dụng có đề ra chỉ tuyển người đạt yêu cầu của chúng ta, đồng ý làm việc vì nhà máy đường. Thì trước tiên chúng ta phải cho họ mượn một căn nhà để ở. Nếu 3 năm sau có thể có cống hiến lớn, thì căn nhà này có thể thưởng cho họ. Từ một nhà máy đến một thành phố tôi luôn luôn suy nghĩ, để thu hút nhân tài đầu tiên chúng ta cần điều kiện gì. Nếu không, chỉ với quy mô hiện tại của thành phố Đông Cống, những nhân tài ở các địa khu phát triển khác chắc chắn không đồng ý đến đây làm việc. Hơn nữa, giao lưu nhân tài cũng kéo theo các nhà đầu tư. Thường thường một số nhân tài phải nhất định có các công ty đi theo. Kỹ thuật, kinh nghiệm công tác của họ đều có thể ảnh hưởng đến một hoặc nhiều công ty. Hơn nữa, nhằm vào sự phát triển của nhà máy đường, chúng ta cũng chuẩn bị hợp tác với bên trường kỹ thuật. Xây dựng trường cao đẳng chuyên về công nghệ sản xuất chế biến đường, đào tạo nhân lực chất lượng cao cho nhà máy đường. Chỉ có nguồn nhân lực chất lượng cao mới có thể sản xuất ra sản phẩm chất lượng cao, từ đó sinh ra lợi nhuận lớn. Hơn nữa, tôi thấy, chúng ta cũng không thể chỉ tập trung cho một nhà máy đường. Hễ là công ty nào cần nguồn nhân lực thì chúng ta sẽ phải điều tra nghiên cứu, hợp tác giáo dục với các địa phương có kinh tế phát triển. Có thể nhờ họ đào tạo cho chúng ta nguồn nhân lực mà chúng ta cần. Đó chính là hiệu ứng domino. Diệp Phàm nói. Ừ, tầm nhìn các cậu rất tinh tường. Hiện giờ rất nhiều cán bộ không có được tầm nhìn xa, nói thật ra là thiển cận. Hễ cần đầu tư lớn, dự án dài hạn là họ không muốn làm. Dùng một câu để mô tả họ chính là chúng ta chỉ ngồi đây vài năm là đi, sao phải làm để người khác thu hoạch. Thật ra, chính vì sợ thành quả bị người khác hái mất. Tư tưởng này là không được, nếu mỗi cán bộ đều có tư tưởng này thì đất nước chúng ta, xã hội chúng ta sao có thể phát triển được. Phó Quốc Vân nói, sau khi tới thành phố Đông Cống, tiến hành nghi lễ cắt băng long trọng ở nhà máy đường xong thì ăn cơm chiều. Nghỉ ngơi nửa tiếng, khoảng 7 giờ tối. Phó Quốc Vân được Y Cao Vân và Diệp Phàm dẫn vào căn tin thành ủy. Chỗ này cũng mới được sửa lại từ một hội trường, nhà ăn cũ đã được phá bỏ, cán bộ cấp cục trở lên đều theo trình tự ngồi vào ghế. Người chủ trì chính là các lãnh đạo tỉnh liên quan và Diệp Phàm cùng Y Cao Vân, bao gồm cả trưởng ban thư ký thành ủy. Những đồng chí khác của thành phố Đông Cống đều ngồi ở hai bên. Lãnh đạo nhà máy đường mới cũng ngồi phía dưới. Buổi tối là cuộc họp với cán bộ cấp cục trở lên. Diệp Phàm và Y Cao Vân đều tưởng bí thư tỉnh ủy muốn nói chuyện. Cũng không để ý, mà Vi Lý Quốc đã được nhân viên đẩy xe lăn đến. Trên đài chủ tịch cũng có vị trí của ông ta, ngay cạnh bí thư phó có một vị trí trống. Đây là do thư ký Lôi Hoa của bí thư tìm trưởng ban thư ký thành ủy dặn dò. Lúc đó Lý Tinh Tinh nghe xong cũng hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không dám lên tiếng hỏi, chỉ làm theo. Nhưng sau khi Y Cao Vân nghe Lý Tinh Tinh nói lại xong, trong lòng liền cân nhắc. Có lẽ cả buổi chiều Y Cao Vân đều nghĩ đến vấn đề này. Thậm chí lão nghĩ, có phải vị trí đó là muốn dành cho Vi Lý Quốc một lần nữa trở lại cương vị công tác. Đầu tiên là Lý Tinh Tinh đại diện thành ủy và ủy ban nhân dân phát biểu giới thiệu đại biểu.
Sau đó Y Cao Vân và Diệp Phàm lần lượt phát biểu. Tiếp theo là Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Trịnh Đông Thăng cùng Bí thư Đảng quần chúng Tằng Cửu Thiên phát biểu. Cuối cùng tất nhiên là Bí thư tỉnh ủy Phó Quốc Vân phát biểu. Sau khi Lý Tinh Tinh sướng tên Phó Quốc Vân xong, tất cả các đồng chí có mặt đều vỗ tay nhiệt liệt. Một lúc lâu sau mới yên ắng lại, mọi người đều nghiêm túc ngồi thẳng lưng chuẩn bị nghe Bí thư phát biểu. Các đồng chí, hôm nay đến thành phố Đông Cống, tôi thật sự rất vui. Đầu tiên Phó Quốc Vân nói một câu, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nhìn mọi người một cái, nói tiếp. Thành phố Đông Cống đang trong thời kỳ phát triển, lấy phát triển là nhiệm vụ hàng đầu. Mỗi đảng viên, cán bộ, nhân viên đều phải. Phó Quốc Vân cũng không nói nhiều, nhưng qua giọng nói tất cả mọi người đều nghe thấy sự hài lòng. Tuy nhiên, Bí thư Đảng quần chúng ngồi ở đó cảm thấy mất tự nhiên. Sau khi Phó Quốc Vân nói xong Tằng Cửu Thiên không ngờ nhíu mày. Hơn nữa còn liếc nhìn Y Cao Vân. Tất cả mọi người đều nghĩ Phó Quốc Vân nói xong rồi, lại một trận vỗ tay như sấm dậy. Thật lâu sau, Phó Quốc Vân giơ tay ra hiệu dừng lại, tiếng vỗ tay mới lắng xuống. Cuối cùng, là đồng chí Thiết Hậu Sơn của Ban Tổ chức Cán bộ tỉnh ủy tuyên bố quyết định bổ nhiệm nhân sự. Phó Quốc Vân nói xong những lời này thì nhìn sang phía Thiết Hậu Sơn. Diệp Phàm vừa nghe, thầm nói tốc độ của lão phó quả không chậm. Mới mấy giờ trước hắn vừa nói chuyện cho Lam Tồn Quân và Ủy viên Thường vụ Thành ủy, không ngờ hiện giờ đã có quyết định nhậm chức. Nhưng thật ra đó là nói ít làm nhiều. Tạm không bàn đến điều Diệp Phàm thầm nghĩ, khi Thiết Hậu Sơn đứng lên phía bục phát biểu, nhìn mọi người một cái, cầm quyết định bổ nhiệm bắt đầu đọc. Qua thảo luận của tỉnh ủy, trưng cầu ý kiến của Bí thư Thành ủy Vi Lý Quốc. Đồng chí Lý Quốc đã đề xuất xin từ chức vì bệnh nặng. Hơn nữa, đã đề cử với tỉnh ủy chủ tịch thành phố Đông Cống Diệp Phàm làm quyền chủ trì công tác của thành ủy Đông Cống. Sau khi tỉnh ủy thảo luận, đã thống nhất phê chuẩn đơn xin từ chức của đồng chí Vi Lý Quốc, và đồng ý với đề xuất của đồng chí Vi Lý Quốc để đồng chí Diệp Phàm đảm nhận quyền chủ trì công tác của thành ủy Đông Cống. Hơn nữa, tỉnh ủy Tây Lâm xem xét đến việc xây dựng thành phố Đông Cống mới bắt đầu, không thể thiếu sự quan tâm của chủ tịch thành phố như đồng chí Diệp Phàm. Cho nên, đồng chí Diệp Phàm vẫn kiêm nhiệm chức chủ tịch thành phố. Thiết Hậu Sơn đọc từng chữ xong, các đồng chí phía dưới đều giật mình, tất cả vẻ mặt kinh ngạc nhìn Diệp Phàm. Trong chốc lát lại nhìn Y Cao Vân, còn Y Cao Vân vẻ mặt đang cười, nhưng nụ cười kia rất chua xót. Mà Tằng Cửu Thiên cũng ngồi chơi như tượng, cố gắng giữ bình tĩnh. Thật ra, trong lòng Tằng Cửu Thiên đang phẫn nộ thở dài. Đêm qua tỉnh ủy họp hội ý ban bí thư bàn vấn đề chọn ứng viên quyền chủ trì công tác của thành ủy Đông Cống. Tằng Cửu Thiên đã đề cử Y Cao Vân. Hơn nữa, thao thao bất tuyệt liệt kê thành tích của Y Cao Vân. Tuy nhiên, chủ tịch tỉnh Trúc lại đề xuất Diệp Phàm. Bắt đầu từ thành tích 3 tỷ đó, lập tức đã ép Tằng Cửu Thiên đến mức không thở nổi. Phó Quốc Vân cũng đồng ý. Nếu bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh đã đồng ý hết, thì Tằng Cửu Thiên chỉ biết kêu trời. Mặc dù bị đâm cho đầu rơi máu chảy cũng không chống lại trời được. Mà một vị khác là phó bí thư Trung Thiên Thạch tất nhiên cũng gật đầu. Hơn nữa, vì để ổn định thái độ tư tưởng, tất cả mọi người đều đồng ý không bàn thêm nữa. Cho nên, Tằng Cửu Thiên tự cảm thấy hổ thẹn với Y Cao Vân. Cho nên sáng nay mới biểu hiện nhiệt tình như vậy, cho người ngoài một cảm giác chính là Tằng Cửu Thiên tôi luôn quan tâm đến anh. Lúc này Y Cao Vân thực sự thấy hết sức phẫn nộ. Tuy trong lòng nghĩ thế nhưng khi đồng chí Thiết Hậu Sơn nói xong mọi người vỗ tay, Y Cao Vân cũng chua xót vỗ tay theo. Đương nhiên, vỗ tay căn bản không phát ra âm thanh làm qua loa có thôi. Người thì sung sướng người lại sầu. Giống như Lam Tồn Quân, Cam Thủy Hưng, Y Thanh Liên thì thầm vui vẻ. Mà Lan Lập Quyền, Đới Trung Cường thì đều như mơ như thực hết cả. Mấy người nhìn nhau, quả thực không thể tiêu hóa được quyết định bổ nhiệm lớn này. Bởi vì rất bất ngờ và rất kỳ lạ. Có thể nói, chính Diệp Phàm cũng không hề nghĩ đến. Còn các cán bộ Đông Cống cũng giống như đang mơ. Không thể tưởng tượng được trong mấy tiếng Giang Sơn đã đổi chủ. Vị trí nhân vật số 1 của thành phố Đông Cống không ngờ rơi vào tay một thanh niên từ nơi khác đến. Đúng lúc này, một cảnh tượng làm người ta ngạc nhiên thán phục đã xảy ra. Trước mắt mọi người, chỉ thấy lão bí thư Vi chống gậy, run rẩy đứng lên. Chỉ vào vị trí của mình, nhìn Diệp Phàm nói. Bí thư Diệp, cậu lại đây ngồi, đây mới là vị trí của cậu. Lão Vi,
tôi ngồi ở đây được rồi. Diệp Phàm vội vàng từ chối, trong lòng lập tức cảm thấy có phần bi tráng thê lương. Biết ý của Vi Lý Quốc khi giao Đông Cống cho mình. Người này đến khi sắp chết vẫn không quên thành phố Đông Cống. Không được, cậu nhất định phải ngồi ở đây. Tôi già rồi, cũng nên nghỉ ngơi. Chẳng lẽ cậu còn không muốn cho người bệnh sắp chết như tôi nghỉ ngơi sao? Thái độ của Vi Lý Quốc rất kiên quyết, hai mắt nhìn Diệp Phàm. Hơn nữa nói rất xúc động, làm rất nhiều cán bộ khẽ lau nước mắt. Lão Vi, giọng Diệp Phàm có chút nghẹn ngào. Hắn thật sự xúc động chứ cũng không phải giả vờ gì cả. Hắn bước nhanh đến, nhẹ nhàng đỡ Vi Lý Quốc nói. Lão Vi, anh cứ ngồi xuống, tôi ngồi sau anh là được. Không được, cậu ngồi, ngồi đi. Ngồi vị trí này, đây là nơi cậu phải ngồi. Vi Lý Quốc nóng nảy, giọng gần như hét lên. Tôi ngồi đây, Lão Vi. Diệp Phàm không do dự nữa, tự mình ngồi xuống. Mà Vi Lý Quốc cũng chống gậy dựa vào ghế của Diệp Phàm. Ông ta xúc động nói. Vi Lý Quốc tôi ánh mắt không mù đâu. Diệp Phàm ngồi ở đây tuyệt đối tốt hơn nhiều so với tôi. Diệp Phàm đến Đông Cống mới mấy tháng, mọi chuyện cậu ấy làm mọi người đã thấy. Như tòa nhà lô thị 30 tầng, sân vận động Đông Cống, cải cách nhà máy đường Dương Xuân, hồi sinh tập đoàn Vinh Quang. Đã nhìn thấy. Cán bộ phía dưới đồng thanh đáp. Thấy là tốt rồi, một đồng chí có năng lực như vậy chẳng lẽ không nên ngồi vào vị trí này? Vi Lý Quốc hỏi. Chương 1915, như ngồi trên đống lửa. Nên ạ, đồng chí Diệp Phàm là người thích hợp nhất. Lam Tồn Quân hét lớn, kéo theo một số đông đảo cán bộ. Tốt lắm, ông lão như tôi cũng nên chào cảm ơn mà lui về nghỉ rồi. Tôi cũng mệt rồi, tất cả mọi chuyện của Đông Cống nay đều giao cho Bí Thư Diệp, giao cho Bí Thư Diệp. Vi Lý Quốc lặp lại mấy chữ cuối này mấy lần rồi cả người đột nhiên mềm nhũn, ngã xuống tại chỗ. Diệp Phàm vội vàng đỡ Vi Lý Quốc và cả Phó Quốc Vân, Tăng Cửu Thiên bên cạnh đều chạy lại đỡ lấy Bí Thư Vi. Nhưng động tác của Diệp Phàm nhanh hơn, hắn một tay ôm lấy Vi Lý Quốc, vội vàng đưa tay ra kiểm tra. Lập tức trên đài chủ tịch rối lên. Gọi xe cứu thương nhanh. Phó Quốc Vân hét lên, Tăng Cửu Thiên và Trịnh Đông Thăng cũng hét lên. Lão Bí Thư đã đi rồi. Giọng Diệp Phàm khàn khàn, kéo tay từ ngực Vi Lý Quốc trở về. Bởi vì, trái tim của Vi Lý Quốc đã ngừng đập. Đồng chí Lý Quốc, đồng chí Lý Quốc. Bí thư phó giọng cũng đầy đau thương, cả hội trường giống như tràn ngập không khí đau thương tang tóc. Không lâu sau, xe cứu thương đã đến. Tuy nhiên, thầy thuốc kiểm tra tại chỗ xong cũng chứng nhận đồng chí Vi Lý Quốc đã ra đi. Người bí thư một lòng vì đảng vì dân đã ra đi ngay tại hội trường. Toàn thể các đồng chí đứng dậy, một phút mặc niệm bắt đầu. Lúc này giọng Lý Tinh Tinh vang lên trên loa, căn bản là không cần cô phải nói, tất cả mọi người đều đứng dậy. Trong đoàn lãnh đạo thăm hỏi gia đình Bí Thư Vi, Bí Thư Phó đã cẩn thận dặn dò Diệp Phàm. Lo chuyện hậu sự của đồng chí Lý Quốc cho tốt, còn nữa, nếu người nhà có yêu cầu gì hợp lý thì cho phép đáp ứng. Ngoài ra, còn phải tuyên truyền mạnh mẽ tinh thần của đồng chí Vi Lý Quốc trong toàn bộ các đảng viên. Đoàn người của tỉnh đã ra về ngay trong đêm. Diệp Phàm dặn Lý Tinh Tinh thành lập một ủy ban chuyên lo chuyện đám tang, giải quyết việc hậu sự của đồng chí Vi Lý Quốc. Sau đó Diệp Phàm gọi phu nhân của đồng chí Vi Lý Quốc, Lan Mai Lâm ra hỏi riêng. Gần đây Lão Vi có phải là đã làm gì kiêng kỵ không? Không phải là thầy thuốc nói ông ấy còn có một năm thời gian nữa sao? Thuốc tôi cho ông ấy không uống sao? Ôi, Lão Vi nói là phải đứng dậy một lần nữa để tiếp tục làm việc. Muốn xây dựng Đông Cống cho thật tốt, cho nên gần đây đã dùng đến châm cứu trị liệu. Tuy nhiên, người ta cũng nói. Làm như vậy thời gian sống sẽ ngắn lại. Bởi vì châm cứu là kích hoạt tiềm lực của con người, nhưng lại làm ngắn đi thời gian sống của người ta. Chỉ có điều Lão Vi cố ý như thế, hơn nữa cũng không để tôi can ngăn. Không có cách nào đâu, cả đời Lão Vi, chính là để lo lắng cho Đông Cống. Đông Cống chính là sinh mệnh của ông ấy. Nếu tôi ngăn cản thì ông ấy càng vội vàng hơn. Đã như vậy thì tôi còn biết làm thế nào. Với tính tình bướng bỉnh của ông ấy. Dù cho tôi ngăn cản ông ấy cũng âm thầm tự làm. Ôi! Lan Mai Lâm vừa nói vừa khóc, bà lấy từ trong phòng ra một quyển sổ tay đưa cho Diệp Phàm nói. Lão Vi có dặn tặng cho cậu quyển sổ tay này, bên trong đều là một số ý tưởng công tác cả đời của Lão Vi. Diệp Phàm cầm quyển sổ tay,
cảm giác nặng hơn đến ngàn vạn lần. Lại hỏi Lan Mai Lâm có yêu cầu gì không? Lan Mai Lâm lắc đầu nói. Những yêu cầu khác đều không có, các cậu không cần làm gì vì chúng tôi. Tuy nhiên, đêm qua khi ngủ Lão Vi có nói đùa với tôi một câu. Nói là nếu ông ấy mất đi có thể được chôn cất ở nghĩa trang liệt sĩ như liệt sĩ thì tốt. Tôi còn cười mắng ông ấy là hồ đồ, ông không phải là liệt sĩ sao có thể được như thế. Ôi, tôi biết, việc này là không thể mà. Việc này cứ giao cho tôi nhất định sẽ làm cho Lão Vi được yên nghỉ ở nghĩa trang liệt sĩ thành phố Đông Cống. Diệp Phàm đứng lên, vẻ mặt kiên quyết nói. Đây là tâm nguyện của cả nhà chúng tôi. Cả đời Lão Vi không làm ra thành tích gì lớn, nhưng ông ấy vẫn hy vọng làm ra thành tích lớn, sống oanh liệt giống như các liệt sĩ. Lan Mai Lâm khóc thút thít nói. Ai bảo ông ấy không làm ra thành tích lớn, cả đời ông ấy vì đảng vì dân. Sống vì nhân dân thành phố Đông Cống. Đây là thành tích lớn nhất. Ông ấy là tấm gương cho Diệp Phàm tôi học tập, là tấm gương cho toàn thể cán bộ Đông Cống. Diệp Phàm xúc động nói. Buổi sáng ngày hôm sau, trưởng ban thư ký thành ủy Lý Tinh Tinh đến xin chỉ thị xem có phải sửa lại văn phòng không. Không cần. Diệp Phàm khoát tay áo, nghĩ một chút nói. Cô lập tức thông báo cho các ủy viên thường vụ tổ chức một cuộc họp. 9 giờ sáng, Diệp Phàm thay mặt bí thư thành ủy Đông Cống chủ trì hội nghị thường vụ đầu tiên. Trước mắt hội nghị thường vụ Đông Cống chỉ có 10 ủy viên. Sau khi ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy tuyên bố quyết định Diệp Phàm lên chủ trì công tác của thành ủy xong, Diệp Phàm tự hiểu rằng việc xét cho Lam Tồn Quân vào ban thường vụ thật sự là đã thất bại. Phó Quốc Vân đã hoàn thành một yêu cầu duy nhất của hắn. Yêu cầu này so với yêu cầu đưa Lam Tồn Quân vào thường vụ còn quan trọng hơn. Diệp Phàm hiển nhiên cũng chẳng thể nói gì. Tuy nhiên, Diệp Phàm cảm giác ngồi trên chiếc ghế mà Vi Lý Quốc và Y Cao Vân đã từng ngồi không được tự nhiên. Cảm giác dưới ghế giống như có một ngọn núi lửa đang hoạt động, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ. Đến hiện giờ, trong hội nghị thường vụ nhiều nhất hắn cũng chỉ có 3 phiếu. Là trưởng ban tổ chức cán bộ Cam Thủy Hưng, trưởng ban tuyên giáo Y Thanh Liên. Mà Y Cao Vân vẫn còn đến 4 phiếu, gồm bí thư đảng ủy công an Lan Lập Quyền, bí thư thành ủy Dương Xuân Đới Trung Cường cùng trưởng ban thư ký Lý Tinh Tinh. Người mới đến nhận chức có phó bí thư chủ quản ủy ban kỷ luật Thái Phi và phó chủ tịch thường trực thành phố Quách Tắc Quân hiển nhiên là do bí thư phó sắp xếp. Tuy nhiên, trước khác nay khác, trước kia, Thái Phi có lẽ là đến vì vị trí bí thư thành ủy Đông Cống. Lúc đó có lẽ phó Quốc Vân cũng có ý này. Hiện giờ, bí thư phó lại giao vị trí này cho mình. Thì Thái Phi không thể không suy nghĩ. Nếu nói bí thư phó đã dặn dò Thái Phi ủng hộ công tác của mình có lẽ là không có khả năng. Nhất mã về nhất mã, mặc dù là Phó Quốc Vân thì ông ta cũng sẽ không muốn thấy thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Đông Cống đều do mình nắm giữ. Quyền lực quá lớn dễ dàng tạo thành sự sa đọa hủ bại. Dân chủ tập trung chính là một trong những chính sách của đảng. Cho nên, vừa để mình quyền chủ trì công tác của thành ủy Đông Cống lại để Thái Phi và Quách Tắc Quân liên kết đối kháng với mình. Có lẽ chính là thủ đoạn của Phó Quốc Vân, nói khó nghe hơn thì chính là cần duy trì sự cân bằng. Đây là cách mà các lãnh đạo hay dùng. Trong thể chế này nếu có một người được độc quyền thì sẽ thành người kiêu ngạo ngông cuồng. Thứ nhất sẽ dễ phạm sai lầm, thứ hai là dần dần thoát khỏi tầm mắt của lãnh đạo đã đề bạt mình. Cho nên, lãnh đạo thích trò cân bằng quyền lực này cũng hoàn toàn có lý. Duy nhất còn một đồng chí Diệp Phàm có thể tranh thủ, anh ta chính là tư lệnh phân quân khu Tiền Đào Quốc. Nhưng đến hiện giờ Diệp Phàm cũng chưa tiếp xúc với anh ta nhiều. Muốn anh ta ủng hộ công tác của mình thì cũng khá khó. Nghe nói người này luôn thích một mình, rất ít khi muốn tham gia cùng lãnh đạo địa phương. Hơn nữa, Tiền Đào Quốc một mình đến Đông Cống nhậm chức. Người nhà và con cái cũng không ở đây, cho nên, muốn lấy lòng người nhà và con anh ta cũng không thể. Một mình anh ta tay không xuống đây, lại ở trong hệ thống quân đội là một hệ thống độc lập. Bề ngoài thì quân khu là cấp dưới của đảng ủy địa phương nhưng đảng ủy địa phương có lúc nào được tham gia vào chuyện của quân khu đâu. Thói đời như vậy tuy nói đã thoát khỏi cái thời súng ống gậy tre nhưng quân đội vẫn mạnh mẽ hơn chính quyền. Giống như tại một số nước, vài ngày lại xảy ra một cuộc chính biến. Khi tìm nguyên nhân thì đều là vì lãnh đạo đất nước không có quyền khống chế quân đội. Còn thể chế của chính phủ Trung Quốc thì khá là tốt, khống chế quân đội từ trên xuống dưới. Bổ nhiệm sư trưởng trong quân đội đều phải qua quân ủy, chủ tịch nước tự mình ký tên.
đây là biện pháp hạn chế quyền lực rất có hiệu quả. Cho nên, đối với tư lệnh tiền đào quốc, chính quyền làm sao có thể nắm được anh ta? Người này là một khúc xương cứng. Nếu gặm tốt thì Vi Lý Quốc và Y Cao Vân trước kia đã kéo anh ta về phe mình rồi. Bởi vậy, hiện giờ Y Cao Vân vẫn đang chiếm ưu thế. Phía sau lại có sự liên kết của Thái Phi. Diệp Phàm có lấy quyền chủ trì công tác của thành ủy cũng không thể làm gì được. Không làm được thì quyền chủ trì của hắn cũng thành cục sắt gì. Nói khó nghe hơn thì hắn chính là một con rối thôi. Nhưng Diệp Phàm vẫn ngập tràn tin tưởng. Hôm nay các ủy viên thường vụ đến rất nhanh, đông đủ và đúng giờ. Ghi biên bản chính là phó chủ nhiệm Giang Khải. Người này vẫn rất vất vả giúp việc cho Diệp Phàm. Hôm nay cuối cùng đã hết khổ, khi nhận được thông báo của Lý Tinh Tinh, gọi anh ta đến phòng họp thành ủy ghi biên bản, Giang Khải rất kích động. Tuy nói chỉ là ghi biên bản mà cũng không phải là người tham gia hội nghị thường vụ. Nhưng Giang Khải biết, có một ngày gần đây, chỉ cần ông chủ Diệp không ngã, chính mình một ngày nào đó sẽ được ra mặt. Hôm nay là người ghi biên bản, có lẽ mấy tháng nữa ông chủ Diệp cao hứng, sẽ đẩy tránh văn phòng ủy ban nhân dân thành phố đi. Thì không phải là mình được thăng chức sao? Giờ kiêm phó trưởng ban thư ký thành ủy, sau này mục tiêu của Giang Khải chính là trưởng ban thư ký thành ủy. Vừa nghĩ đến những điều này trong lòng Giang Khải đã nóng như lửa đốt. Mà phó trưởng ban thư ký thành ủy, tránh văn phòng ủy ban nhân dân thành phố Vệ Diêu Thông cạnh bên lúc này thầm nghĩ chỉ muốn đập đầu vào tường chuộc tội. Y không ngừng hối hận trước đây y mù quáng nên mới sai lầm đi theo sai chủ. Vốn y định dựa vào Y Cao Vân, hy vọng có thể thăng tiến một chút. Không thể tưởng tượng được thiên hạ thay đổi bất thường, bí thư tỉnh ủy Phó Quốc Vân xuống đây một vòng, Đông Cống đã thay đổi thành nhà họ Diệp. Vệ Diêu Thông khóc không ra nước mắt. Huống chi, Giang Khải lại nắm cơ hội này đả kích người khác. Anh ta nhìn Vệ Diêu Thông một cái, gác điện thoại xong vẻ mặt khó xử nói. Chủ nhiệm Vệ, ngại quá, công việc anh giao có lẽ tôi phải chậm một chút. Ồ, có việc thì cứ để đấy đi. Vệ Diêu Thông trong lòng thấm mắng đồ chó, nhưng biết người này hiện tại là thân tín của ông chủ Diệp, không thể trêu vào. Chủ nhiệm Vệ đành mỉm cười. Trong lòng Giang Khải rất thoải mái. Trước kia chưa từng thấy chủ nhiệm Vệ cười với mình. Hôm nay thì khác, ngay cả Lý Tinh Tinh khi gọi điện thoại cũng đã lịch sự hơn. Vậy phiền chủ nhiệm Vệ, trưởng ban thư ký nói tôi phải là người ghi biên bản, thật sự là vất vả. Đã lâu không viết chữ, lại còn phải ghi chép. Giang Khải vẻ mặt cố ý đau khổ thở dài. Chương 1916, sát nhập thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Cậu khoe khoang thì cứ khoe khoang đi, ghi biên bản thì ghi biên bản đi cái đồ con cháu cụ rùa. Vệ Diêu Thông muốn giơ tay bợp cho y một cái. Nhưng, vẫn nhẫn nhịn, mỉm cười nói. Chủ nhiệm Giang, đây là lãnh đạo coi trọng cậu thôi. Yên tâm, về sau có việc gì cứ nói với ông anh này một tiếng là được. Cậu cứ đi bận việc của cậu. Vậy, xin cảm ơn. Giang Khải cười cười rồi xoay người bước ra khỏi văn phòng. Thầm nói. Lão mà cũng dám xưng là ông anh sao? Lúc nào lại thân thiết như vậy nhỉ? Chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng. Nhìn theo bóng của Giang Khải Vệ Diêu Thông hung hăng mắng vốn một câu. Đến đông đủ rồi, bắt đầu họp thôi. Diệp Phàm nói rồi nhìn khắp lượt mọi người một cái. Hôm nay tập trung mọi người lại đây để bàn về vấn đề quy hoạch xây dựng trụ sở thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Không phải đã khởi công sao? Sao còn quy hoạch lại lần nữa? Thái Phi không ngờ là người lên tiếng đầu tiên. Hôm qua ngoài Y Cao Vân cực kỳ mất mát thì người thứ hai cũng phẫn nộ và mất mát không thua anh ta chính là Thái Phi. Vốn nghĩ bí thư phó cho mình đến Đông Cống để chuẩn bị tiếp nhận chức bí thư thành ủy. Ai ngờ một người trẻ tuổi như vậy từ Hải Đông đến lại đoạt ngai vàng của mình. Thái Phi cảm thấy lửa giận trực trào ra khỏi cổ. Đêm qua về nhà đã đập vỡ 5-6 cái bát, làm cho bà xã phải luôn tay dọn dẹp. Sáng nay phải đi chợ sớm không thì chưa không có bát ăn cơm. Tuy nhiên, ngày hôm qua trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Thiết Hậu Sơn đọc quyết định bổ nhiệm xong, Phó Quốc Vân cũng không tỏ một chút thái độ nào đối với anh ta. Thái Phi cũng muốn tìm cơ hội báo cáo tình hình công tác của mình với bí thư phó, tuy nhiên căn bản là không có cơ hội. Phó Quốc Vân là bí thư tỉnh ủy, khó khăn lắm mới có cơ hội đến thành phố Đông Cống. Không nói đến các đồng chí vây xung quanh. Chính là các đồng chí ở tỉnh may mắn được đi cùng cũng không bỏ qua cơ hội ở gần gũi bí thư tỉnh ủy. Cho nên,
sao có thể đến lượt Thái Phi? Hơn nữa, ngày hôm qua bí thư dùng phần lớn thời gian nói chuyện phiếm với Diệp Phàm. Thái Phi thiếu chút nữa tức giận đánh vỡ cả chiếc bình ngũ vị. Thái Phi cũng đã hỏi thăm qua một số quan hệ ở tỉnh, tại sao lại có sự thay đổi này. Nhưng cuối cùng cũng không hỏi thăm được gì, chỉ biết là Diệp Phàm được Chủ tịch Trúc đề cử, hơn nữa còn được Vi Lý Quốc ủng hộ. Thái Phi cũng suy tư không ít, cho rằng Chủ tịch Trúc đã có giao dịch gì đó với Phó Quốc Vân. Có lẽ là vì việc lớn khác nên Phó Quốc Vân tạm thời phải từ bỏ anh ta. Nếu không phải thái độ của Phó Quốc Vân thì Thái Phi quyết định đối đầu với Diệp Phàm một phen. Đừng tưởng rằng ở tỉnh tuyên bố xong thì cậu chính thức là nhân vật số một của Đông Cống. Còn phải xem cậu có bản lĩnh ngồi chắc ở vị trí này không. Đến lúc đó chính cậu không có năng lực, không khống chế được tình hình Đông Cống. Cấp trên cũng không giúp nổi cậu. Cuối cùng chỉ là người không có khả năng. Ngay cả Chủ tịch Trúc cũng không thích người vô dụng như vậy. Thật ra, đêm qua khi về nhà Y Cao Vân cũng đã hỏi Tằng Cửu Thiên. Câu trả lời của Tằng Cửu Thiên cũng không khác gì lắm. Nói Diệp Phàm là do Chủ tịch Trúc đề xuất, mà thái độ của Phó Quốc Vân không rõ ràng, còn nguyên nhân cụ thể thì Tằng Cửu Thiên cũng không biết. Sao hôm nay bí thư lại thể hiện thân thiết với Diệp Phàm như vậy? Y Cao Vân không kìm nổi hỏi. Thể hiện cho có thôi. Tằng Cửu Thiên hừ một tiếng, nhìn Y Cao Vân một cái rồi nói tiếp. Cao Vân, ông nghĩ lại xem, mặc kệ Diệp Phàm là ai đề cử, số phận hắn là do tỉnh ủy Tây Lâm chúng ta quyết định. Hắn luôn là viên tướng tài của bí thư phó có đúng không nào? Phó Quốc Vân tỏ một chút thái độ, có lẽ cũng là muốn lấy lòng Diệp Phàm một chút. Thứ hai, cũng để các cán bộ Đông Cống nhìn vào đấy, thể hiện bí thư tỉnh ủy quan tâm đến cấp dưới. Và lại Cao Vân, không phải là tôi nói ông. Trong khoảng thời gian này ông xem, Diệp Phàm người ta làm ra thành tích oanh liệt, còn ông thì làm ra cái quái gì? Như nhà máy đường Dương Xuân và tập đoàn Vinh Quang vốn là hai cục diện rối rắm. Đáng buồn là người ta lại có thể biến đồ bỏ thành của quý. Hiện tại lại thành ra phát đạt, hơn nữa việc xây dựng trung tâm thành phố Đông Cống cũng làm tốt lắm. Giống như thần tiên khắp nơi đều đến giúp đỡ. Ông xem, tận Thủy Châu còn chạy đến để giúp đỡ xây dựng sân vận Đông. Chủ tịch thành phố Tân Môn cũng đến. Đây chứng minh cái gì nào, người ta có quan hệ sâu, chỗ dựa vững chắc, triển vọng rộng mở. Mạng lưới quan hệ ổn và dày. Đó là việc chủ tịch thành phố phải làm. Tôi lúc đó là quyền chủ trì công tác của thành ủy, là quản lý việc đảng. Cũng không thể ra mặt vung tay múa chân có phải không? Nếu làm như vậy các anh sẽ phê bình tôi can thiệp vào công tác của chính quyền có phải không? Y Cao Vân cảm thấy mình bị oan. Thôi vậy, Diệp Phàm chỉ là quyền chủ trì công tác của thành ủy. Cấp trên cũng không có nói là hắn nhận chức bí thư. Đừng nhìn thực quyền là giống nhau, chỉ là chữ đầu không giống. Nhưng trong việc nhân sự của đảng, lại hoàn toàn khác biệt. Nếu Diệp Phàm là quyền bí thư thành ủy, thì sau này hắn tám phần có thể thuận lợi thăng chức. Nhưng còn quyền chủ trì công tác thành ủy thì không nhất định đã rơi vào tay hắn. Sau này, để ông thăng chức thẳng chứ không cần phải tạm quyền nữa. Tôi nghĩ việc này là Phó Quốc Vân tạm thời chơi đùa một chút. Chỉ là vờ đáp ứng để đối phó với Trúc Nham Phong thôi. Cao Vân, sau này ông vẫn có cơ hội. Trong công việc cứ cố gắng thì nhất định sẽ có cơ hội. Tằng Cửu Thiên nói đến đây, vỗ vỗ vai Y Cao Vân mà không nói gì thêm nữa. Vậy tôi đây không cần khách khí nữa. Y Cao Vân hừ một tiếng. Ha ha, vẫn phải chú ý đoàn kết. Tằng Cửu Thiên thản nhiên cười xoay người đi. Khởi công, đó không thể gọi là khởi công, chỉ là khởi động. Bây giờ còn đang trong giai đoạn giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, hiện giờ tôi có một ý tưởng mới. Muốn nói để các đồng chí thảo luận một chút. Diệp Phàm nói. Ý tưởng mới của bí thư Diệp chắc chắn là tốt rồi. Chúng tôi hoan nghênh chỉ thị của bí thư Diệp. Lúc này Cam Thủy Hưng có cơ hội để cổ vũ Diệp Phàm bèn vỗ tay đầu tiên. Trưởng ban tuyên giáo Y Thanh Liên và Giang Khải cũng vội vàng vỗ tay. Tuy nhiên, Diệp Phàm phát hiện, tiếng vỗ tay trong phòng hội nghị cũng không lớn lắm. Có lẽ ngoài Cam Thủy Hưng, Y Thanh Liên và Giang Khải thì các đồng chí khác chỉ là làm qua loa thôi. Vỗ tay đều không ra tiếng. Diệp Phàm cũng không buồn, bình tĩnh nhìn mọi người một cái, giơ tay ra hiệu dừng, đợi tiếng vỗ tay ngừng hẳn. Hắn lập tức vẻ mặt đau buồn, chỉ thiếu chút nữa là đôi mắt đã đỏ hoe, giọng đầy xúc động nói. Thưa các đồng chí, lão bí thư Vi của chúng ta một lòng vì công việc,
vì đảng vì nhân dân mà phục vụ. Ông ấy làm việc nhiều đến mức bị ung thư, ông ấy đã đi rồi. Tuy nhiên, trước khi đi ông ấy vẫn hy vọng chúng ta có thể xây dựng trung tâm thành phố Đông Cống thật tốt. Ông ấy nói, không muốn người ngoài coi thành phố cấp 3 như chúng ta là một thị trấn nhỏ ở phía Nam. Chúng ta ngồi ở đây đều không thấy vinh dự gì. Nói đến đây Diệp Phàm phát hiện mọi người cũng đang đồng cảm. Xem ra chiêu bài bi lụy này còn có chút cuốn hút. Sau đó hắn nói tiếp. Chúng ta có một trọng trách lớn trên vai, lão bí thư vẫn đang dõi theo chúng ta ở trên trời. Cho nên chúng ta phải hết sức tiết kiệm chi tiêu, tính toán tỉ mỉ. Dành tiền để xây dựng các công trình và cơ sở hạ tầng. Chúng ta không xây dựng cơ sở hạ tầng, đường điện nước tốt thì nhà đầu tư sao có thể đến Đông Cống. Cho nên, tôi cho rằng, hoàn toàn có thể hợp nhất tòa nhà thành ủy và ủy ban nhân dân vào một chỗ. Như vậy khu đất trống kia có thể xây dựng cái khác. Ví dụ như có thể bán đấu giá, tiền có được dùng để xây dựng công viên. Để nhân dân có thể vui chơi, hoặc dùng để xây dựng cơ sở hạ tầng như đường dây tải điện chẳng hạn. Dù sao lợi ích cũng sẽ lớn hơn. Như vậy được sao? Y Cao Vân lạnh lùng lên tiếng. Sao lại không được? Diệp Phàm thản nhiên nhìn Y Cao Vân một cái hỏi. Tòa nhà thành ủy Đông Cống và tòa nhà ủy ban nhân dân thành phố Đông Cống hiện giờ cũng được xây cùng một chỗ. Lúc đó đã suy xét đến phát triển kinh tế địa phương mà xây như vậy. Dù sao, tòa nhà thành ủy ở các nơi cũng gần như thế. Nếu sát nhập lại, như là tòa nhà thành ủy đến tòa nhà ủy ban nhân dân đi, thì bên tòa nhà thành ủy sẽ vắng vẻ. Không ai đến văn phòng thành ủy, cơ sở hạ tầng cũng sẽ bị hư hỏng dần. Đến lúc đó, sẽ thành trở ngại cho việc xây dựng trung tâm thành phố Đông Cống. Làm cho đô thị phát triển không cân bằng, làm sao có thể phát triển thành phố. Y Cao Vân cũng có cái lý của riêng mình. Hiện giờ mở rộng nội thành cũng rất nhiều vấn đề, ví dụ như thành phố chuẩn bị mở rộng nhưng dân không muốn ra sống ở phía đông nên chung cư xây dựng xong cũng không ai ở thì sao có thể đạt được mục tiêu mở rộng. Cuối cùng, chính quyền đã nghĩ ra một cách, ví dụ như đem một số phòng chuyên môn như cục công an, trường trung học và bệnh viện ra đó. Ha ha, người không đi chữa bệnh sao, không muốn đến trường cũng phải đến, có việc báo công an cũng phải đến phía đông. Đến lúc đó mọi người tất nhiên cũng tự có xu thế di rời. Ha ha, tôi đã cho người điều tra qua, căn bản là không ảnh hưởng. Hơn nữa, sự thật thì địa điểm của ủy ban nhân dân thành phố quá lớn, lớn hơn địa điểm của thành ủy. Sát nhập vào cùng một chỗ là việc hoàn toàn có thể. Hơn nữa, mặc dù là sát nhập nhưng cũng không phải trong cùng một tòa nhà, hoàn toàn sẽ có khoảng không riêng. Ví dụ như một bên phía bắc một bên phía nam cách nhau khoảng 100 mét. Ủy ban nhân dân thành phố chúng ta theo kiến trúc dân tộc Choang. Có 5 phần kinh phí là do thành phố Thủy Châu quyên tặng. Cho nên, hợp lại chắc chắn sẽ lớn hơn một chút. Mà địa điểm xây dựng tòa nhà thành ủy có vị trí cũng rất phù hợp để xây dựng công viên. Diệp Phàm nói. Chương 1917, bị ổi. Đúng rồi, Bí thư Diệp, tòa nhà thành ủy không phải là sát với Ngũ Long Sơn sao? Nếu muốn mở một công viên thì có thể xây dựng và khai thác nó cùng lúc với Ngũ Long Sơn. Lúc này trưởng ban tổ chức cán bộ Cam Thủy Hưng lên tiếng. Đúng vậy, Ngũ Long Sơn là cảnh đẹp hàng đầu Đông Cống chúng ta. Nhưng chỉ là do chính quyền không có năng lực khai thác phát triển thôi. Giống như Ngũ Long Sơn thì Ngũ Long Vọng Nguyệt, Tiên Hầu Thâu Đào, Mai Khê Toàn Vũ cảnh sắc đều rất đẹp. Hơn nữa cũng khá có danh tiếng ở địa phương. Không ngờ trưởng ban thư ký mãi nói ra lời chân thật đến quên hết mọi chuyện. Làm hại Y Cao Vân phải trừng mắt nhìn cô. Lý Tinh Tinh vừa thấy ánh mắt của Y Cao Vân thì chu mồm lè lưỡi cuối cùng không dám nói nữa. Ừ, nếu có thể xây dựng trên mảnh đất trụ sở của thành ủy một khu cảnh quan mở kết hợp giữa nhà khách thành ủy và nghiệp đoàn khách sạn thì tốt biết mấy. Đi chơi khu Ngũ Long Sơn chúng ta không thu vé vào cửa. Chủ yếu là làm lợi cho dân. Tuy nhiên, nghỉ lại buổi tối cần phải thu tiền phòng trọ đúng không nào? Như vậy, vừa làm đẹp cho Đông Cống, Ủy ban Nhân dân thành phố chúng ta cũng kiếm được một khoản tiền. Tại sao không làm? Hơn nữa, lãnh đạo cấp trên có xuống muốn ở lại đây thì cũng có thể đến Ngũ Long Sơn leo núi. Đương nhiên, bên trong khách sạn còn có thể tạo nên những phòng chuyên dụng cho việc chiêu đãi. Lúc này Y Thanh Liên cũng mạnh miệng đề nghị. Thành phố Đông Cống chúng ta đến cái công viên để đi dạo cũng không có. Thật sự rất xấu hổ.
mấy đứa con của tôi đến đây nghỉ ngơi đều nói không thích. Ban đầu muốn đưa chúng nó đến đây ở, tuy nhiên, sau lại gác lại. Nếu thật sự xây dựng khu Ngũ Long Sơn mở rộng ra thành công viên, Tiền Đào Quốc tôi đồng ý cung cấp máy xúc và thiết bị quân dụng. Ngoài ra, phân quân khu cũng có mấy đơn vị bộ đội, có thể hỗ trợ. Về nhân lực cũng xin sẵn sàng. Không thể tưởng tượng được đề nghị này đã làm xúc động lòng người. Ngay đến cả người chưa bao giờ lên tiếng như Tư lệnh Tiền Đào Quốc cũng đã lên tiếng, thật sự là một dấu hiệu tốt. Tư lệnh Tiền hỗ trợ thật hào phóng. Diệp Phàm tôi thay mặt thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố có lời cảm ơn. Diệp Phàm vội vàng nói vậy, nhanh chóng muốn quyết định ngay việc này. Cho dù là Tiền Đào Quốc sau này muốn đổi ý cũng không cho y cơ hội đó. Đều là đồng chí với nhau, có chăng là nên thế. Tôi cũng là một phần tử của thành phố Đông Cống. Thành phố Đông Cống đẹp lên, tôi cũng được vinh dự đúng không nào? Tiền Đào Quốc nói. Đề nghị của Diệp Phàm, 10 ủy viên thường vụ dưới sự tác động của Cam Thủy Hưng và Y Thanh Liên. Cộng thêm sự phụ họa của Tiền Đào Quốc và Lý Tinh Tinh. Đã có 5 vị đồng ý phương án này. Bên kia chỉ còn lại 5 phiếu. Cho dù có toàn bộ phản đối thì cũng chỉ đạt tỷ lệ 50-50. Đương nhiên, không quá bán thì phương án này vẫn không thể thông qua. Còn phải ném ra một viên đạn bọc đường. Diệp Phàm thầm hừ một tiếng nói. Như vậy đi, nếu việc khai thác phát triển Ngũ Long Sơn thật sự có thể tiến hành, tôi thấy người có thể đảm nhiệm tổng chỉ đạo việc khai thác phát triển kia chính là Phó Chủ tịch thành phố Quách Tắc Quân. Gần đây tôi phụ trách công tác nhà máy đường, bận nhiều việc. Việc này cứ giao cho Phó Chủ tịch thành phố Quách. Việc này sao mà tôi làm được chứ? Quách Tắc Quân hơi do dự nói. Đừng khiêm tốn, Phó Chủ tịch Quách, nghe nói trước đây anh xuất thân từ ngành xây dựng đô thị. Nếu làm khai thác phát triển thì anh có kinh nghiệm, với việc xây dựng thành thì anh lại càng hiểu biết nhiều hơn. Cam Thủy Hưng nói, biết Diệp Phàm muốn làm gì, lão Cam liền ủng hộ không cần lý do. Các anh chắc không hiểu được. Khi còn đảm nhiệm cục trưởng cục du lịch, Phó Chủ tịch Quách của chúng ta vẫn hằng mong muốn xây dựng một khu du lịch. Đến hiện giờ vẫn chưa thực hiện được, tôi hy vọng Phó Chủ tịch Quách có thể đem địa điểm của tòa nhà thành ủy xây dựng thành một khách sạn thật sự. Diệp Phàm một lần nữa nặng tay như hạ lệnh. Vậy thì, tôi sẽ nhận nhiệm vụ này. Ngại quá, đến lúc đó làm không tốt thì các đồng chí cũng đừng chê cười tôi. Quách Tắc Quân còn chút ngại ngùng nhưng cũng đã đồng ý rồi. Thật ra. Hắn đã định nói ra từ trước, phải biết rằng, muốn mở một khu kinh tế mới về du lịch thì tiền phải từ ủy ban nhân dân cấp. Chỗ đó rất béo bở. Hơn nữa, còn để nhà khách và khách sạn cùng một chỗ. Nếu làm tốt, lãnh đạo cấp trên đến ở chắc chắn sẽ nhớ tên mình. Nếu làm cho lãnh đạo thoải mái, thì việc mình có thể được đề bạt cũng không phải không có hy vọng. Đồng chí Quách Tắc Quân cũng không thể không động lòng. Diệp Phàm hiển nhiên cũng biết điều này nên mới tung ra một viên đường lớn. Tin rằng lão Quách sẽ tiếc rẻ nếu buông tay. Còn Quách Tắc Quân và Thái Phi, Diệp Phàm tin rằng, giữa hai người họ chỉ là liên minh về lợi ích. Đứng trước lợi ích, Quách Tắc Quân tuyệt đối sẽ lựa chọn lợi ích. Hơn nữa, mối lợi này rất lớn. Quan hệ đồng minh không thể so sánh được. Quả là như thế thật. Tốt tốt, hôm nay chúng ta hãy quyết định việc này. Thành lập tổ chuyên trách chỉ đạo xây dựng công viên Ngũ Long Sơn. Do đồng chí Quách Tắc Quân đảm nhiệm tổng chỉ đạo, khu Ngũ Long Sơn còn bao gồm cả tòa nhà thành ủy, cho nên đồng chí Lý Tinh Tinh chắc chắn cũng phải tham gia. Đồng chí Lý Tinh Tinh đảm nhiệm chức phó tổng chỉ đạo thường trực, phối hợp giải quyết việc liên quan giữa thành ủy và ban chỉ đạo. Ủy ban nhân dân thành phố cũng cử Giang Khải đảm nhiệm phó tổng chỉ đạo, phụ trách tài chính. Diệp Phàm thuận miệng quyết định. Y Cao Vân và Thái Phi thoáng nhìn nhau, bất đắc dĩ chấp nhận. Bởi vì, thế cục đã mất, có phản đối cũng vô dụng. Tuy nhiên, trong lòng Quách Tắc Quân lại thầm mắng Diệp Phàm chơi xấu, mình. Không ngờ đã giao chức tổng chỉ đạo cho mình lại cử Giang Khải phụ trách mặt tài chính. Đây không phải là đặt một hạt cát trong mắt mình sao? Diệp Phàm nhìn Quách Tắc Quân một cái, thản nhiên mỉm cười. Thầm nói, về sau muốn tham chú mày cũng phải chú ý, đừng làm quá lớn. Tối hôm đó, tâm trạng Lý Tinh Tinh không thể nào tốt lên được. Không thể ngờ được hôm nay không cẩn thận lúc vui lên lại bỗng ủng hộ đề nghị của Diệp Phàm. Hơn nữa, vừa rồi khi rời khỏi phòng họp ánh mắt Y Cao Vân cực kỳ khinh bỉ. Lý Tinh Tinh biết trong lòng Y Cao Vân đã có suy nghĩ của ông ta về mình, ông ta rất khó chịu. Tuy nhiên,
Lý Tinh Tinh ngẫm nghĩ một chút lại có ý chờ mong. Trước kia quan hệ với Y Cao Vân cũng chỉ là hữu nghị. Cũng không thật sự về phe Y Cao Vân. Đúng lúc này điện thoại Lý Tinh Tinh vang lên, giọng em trai Lý Hướng Phong khá thất vọng. Chị, chuyện đề bạt của em lại thất bại rồi. Thất bại, sao lại thế? Không phải mọi chuyện đều đang tốt sao? Lý Tinh Tinh vừa nghi hoặc trong lòng lập tức trầm giọng xuống, vội vàng hỏi. Em trai sau khi tốt nghiệp đại học, cô đã phải mất rất nhiều công sức mới giúp cậu ta vào văn phòng tỉnh ủy công tác. Không thể tưởng tượng được công tác đã nhiều năm như vậy vẫn không được đề bạt. Đến bây giờ vẫn chỉ là một thư ký của văn phòng tỉnh ủy. Cũng không phải là thư ký riêng cho lãnh đạo mà chỉ là thư ký của văn phòng tỉnh ủy. Đương nhiên, những thư ký của văn phòng tỉnh ủy này chỉ mong có ngày lãnh đạo nhìn đến mình, trở thành thư ký chuyên trách cho lãnh đạo. Như vậy thì đã một bước lên trời. Ví dụ thư ký chuyên trách cho phó chủ tịch thường trực tỉnh. Anh ta đi theo ổng mấy năm rồi được về địa phương đảm nhiệm chủ tịch huyện hoặc bí thư huyện ủy là không có vấn đề gì. Thăng tiến nhanh hơn các đồng chí khác rất nhiều. Đây cũng là một con đường tắt để thăng quan. Em trai cô lúc trước cũng có quyết định này. Nhưng Đông Cống cũng quá hẻo lánh và lạc hậu. Thanh niên đều hướng đến cuộc sống ở thành phố không muốn trở về cũng là một nguyên nhân. Lúc đó Lý Tinh Tinh cũng muốn em trai có thể được một vị lãnh đạo tỉnh nào đó chọn làm thư ký. Chính cô cũng có thể được thơm lây. Không thể tưởng tượng được em trai cô rất không gặp may. Vài năm sau chẳng những không có vị lãnh đạo nào mời làm thư ký chuyên trách. Mà cấp bậc cũng không tiến lên. Đến bây giờ cũng chỉ là nhân viên quèn. Lý Tinh Tinh tuy rằng ở thành phố Đông Cống có chút năng lực. Nhưng ở văn phòng tỉnh ủy thì Lý Tinh Tinh không có cửa gì. Ban đầu trưởng phòng Trương ở văn phòng tỉnh ủy nói là được. Nhưng sau đó lại nói có chút phức tạp. Lý Hướng Phong nói. Có phiền toái gì? Hôm đó tôi đã đến thăm hỏi gia đình trưởng phòng Trương rồi mà. Ông ta cũng trả lời rõ ràng là cậu đã công tác 5 năm, cũng đã đến lúc nên đề bạt. Hơn nữa, điều kiện đề bạt của cậu đều tốt. Lý Tinh Tinh hừ nói. Trưởng phòng Trương chính là trưởng phòng thư ký tỉnh ủy Trương Chính Kiều. Cũng là lãnh đạo trực tiếp của Lý Hướng Phong. Trưởng phòng Trương nói là việc này ông ấy đã nói chuyện với trưởng phòng nhân sự Kiều. Hơn nữa, cũng đã đề cử em. Tuy nhiên, cạnh tranh với em có mấy người, như Lôi Kim của phòng tổng hợp, nhưng thực lực của mấy người đó cũng không bằng em. Mà trưởng phòng Trương nói phiền toái thì em cũng đã hỏi ông ấy. Ông ấy không tiện nói. Tuy nhiên ông ấy có ám chỉ hình như có vị lãnh đạo nhắc trước là ông ấy có người thân muốn đi lên. Cho nên, chuyện của em đã thất bại. Lý Hướng Phong phẫn nộ nói. Em không hỏi trưởng phòng Trương sao? Chẳng lẽ không có cách nào khác sao? Lý Tinh Tinh cũng có chút nóng nảy. Nếu lúc này em trai mất đi cơ hội thì sau 30 tuổi càng khó được đề bạt. Em mời trưởng phòng Trương uống rượu. Khi uống nhiều ông ấy có nói một câu. Nói là chỉ cậu gần quan được ban lộc. Sao không đi tìm nước gần mà lại đến tìm ông ấy? Lý Hướng Phong nói. Sao lại nói đến tôi? Nước gần, tôi có nước gần nào nhỉ? Lý Tinh Tinh thì thầm vài câu suy nghĩ. Chị, em đã đoán ra rồi. Lý Hướng Phong nói. Nói mau, rông dài cái gì nữa? Lúc này rồi mà vẫn chưa hết tật rông dài. Lý Tinh Tinh tức giận hừ nói. Thành phố Đông Cống không phải có đồng chí Thái Phi được điều từ tỉnh ủy về sao? Trước kia vẫn là phó chủ nhiệm phòng nhân sự. Hơn nữa, em nghe nói bí thư Thái còn được bí thư phó rất yêu quý. Lý Hướng Phong nói. Cậu vòng vo một hồi như vậy có phải muốn tôi van xin Thái Phi hộ đúng không? Lý Tinh Tinh bừng tỉnh ngộ. Có lẽ ban đầu chuyện này cũng không có gì phiền toái. Phiền toái chỉ là do con người tạo nên thôi. Người này có thể là đồng chí Thái Phi mới được điều đến. Người này đơn giản là muốn mình chủ động tiếp cận anh ta. Lửa giận tràn ngập trong lòng Lý Tinh Tinh, thầm nói, Thái Phi anh muốn lôi kéo tôi cũng không cần phải dùng thủ đoạn này làm khó dễ em tôi. Thật là bỉ ổi. Chương 1918, Phí Thanh Sơn có chuyện. Lý Tinh Tinh tuy là phụ nữ, nhưng tính cách mạnh mẽ. Bị Thái Phi cho một đòn, hơn nữa lại nhớ đến ánh mắt khinh thường của Y Cao Vân. Trong nháy mắt Lý Tinh Tinh đưa ra một quyết định thay đổi cực lớn. Miệng cô cứ liên tục lẩm bẩm. Là các anh ép tôi chỉ có một người em trai. Nói xong lời này, Lý Tinh Tinh xuống tầng, gọi taxi đi. Diệp Phàm cảm thấy thời tiết hôm nay rất tốt, trời cao trăng sáng,
xe vừa dừng lại trước cửa thì nhận được điện thoại của trưởng ban thư ký thành ủy Lý Tinh Tinh mời mình đến Hồi Dương Các ăn thịt dê chính cống của Tân Cương. Diệp Phàm tất nhiên là đồng ý, đây là Lý Tinh Tinh ra tín hiệu với mình, cho nên, hắn không chút do dự, quay người lái xe thẳng đến Hồi Dương Các. Xe vừa dừng ở Hồi Dương Các thì phát hiện một cô gái mặc váy đứng ở bãi cổ. Diệp Phàm hơi ngạc nhiên vì thường ngày Lý Tinh Tinh đều mặc âu phục, rất ít khi thấy cô mặc váy. Vẻ mặt Lý Tinh Tinh bình thường nhưng dáng người cao ráo. Hiện giờ lại mặc váy nên vẫn có chút thú vị. Hai người mỉm cười bắt tay. Tôi thật ra mới đến đây lần đầu tiên, nghe nói rất nổi tiếng. Từ đồ gia vị đến thịt dê đều là sản phẩm chính cống Tân Cương. Diệp Phàm nhìn tòa nhà ba tầng mang đậm phong cách xây dựng Tân Cương cười nói. Vâng, ông chủ mất rất nhiều công sức, dê cũng được vận chuyển từ Tân Cương đến. Đầu bếp và nhân viên phục vụ đều là người Tân Cương. Canh thịt dê thui, thịt dê nướng, toàn là những món ăn nổi tiếng của Hồi Dương Các. Cả những món này cũng được nấu theo phong cách Tân Cương. Người Đông Cống chúng ta thích nơi này, chính là thích cái hương vị lẳng lơ của loài dê. Lý Tinh Tinh cười nói cùng Diệp Phàm bước vào phòng. Bí thư Lý, có thể đem đồ ăn lên chưa ạ? Lúc này một người dáng vẻ người Tân Cương cung kính đi lên cười nói. Người này nhìn Diệp Phàm hơi sửng sốt xong lập tức cơ mặt co giật vài cái. Diệp Phàm hiểu, có lẽ người này nhận ra mình nên kinh ngạc. Ông chủ Mục, hôm nay tự ông xuống bếp đi, nếu canh không ngon tôi sẽ giận đó. Giọng Lý Tinh Tinh lúc này như giọng đàn ông, bởi vì Lý Tinh Tinh là quản gia của một thành phố. Bình thường chiêu đãi khách đều do cô chủ trì. Thật ra cô khá quen thuộc với người quản lý nhà hàng khách sạn. Giám đốc khách sạn hoặc quản lý nhà hàng nào không muốn nịnh bợ một thần tài. Trong một năm một thành phố cấp 3 cũng có thể có được nhiều hay ít tiền mặt gì đó. Đương nhiên, trưởng ban thư ký tự đã mình đến, tôi cũng sẽ tự mình cầm đao ra trận, đảm bảo khiến cô hài lòng. Ông chủ Mục trong mắt hiện lên chút đắc ý, quay nhìn Diệp Phàm một cái. Ông chủ Mục là người Tân Cương. Diệp Phàm thản nhiên nói. Đúng vậy, thịt dê nhà họ Mục chúng tôi là hạng nhất ở Tân Cương. Nếu lãnh đạo không tin có thể đến ô lỗ Mộc Tề Uramji tìm hiểu. Chắc chắn có một nhà gọi là Hồi Dương Các. Đương nhiên nhà chúng tôi ở ô lỗ Mộc Tề lớn hơn Hồi Dương Các ở đây rất nhiều. Nếu nói theo tiêu chuẩn thì Hồi Dương Các của chúng tôi ở đó chỉ có thể xếp tiêu chuẩn 4 sao. Ông chủ Mục bắt đầu khoe khoang. Tốt lắm, ông chủ Mục. Sau này gặp thì ông gọi anh ấy là Diệp Phàm là được. Ông nhanh mang lên đi, chúng tôi đang chờ để nhấm nháp. Lý Tinh Tinh khoát tay xua ông chủ Mục ra, hai người sau đó đi vào phòng riêng. Trà sữa được mang lên, hai người vừa nhấm nháp chút trà sữa vừa nói chuyện. Sau khi uống xong một ly trà, Lý Tinh Tinh nhìn Diệp Phàm một cái nói. Bí thư Diệp, chúng ta không phải là người làm ăn nhưng hôm nay tôi muốn trao đổi mua bán một chút. Hóa ra là như vậy, có mua bán là có lợi nhuận. Diệp Phàm cười nói. Hắn cũng không nghĩ Lý Tinh Tinh sẽ nói trắng ra như thế. Thật sự cô ta đã khiến Diệp Phàm hơi ngạc nhiên. Em trai tôi Lý Hương Phong đang làm ở phòng thư ký của văn phòng tỉnh ủy. Lý Tinh Tinh không chút do dự nói chuyện của em trai ra. Một chức phó phòng có thể làm khó cô sao? Diệp Phàm nói. Lần này thật sự là làm khó tôi. Việc này tôi đã liên hệ. Tuy nhiên, gần đây nghe nói có chút thay đổi. Tôi đã suy nghĩ. Việc này chắc chắn có người muốn gây khó dễ. Tuy nhiên, có lẽ sức ảnh hưởng so với phó chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy cũng không kém gì. Anh nói một chút xem, đối địch với nhân vật như thế Lý Tinh Tinh tôi tự nhận là bất lực. Lý Tinh Tinh nói đầy ám chỉ. Ồ, Diệp Phàm gật gật đầu, suy nghĩ một chút. Nếu quả thật là một phó chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy gây khó dễ thì chuyện đề bạt thật sự là phiền phức. Hơn nữa. Văn phòng tỉnh ủy có phó chủ nhiệm là do phó trưởng ban thư ký kiêm nhiệm. Cho nên, việc này mặc dù là đối với hắn cũng không dễ dàng làm được. Và lại, văn phòng tỉnh ủy Tây Lâm hắn cũng không quen biết ai. Muốn giải quyết việc này, ít nhất phải tìm một người cấp bậc cao một chút. Ít nhất phải là trưởng ban thư ký tỉnh ủy. Mà trưởng ban thư ký tỉnh ủy Lâm Hồng, người này lại là phụ nữ, mình lại chưa gặp bao giờ. Đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không có cách. Chỉ cần nói với Trương Vệ Thanh của văn phòng Trung ương một tiếng. Để anh ta nói với Lâm Hồng giải quyết chuyện này. Chỉ có điều, vì một chức phó phòng mà nhờ đến Trương Vệ Thanh, Diệp Phàm có cảm giác như đại pháo đánh mũi không có lời lãi gì ở đây.
chi bằng bảo Hướng Phong về Đông Cống. Tôi sắp xếp cho cậu ấy công tác tại văn phòng thành ủy thì sao? Đến lúc đó không cần nói đến chức phó phòng, 2 năm nữa lên trưởng phòng cũng không thành vấn đề. Diệp Phàm nói, nó ngang bướng không chịu về, trước kia tôi đã nói với nó. Lý Tinh Tinh từ chối đề nghị của Diệp Phàm. Cô nhìn Diệp Phàm một cái, nói tiếp. Tôi chỉ có một đứa em trai như vậy, nếu tôi không thể giúp nó thì ai có thể giúp nó? Kể cả về nhà cũng bị cha mẹ cằn nhằn đến chết mất. Lý Tinh Tinh nhíu mày. Việc này rõ ràng luôn đi, nếu anh chịu cố gắng thì sau này tôi sẽ ủng hộ công tác của anh. Ha ha, để tôi hỏi trước xem sao đã. Diệp Phàm cười nói, cầm điện thoại gọi luôn. Nếu muốn thu phục Lý Tinh Tinh thì làm ngay việc sâu hàng mới được. Thoạt tiên là ân cần hỏi thăm. Thứ trưởng Thiết, hôm qua anh cũng không chịu ở lại, tôi còn muốn uống với anh vài chén. Là cậu Diệp à, tôi muốn ở lại, chỉ có điều công việc bận quá. Có rất nhiều việc phải làm, không thể rời đi được. Nếu không lần sau cậu lên tỉnh, tôi mời cậu được không? Phó trưởng ban thường trực ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Thiết Hậu Sơn cười ha hả nói, thật ra đã xuất chiêu đổi khách thành chủ. Ngày hôm qua Phó Quốc Vân vô cùng thân thiết với Diệp Phàm khiến Thiết Hậu Sơn thiếu chút nữa tức nổ con mắt. Vốn tưởng chủ tịch Trúc ra sức ủng hộ Diệp Phàm, không thể ngờ bí thư Phó Quốc Vân cũng nhiệt tình với Diệp Phàm như thế. Việc này khiến Thiết Hậu Sơn luôn suy nghĩ lý do vì sao. Nhưng lão Thiết buồn bực cả ngày cũng không nghĩ ra được tại sao. Tuy không nghĩ ra là tại sao nhưng Thiết Hậu Sơn cũng vẫn tỏ thái độ thân mật với Diệp Phàm. Cuối cùng Thiết Hậu Sơn kết luận luôn một lý do, đó là nhà họ Kiều đã đánh tiếng với bí thư phó. Bởi vì lần trước Kiều Hoành Sơn ra tay giúp bạn tốt Y Định Giang chính là do Diệp Phàm trực tiếp làm. Thiết Hậu Sơn tin rằng Diệp Phàm chắc chắn có quan hệ với nhà họ Kiều ở Bắc Kinh. Lần này thái độ của Phó Quốc Vân thay đổi lớn càng củng cố cho niềm tin đó của lão Thiết. Trưởng ban Hậu Sơn mời khách đương nhiên là tôi phải tới rồi. Không ăn hết không về. Diệp Phàm cố ý đùa. Những câu này tất nhiên là cố ý nói để Lý Tinh Tinh nghe. Diệp Phàm còn sợ Lý Tinh Tinh không biết Thiết Hậu Sơn là ai, cuối cùng còn nói rõ trưởng ban Hậu Sơn. Quả nhiên, nghe nói Thiết Hậu Sơn muốn mời Diệp Phàm ăn cơm, Lý Tinh Tinh không khỏi chớp mắt vài cái. Tốt lắm, ông em đến tỉnh thành chỉ cần gọi điện thoại cho tôi là được. Thiết Hậu Sơn nói. Được. Diệp Phàm trả lời rồi dừng một chút mới nói tiếp. Trưởng ban Hậu Sơn. Lần trước nói chuyện phiếm với anh hình như anh có nói bạn thân của anh đang làm giám đốc sở nhân sự tỉnh có cần một thư ký. Không biết giám đốc Cổ đã tìm được người thích hợp chưa? Vẫn chưa tìm được, cậu cũng biết, làm lãnh đạo rất coi trọng thư ký. Thư ký chẳng khác nào bà xã. Nếu gặp phải thư ký không biết gì không phải là tự tìm phiền toái sao. Cho nên, lão Cổ vẫn đang tìm, thư ký tìm quá là khó đi. Thiết Hậu Sơn không ngờ thở dài. Diệp Phàm thầm nhủ, thư ký là một phần của lãnh đạo không quan tâm có được không? Thiết Hậu Sơn hỏi, sao thế, cậu đã chọn được người thích hợp có phải không? Thích hợp hay không tôi không rõ, tuy nhiên, thực ra có một người là Lý Hướng Phong, hiện tại đang công tác tại phòng thư ký văn phòng tỉnh ủy. Tốt nghiệp Đại học Sư phạm ngành ngôn ngữ Trung. Diệp Phàm nói qua về Lý Hướng Phong. Cậu Diệp, việc này tôi nói không tính được. Phải 2 người họ gặp nhau mới được. Như vậy đi, chúng ta chọn thời gian gặp nhau, đến suối nước nóng Dũng Sơn ngâm nước nóng nhé. Thiết Hậu Sơn nói. Cứ như thế đi anh Sơn. Nếu Thiết Hậu Sơn đã mấy lần gọi mình là cậu Diệp. Diệp Phàm cũng không tiếc gì gọi một tiếng anh Sơn. Tốt lắm, cậu cứ chọn thời gian, tôi nói với lão ấy một tiếng. Thiết Hậu Sơn cười nói, nghĩ một chút. Như vậy đi, nếu giám đốc Cổ không hài lòng với Lý Hướng Phong. Tôi nghĩ, nếu cậu không chê ban tổ chức cán bộ chúng tôi thì tôi có thể chuyển cậu ta đến chỗ tôi. Đúng là anh Sơn nghĩ quá chu đáo. Tôi thay mặt Hướng Phong cảm ơn anh. Diệp Phàm nói, sau khi gác điện thoại liền nói qua với Lý Tinh Tinh. Trong chuyện này Thiết Hậu Sơn có vẻ rất chủ động, cũng không hỏi quan hệ giữa Diệp Phàm và Lý Hướng Phong. Tất nhiên, hai bên đều hiểu nên không cần nói ra. Về đến nhà không lâu, Phí Nhất Độ gọi điện thoại đến hỏi. Đại ca, bác cả muốn hỏi anh một chút, luận võ với nhà Hoành Đoạn lui lại mấy tháng có được không? Lui lại, sao lại lui lại? Diệp Phàm kinh ngạc cảm thấy có khả năng có thay đổi liền hỏi. Việc này là do nhà họ Đoạn đề xuất, bọn họ lấy lý do là bà nội mới qua đời. Tuy nhiên,
chúng tôi đã điều tra qua. Thật sự là có chuyện đó. Nhưng, hiện giờ cách thời gian luận võ cũng còn gần một tháng. Sao phải đổi ngày, một tháng lo hậu sự cũng có thể đúng không? Sau đó qua điều tra mới biết, nhà Hoành Đoạn đang luyện tập một loại võ công bí mật. Gọi là Brokeback Mountain, một bộ phim nổi tiếng về đồng tính luyến ái nam. Nghe nói món võ công này người công lực đạt đến bát đẳng mới có thể luyện tập. Đây cũng không phải của nhà Hoành Đoạn mà vốn là của nhà cửu điền tử Hisada. Hisada ngại gia quy nên cả đời giấu biệt, đến chết mới chịu đem ra. Phí Nhất Độ nói. Chương 1919, để chúng tôi tìm hiểu một chút. Hóa ra là nhà gái mang đến. Món võ công đoạn bối sơn đó rốt cuộc thế nào, đã tìm hiểu qua chưa? Diệp Phàm cũng nghiêm túc hẳn lên. Nếu có thể khiến nhà Hoành Đoạn phải đổi ngay thì món võ đoạn bối sơn đó có vẻ thật sự lợi hại. Loại bí thuật này sao họ có thể cho anh tìm hiểu được? Tuy nhiên, chúng tôi đã nghe được một chút truyền thuyết của một người bà con xa của lâu điền tử Hisada. Nói là đoạn bối sơn khi sử dụng có thể dùng bàn tay không đánh ngập vào đá núi, khiến đá núi gãy ngay. Đây đương nhiên là do họ thêu dệt nên. Tuy nhiên, nếu theo truyền thuyết đó thì nó cũng khá là lợi hại. Ý của bác cả là nếu không có gì thay đổi, chúng ta sẽ từ chối yêu cầu của họ. Ít nhất, trong thời gian ngắn họ sẽ không luyện được đoạn bối sơn đến mức lợi hại, như vậy cũng tăng được tỷ lệ thắng lợi cho bên chúng ta. Đương nhiên, từ chối như vậy có vẻ như chúng ta không đủ sức. Với tình tình của bác cả thì không muốn từ chối, mà muốn tìm hiểu một chút về độ mạnh yếu của đoạn bối sơn. Tuy nhiên, bác cả cảm thấy việc này vẫn nên hỏi cậu một chút, để cậu quyết định. Phí Nhất Độ nói, vậy để chúng ta tìm hiểu một chút về sự lợi hại của đoạn bối sơn. Tuy nhiên, bọn họ nói chậm lại mấy tháng. Diệp Phàm hừ nói, trong lòng cũng đã có quyết định của chính mình, bởi vì, từ trận chiến trong trang viên lần trước Diệp Phàm dần dần đã lấy được một chút kinh nghiệm từ Can Tương. Hiện tại đã có thể khống chế sử dụng nội công điều khiển thanh kiếm Can Tương này đâm xuyên qua vật thể trong khoảng cách ngoài 1 mét. Đừng nghĩ Can Tương chỉ là một miếng bạc. Nhưng dưới sức mạnh của nội kình thì còn sắc bén hơn so với hợp kim cứng nhất. Diệp Phàm liền khiển Can Tương cắm phập vào một khối đá hoa cương rất cứng, vậy mà cảm giác cứ như cắm vào quả dưa. Nếu có thể cho hắn nửa năm thời gian có lẽ là khả năng công kích của Can Tương có thể đạt đến phạm vi 6-7 mét. Nếu hơn thế thì càng tốt. Có lẽ là muốn lui đến tháng 5 tháng 6 sang năm. Phí Nhất Độ nói. Được, cứ để họ thay đổi đi. Diệp Phàm nói. Bác cả cũng mong cậu dù bận nhiều việc công tác nhưng cũng đừng quên luyện công. Việc này nếu có thể thì đừng giảm bớt mật độ luyện tập. Phí Nhất Độ nói. Yên tâm, luyện công thì tôi mỗi ngày đều luyện. Hiện tại đã hình thành thói quen. Một ngày không luyện thì cơ thể thấy ngứa ngáy. Diệp Phàm cười nói. Gần đây sao không thấy anh gặp đại tiểu thư của nhà họ Kiều? Có phải là có mâu thuẫn gì không? Lúc này Phí Nhất Độ lại đùa. Cậu nhóc cậu đang hy vọng thế có phải không? Diệp Phàm tức giận hừ nói. Cũng không phải là thế, em thật sự hy vọng đại ca và đại tiểu thư nhà họ Kiều có thể ngủ chung một phòng. Phí Nhất Độ cười gượng một tiếng, giọng nói rất bị ổi. Không cần cậu phải quan tâm, bố đã sớm làm việc với cổ rồi. Diệp Phàm đắc ý hừ nói. Đã làm rồi cơ à, lợi hại thật. Phí Nhất Độ ngạc nhiên không thể tưởng tượng Diệp Phàm sẽ nói trắng ra như vậy. Làm anh ta lại thành ra ngượng ngùng. Lý Tinh Tinh thật sự là người phụ nữ trời đánh. Đới Trung Cường cười nhìn Nông Cao Vân một cái bất mãn nói. Ừ, hôm nay nếu không phải cô ta ồn ào thì tôi thấy kế hoạch khai thác phát triển Ngũ Long Sơn của Diệp Phàm chắc chắn sẽ gặp trở ngại. Không thể tưởng tượng bị cô ta dụ dỗ nên Tiền Đào Quốc cũng cùng theo đến. Cũng lạ thật, Tiền Đào Quốc chưa bao giờ lên tiếng không ngờ hôm nay lại phá lệ. Hơn nữa có vẻ như đã trở thành cánh tay phải tương trợ Diệp Phàm. Chẳng lẽ Diệp Phàm đã kéo anh ta xuống nước? Lan Lập Quyền có chút ngạc nhiên nói. Tên họ Diệp này thật sự thâm độc, không ngờ lại giao việc khai thác phát triển Ngũ Long Sơn cho Quách Tắc Quân. Có lẽ hiện tại Thái Phi còn đang tức giận đến hộc máu. Đới Trung Cường vẻ mặt vui vẻ khi người khác gặp họa. Lợi ích trước mắt, quan hệ đồng minh chỉ là thứ yếu. Tôi cũng không nghĩ tới Quách Tắc Quân ngay lập tức đã đồng ý nhận việc khai thác phát triển Ngũ Long Sơn. Từ nay về sau có lẽ hai người Quách, Thái trong lòng sẽ khó chịu với nhau lắm, còn Lý Tinh Tinh có lẽ là không cố ý. Tuy nhiên,
dù không cố ý thì cũng phải gõ đầu ả một chút mới được. Hội nghị thường vụ đều phải tập trung tinh thần, tuyệt đối không thể vô ý mà để đối thủ nắm được điểm yếu, đánh một đòn mà thành công. Chuyện hôm nay cũng là tín hiệu cảnh báo cho chúng ta, sau này phải cẩn trọng mồm miệng hơn trong các cuộc họp. Bằng không, một khi nói ra rồi thì muốn thu hồi cũng khó khăn. Hơn nữa, Diệp Phàm rất giỏi nắm bắt điểm yếu của người khác. Còn Tiền Đào Quốc, nói anh ta bị Diệp Phàm kéo xuống nước là không có khả năng. Vì sao hôm nay biểu hiện tích cực như vậy, ha ha, vẫn là mấy chữ có lợi thì đến. Nông Cao Vân vẻ mặt đầy kinh nghiệm. Có lợi thì đến. Đới Trung Cường nhắc lại một câu, vẻ mặt khó hiểu nhìn Nông Cao Vân. Tất nhiên là chờ Nông Cao Vân giải thích. Nông Cao Vân nhìn hai người một cái, phát hiện Lan Lập Quyền vẻ mặt cũng giống như thế. Người này khẽ mỉm cười nói. Sau Ngũ Long Sơn là chỗ nào? Cửu Vân Lĩnh, không ai không biết. Đới Trung Cường nhìn Nông Cao Vân một cái không hề nghĩ ngợi thốt lên. Được, thông minh lắm. Nông Cao Vân giơ ngón tay cái lên đùa. Đúng, sau Ngũ Long Sơn 10 cây là Cửu Vân Lĩnh. Việc này toàn bộ nhân dân Đông Cống đều biết. Lão Nông, anh nói là có lợi thì đến có nghĩa là gì? Lan Lập Quyền có chút nóng nảy lớn tiếng hỏi. Bình tĩnh một chút đi. Nông Cao Vân giơ tay ra hiệu im lặng, nghĩ một chút mới nói. Các anh không nghe nói Cửu Vân Lĩnh muốn xây dựng địa điểm đóng quân của công binh bên công binh sao? Đương nhiên đã nghe nói qua, nhưng đó là chuyện của quân đội người ta, có quan hệ gì với Ngũ Long Sơn đâu? Đới Trung Cường chua mồm lè lưỡi nói. Ha ha, công binh tuy nói là do quân khu tỉnh quản lý nhưng cũng là do phân quân khu thành phố quản lý thay. Nếu muốn xây dựng nơi đóng quân ở Cửu Vân Lĩnh không phải cần rất nhiều tiền sao? Các cậu chẳng lẽ không biết? Cửu Vân Lĩnh là địa phương như thế nào sao? Rất hẻo lánh, giữa các thôn với nhau đường xá cũng không có. Phân quân khu phụ trách xây dựng địa điểm đóng quân chẳng khác nào là khai hoang. Nông Cao Vân nói. Tôi hiểu rồi. Lan Lập Quyền thản nhiên nói. Lão Lan, ngạc nhiên quá, anh hiểu được cái gì? Nông Cao Vân hỏi. Bọn họ muốn nhân cơ hội khai thác phát triển Ngũ Long Sơn để làm lực đẩy. Lan Lập Quyền cười nói. Tôi cũng không rõ, khai thác phát triển Ngũ Long Sơn là Ủy ban Nhân dân thành phố muốn làm, sao lại có lực đẩy để công binh mượn? Đới Trung Cường lập tức không hiểu hỏi. Lão Đới, anh thật sự là hồ đồ, không chịu thay đổi đầu óc suy nghĩ một chút. Lan Lập Quyền tức giận hừ nói. Đổi cái rắm, đầu óc có thể đổi sao, đổi không phải là mất mạng rồi à? Đới Trung Cường giọng còn lớn hơn cả Lan Lập Quyền, anh ta đã có chút tức giận. Tốt lắm, Lão Đới. Tôi nói anh nghe, nếu khai thác phát triển Ngũ Long Sơn có thể thành công, có phải là sẽ mở đường vào đó? Bây giờ thì đã rõ chưa? Nông Cao Vân nói. Anh muốn nói Tiền Đào Quốc mượn cớ để mở đường, cho nên mới cho mượn xe quân dụng. Đới Trung Cường cuối cùng cũng chui ra từ ngõ cụt. Chẳng những muốn mượn đường, tôi đoán, còn có thể yêu cầu Diệp Phàm kéo dài con đường đó. Trực tiếp làm đường từ Ngũ Long Sơn đến Cửu Vân Lĩnh. Con đường này có thể là một khoản kinh phí lớn. Xây dựng một con đường không có hơn chục triệu thì sao có thể làm được? Chủ ý của Tiền Đào Quốc rất hay. Có lẽ anh ta cũng đã được cấp trên cấp cho một khoản tiền. Bên này mượn đường của Ngũ Long Sơn, có thể giảm được hơn 10 triệu, cớ sao không làm có phải không? Nông Cao Vân thật sự là lợi hại, tầm nhìn rất độc đáo. Diệp Phàm sẽ ngốc như vậy sao? Tình hình kinh tế của thành phố chúng ta cũng không tốt. Muốn khai thác phát triển Ngũ Long Sơn không có mấy trăm triệu không làm được. Nếu không có nhà đầu tư đến đầu tư, muốn mở một công việc miễn phí, chính quyền hoàn toàn bỏ kinh phí ra. Ngay cả tòa nhà thành ủy đổi thành khách sạn có lẽ cũng không thu được đủ phí tổn. Cho dù có thu được thì cũng phải là nhiều năm sau. Lan Lập Quyền nói. Đúng vậy, quân khu muốn mượn một ít đường, ít nhất cũng phải có gì đó đúng không? Đới Trung Cường cũng nói. Hai cậu đều sai rồi. Nông Cao Vân lắc đầu. Sai. Đới Trung Cường thầm nhắc lại, hai người đều nhìn Nông Cao Vân chờ giải thích. Tiền Đào Quốc tuy nói bình thường không để ý đến chuyện của thành ủy nhưng tốt xấu anh ta cũng là một ủy viên thường vụ. Trong tay mỗi một ủy viên thường vụ đều có quyền hạn nhất định. Nếu có thể để Tiền Đào Quốc mượn được đường, thể hiện thiện ý với anh ta, sau này trong các cuộc hội nghị có thể có được sự ủng hộ của Tiền Đào Quốc có đúng không? Đây gọi là gì? Là vì lợi ích thôi. Nông Cao Vân hừ nói.
dùng tiền nhà nước để tạo quan hệ cá nhân thật sự là một cách tốt. Lan Lập Quyền hừ một tiếng. Chúng ta sẽ phá không cho phân quân khu thành phố mượn đường, nếu muốn mượn đường thì phải trả tiền. Vẻ mặt Đới Trung Cường đầy cay độc. Ha ha! Nông Cao Vân thản nhiên cười. Lam Tồn Quân cuối cùng vẫn không thể vào hội nghị thường vụ thành ủy. 10 ngày sau, ở tỉnh đã có phản ứng. Một người đang đảm nhiệm phó chủ tịch thành phố tên là Long Vi Quốc được điều đến Đông Cống đảm nhiệm phó bí thư quản lý kinh tế. Ở tỉnh có nói là để thúc đẩy tốc độ phát triển kinh tế của Đông Cống. Người này cùng xuống Đông Cống với phó trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Tằng Khải Minh, đơn giản gọn nhẹ trên chiếc Audi A4. Cùng đi với Tằng Khải Minh có một người thanh niên trẻ tuổi giống như thư ký. Nghe nói đó là Điền Nguyên, thư ký của Tằng Khải Minh. Mà Long Vi Quốc cũng rất giản dị, mặc một chiếc áo kiểu Tôn Trung Sơn màu xám, quần Âu cùng màu. Vẻ mặt cũng bình thường, nếu không ai biết có thể cho đây là một đồng chí hết sức bình thường. Sau bữa cơm chiều Kiều Thế Hào gọi điện thoại đến nói. Tiền Đào Quốc hình như có quan hệ với phó quân đoàn trưởng quân khu lĩnh Nam ở Thủy Châu của tập đoàn quân thứ hai. Yến Thành. Diệp Phàm nhắc lại, trong lòng hơi lo lắng, bởi vì hắn cùng Yến Thành có chút ân oán cũ. Tiền Đào Quốc chẳng lẽ là người của nhà họ Yến ở Bắc Kinh? Diệp Phàm hỏi. Cũng không rõ lắm, tôi đã tìm hiểu khá lâu, chỉ biết là quan hệ giữa Tiền Đào Quốc và Yến Thành không tồi. Nếu Yến Thành đồng ý ra mặt nói chuyện vậy thì việc anh có được sự ủng hộ của Tiền Đào Quốc trong thường vụ tỉnh ủy là không có vấn đề gì. Kiều Thế Hào nói. Có nghe nói có quan hệ gì khác không? Diệp Phàm vẫn chưa từ bỏ ý định, bởi vì, ân oán với Yến Thành đã kết rồi, căn bản là không thể tìm anh ta nói chuyện. Con đường này Diệp Phàm quyết định không đi rồi. Chương 1920, Tư lệnh quân khu tỉnh gặp mặt. Nếu thật sự muốn ra tay, chỉ có thể ra tay từ con của Tiền Đào Quốc. Kiều Thế Hào nhìn Diệp Phàm một cái nói. Cậu muốn nói chính là Tiền Hoài Viễn, nghe nói cũng công tác ở bộ nào đó có phải không? Diệp Phàm hỏi. Ừ, hiện đang đảm nhiệm phó trưởng phòng tổ chức ban tổ chức cán bộ huyện Ngưu Phượng ở Bắc Kinh. Kiều Thế Hào nói. Huyện Ngưu Phượng không phải là vùng ngoại thành của Bắc Kinh sao? Với bản lĩnh của Tiền Đào Quốc còn không thể đưa con về nội đô thành phố, sao có chuyện lạ thế? Diệp Phàm cảm thấy hơi kỳ lạ. Bắc Kinh là nơi tàng long ngọa hổ, ban tổ chức cán bộ thành ủy lại là đầm rồng hang hổ. Tiền Đào Quốc tuy nói có quan hệ không tệ lắm với Yến Thành của nhà họ Yến. Nhưng cũng không có nghĩa là Tiền Đào Quốc có thể đi vào mạng lưới quan hệ của Phó Thủ tướng Yến Vân. Có lẽ, Tiền Đào Quốc và Yến Thành chỉ là quan hệ cá nhân, cũng không phải quan hệ phe phái gì. Hơn nữa, một tư lệnh phân quân khu ở một thành phố cấp 3 hẻo lánh có năng lực gì trong mạng lưới quan hệ của nhà họ Yến? Mặc dù là trong mạng lưới cũng chỉ là kẻ chạy việc vặt, không ai đồng ý ra mặt nói chuyện vì anh ta. Mạng lưới phục vụ vì ai, bọn họ cũng phải nhìn xem anh có khả năng thăng tiến không, tiềm năng của anh có lớn không. Anh muốn mạng lưới ra sức vì anh, đó là không thể. Chỉ có khi anh tự đảm bảo rằng mình có mang lại lợi ích, họ sẽ thêm hoa dệt gấm vào thôi. Còn trông cậy vào họ giúp anh chỉ là chuyện cổ tích. Kiều Thế Hào nói. Nhưng có Yến Thành nói một câu, Tiền Hoài Viễn muốn đi xa Bắc Kinh tìm một vị trí tốt thì không khó chứ. Diệp Phàm nói. Không nhất định phải thế. Tuy nói Yến Thành là phó quân đoàn trưởng nhưng cũng chỉ ở tận tập đoàn quân thứ hai ở Thủy Châu. Nếu nói trong hệ thống quân đội, ở đại quân khu lĩnh Nam Yến Thành có thể nói mấy câu. Nhưng ở Bắc Kinh anh ta có là gì? Phó quân đoàn trưởng. Mười phó không bằng một trưởng, nếu anh ta có thể ngồi trên vị trí quân đoàn trưởng thì có lẽ còn có chút ảnh hưởng. Tuy nhiên, quân đoàn trưởng tập đoàn quân thứ hai Thủy Châu không phải vị trí tới tay tốt như vậy. Năm đó Triệu Côn nhà họ Triệu không phải đã nhòm ngó vị trí này sao? Mặc dù là có Triệu Bảo Cương hỗ trợ nhưng cuối cùng cũng không được. Triệu Bảo Cương đẩy con trai Triệu Sương Sơn ngồi lên vị trí bí thư của một tỉnh lớn như Việt Đông, sau đó cũng vào bộ chính trị. Mà Triệu Côn đã không quan tâm gì chuyện đó nữa. Đến tận bây giờ, Triệu Côn vẫn còn là phó quân đoàn trưởng tập đoàn quân thứ hai, cùng cấp với Yến Thành đó thôi. Anh nói xem Yến Thành có thể có tiếng nói gì trong thành ủy Bắc Kinh. Bí thư thành ủy Bắc Kinh là ủy viên bộ chính trị, cùng cấp với người cầm lái nhà họ Yến, phó thủ tướng Yến Vân. Mặc dù là chủ tịch thành phố Bắc Kinh cũng là ủy viên trung ương. Đến cả phó bí thư có ai không là đại biểu quốc hội. Sau lưng đều có những phe phái mạnh mẽ ủng hộ,
người ta không có quan hệ với nhà họ Yến, thì Yến Thành có nói người ta cũng không nghe. Kiều Thế Hào thản nhiên nói. Nói vậy cũng đúng, không cùng phe phái, mặc dù là một nhân vật nhỏ cũng dám khinh thường người khác phe. Yến Thành thực sự không là gì. Diệp Phàm nói. Cho nên, anh vẫn có cơ hội. Kiều Thế Hào cười nói. Cơ hội gì, đến Yến Thành cũng không có cơ hội giúp Tiền Đào Quốc, tôi chỉ là một quyền bí thư ở một góc rừng thì có thể làm được cái gì. Diệp Phàm tức giận nói. Không thể nói thế, Yến Thành không thể so được với anh. Anh còn có nhiều mối quan hệ tốt. Đừng cho là tôi không biết. Trưởng ban tổ chức cán bộ Bắc Kinh Kim Kha Dương trước đây đã từng ở Việt Đông với anh. Hơn nữa, Kim Kha Dương nghe nói còn là bạn học của chú hai. Kim Kha Dương có thể đến Bắc Kinh đảm nhiệm trưởng ban tổ chức cán bộ, tất cả đều là công sức của chú hai. Việc này, chỉ cần Kim Kha Dương gật đầu, hơn nữa lại cùng hệ thống. Giúp con trai Tiền Đào Quốc chuyển đến một vị trí tốt không phải là dễ như bỡn sao. Kiều Thế Hào cười như kẻ trộm, tất nhiên là thầm khinh bỉ người nào đó quá mức khiêm tốn. Ha ha, việc này cậu cũng biết rõ. Xem ra, mặc dù cậu đang ở Vịnh Lam Nguyệt nhưng tin tức cũng không đến nỗi chậm. Diệp Phàm nhìn Kiều Thế Hào một cái nói. Việc này có gì lạ đâu, Kim Kha Dương mỗi tháng đến nhà họ Kiều một lần, anh bảo tôi mù không nhìn thấy sao. Kiều Thế Hào bất mãn nói. Vậy tôi sẽ ra tay từ Tiền Hoài Viễn, nhưng cũng phải tìm một thời điểm thích hợp mới được. Diệp Phàm nói xong cúp điện thoại, trong lòng định sẵn thời điểm giúp Tiền Hoài Viễn để lấy lòng Tiền Đào Quốc. Diệp Phàm đang suy nghĩ thì điện thoại vang lên, vừa bốc máy không ngờ là giọng của Tiền Đào Quốc cười nói. Bí thư Diệp, đến phân quân khu ngồi một chút thì thế nào nhỉ? Ồ, tư lệnh Tiền mời khách đương nhiên là đến được. Diệp Phàm cười nói, trong lòng đang nghĩ không biết có phải Tiền Đào Quốc có chuyện gì muốn nhờ mình không? Sao có thể ân cần như vậy? Đến thành phố Đông Cống mấy tháng cũng chưa từng thấy Tiền Đào Quốc nhiệt tình mời mình như vậy lần nào. Bí thư Diệp nói là lập tức sẽ đến. Sau khi cúp điện thoại, Tiền Đào Quốc nói với một người cùng ngồi trên bàn, vai đeo quân hàm thiếu tướng, vẻ mặt mặt uy phong, chính là tư lệnh quân khu tỉnh Quy Hưng Thiên. Bao lâu nữa sẽ đến? Quy Hưng Thiên hỏi. Tư lệnh Quy, tòa nhà của thành ủy cách phân quân khu thành phố chúng ta không xa. Nếu bí thư Diệp đi ngay, có lẽ 7-8 phút sẽ đến. Lúc này một vị đại tá ngồi bên cạnh Tiền Đào Quốc nói. Đây là Khương Đồng, chính ủy phân quân khu Đông Cống. Trên thực tế Diệp Phàm là chính ủy thứ nhất phân quân khu thành phố Đông Cống. Chỉ có điều đó là hư danh, Diệp Phàm đến giờ còn chưa tới qua phân quân khu. Vậy cũng vừa kịp, chúng ta đi xuống đó một chút. Quy Hưng Thiên nói xong đứng lên, mấy người Tiền Đào Quốc đương nhiên cũng cười theo tư lệnh viên xuống tầng. Tư lệnh Quy bước về phía cửa, hành vi của ông ta làm Tiền Đào Quốc thầm giật mình. Tư lệnh Quy như thế mà đi đón Diệp Phàm thật sự là lạ. Tư lệnh Quy chẳng những là tư lệnh quân khu tỉnh mà còn là ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Tính ra thì ông ấy là lãnh đạo của Diệp Phàm, hôm nay phải ngồi trên này để Diệp Phàm đến hỏi thăm mới đúng. Sao lại làm ngược lại đi xuống lầu đón? Không riêng gì Tiền Đào Quốc mà tất cả quân nhân đi cùng đều không thể nào hiểu được. Đương nhiên ai cũng kinh ngạc. Mấy người đang cười nói ở cửa chính, không lâu sau xe Diệp Phàm đến. Đèn xe làm Diệp Phàm nhìn rõ, không ngờ còn có một vị tướng quân đang chờ ở cửa chính. Diệp Phàm nhìn kỹ không phải tư lệnh quân khu tỉnh Quy Hưng Thiên thì là ai? Diệp Phàm lập tức dừng xe, mở cửa đi ra. Từ xa vươn hai tay ra vẻ mặt nhiệt tình kêu lên. Tư lệnh Quy đến cùng mà sao không lên tiếng, Diệp Phàm thất lễ. Ha ha, bí thư Diệp bận rộn tôi không dám tới quấy rầy. Bằng không, có người bảo tôi đến địa phương hành tội thì phiền. Tư lệnh Quy không ngờ vui vẻ nói đùa, cười ha hả. Tuy nhiên, mấy người Tiền Đào Quốc thấy, Diệp Phàm giơ hai tay ra, tư lệnh Quy cũng giơ hai tay ra khi bắt tay Diệp Phàm. Nắm chặt tay còn khá lâu. Thế này thể hiện cái gì vậy trời? Mặc dù là Diệp Phàm là quyền bí thư thành phố Đông Cống thì cũng không cần phải như thế. Lãnh đạo có thái độ với anh như thế nào, nhìn cái bắt tay cũng có thể biết được. Đây là tư lệnh Quy đã đặt Diệp Phàm ngang hàng bình đẳng với mình. Hơn nữa, quan hệ còn là cùng cấp bậc. Ha ha, lãnh đạo đến kiểm tra công tác sao có thể gọi là can thiệp vào công việc của địa phương được. Tôi thật sự hy vọng có nhiều lần đến can thiệp như vậy. Sức mạnh của quân khu tỉnh không nhỏ chút nào. Diệp Phàm cười vẻ mặt khiêm tốn.
Hiện giờ là thời kỳ hòa bình, sức mạnh của quân khu tỉnh tác dụng không lớn. Quy Hưng Thiên cười nói. Ai nói thế, nếu tư lệnh Quy đồng ý dùng lực lượng của quân khu tỉnh phối hợp giúp đỡ thành phố Đông Cống trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng thì cũng là một lực lượng không nhỏ. Diệp Phàm mặt dày đùa. Ha ha ha, cậu đúng là Diệp Phàm. Quy Hưng Thiên cười ha hả. Mấy người vừa cười vừa nói đi vào nhà khách phân quân khu. Cậu là chính ủy, nhưng có vẻ như chưa làm tròn bổn phận. Tư lệnh Quy nhìn Diệp Phàm một cái, thản nhiên cười. Rất xin lỗi, gần đây bận quá, vẫn chưa có thời gian đến phân quân khu chúc mừng, rất xin lỗi, xin lỗi. Diệp Phàm khiêm tốn nói. Không cần phải xin lỗi, tuy nhiên, nếu bí thư Diệp đã tỏ vẻ xin lỗi thì có phải là nên đưa ra cái gì đó để xin lỗi nhỉ? Quy Hưng Thiên nửa đùa nửa thật nói. Thực sự không biết nên lấy ra cái gì. Mời tư lệnh Quy cho chỉ thị, chỉ cần là tôi có thể làm được thì nhất định sẽ làm. Diệp Phàm cười nói, mấy người giơ chén lên cùng một chặp. Việc này hay là để đồng chí Đào Quốc nói đi, thật sự là có việc phải phiền đến bí thư Diệp. Tư lệnh Quy nói, trong nháy mắt Diệp Phàm liền hiểu ngay. Hôm nay tư lệnh Quy xuống đây làm thuyết khách, có lẽ không phải là chuyện tốt đẹp gì. Mời tư lệnh Tiền cứ nói. Diệp Phàm rất lễ phép nói. Tôi có đề nghị, việc này liên quan đến phân quân khu thành phố chúng ta. Cho nên, trước tiên mỗi đồng chí của phân quân khu kính bí thư Diệp ba chén. Chúng ta ba chén, bí thư Diệp một chén, việc này bắt đầu từ tôi. Tiền Đào Quốc giơ chén lên cười nói. Mỗi người ba chén, việc này, tử lượng của tôi không thể so với nhà binh các anh. Dù sao, nói như người xưa, thì tôi là quan văn, các anh là quan võ. Nói về tử lượng văn sao có thể so sánh với võ được có phải không? Nếu so về bút pháp thì tôi có thể thử. Diệp Phàm khiêm tốn nói. Bí thư Diệp rộng lượng rồi, mấy tháng trước đến Đông Cống tôi nghe nói một mình bí thư Diệp làm cho mấy cán bộ của thành phố Đông Cống đều gục tại chỗ. Lúc này chính ủy Khương Đồng cười nói. Tôi xin uống cạn trước, bí thư Diệp có thể nhìn. Tiền Đào Quốc nói xong loảng xoảng uống ngay ba chén, hơn nữa đều giơ chén ra, tác phong hào sảng phóng khoáng. Được. Máu anh hùng của Diệp Phàm cũng bị khơi dậy. Loảng xoảng mấy chén trên bàn cũng bị uống hết, cũng là uống cạn đến đáy, tốc độc so với Tiền Đào Quốc cũng nhanh hơn một phần. Tiếp đến là chính ủy Khương Đông của phân quân khu. Người trung niên đeo kính mắt không ngờ cũng sang sảng, không hề nhăn mày một chút, uống cạn ba chén. Một vòng đi qua cuối cùng còn một người trẻ nhất, nhìn qua là một thiếu tá khoảng hơn 20 tuổi là chưa uống. Diệp Phàm thật sự có chút men say, bởi vì đã uống 20 mấy chén. Chương 1921, hóa ra là Hồng Môn Yến. Tuy nói loại rượu này chưa thể so với bán lưỡng trang, nhưng hoàn toàn có thể so với ngũ lương dịch. 20 mấy chén cũng rất chi là nặng, tuy vậy, Diệp Phàm chỉ hơi choáng. Hắn bí mật dùng nội lực ép rượu ra đến phân nửa. Sau khi bước vào cửu đẳng có thể dùng nội lực bước tràn ra, Diệp Phàm có thể hóa giải rượu nhanh hơn. Đương nhiên, so với đạo trưởng Khâu Sử Cơ vừa dơ vại rượu lớn uống vừa khiến dưới chân chảy ra đầy nước là không thể. Đó chỉ là thần thánh hóa, không phải là sự thật. Nếu lúc này tư lệnh Tiền nhìn xuống dưới gầm bàn chắc chắn sẽ kinh ngạc mà bật cười, vì giày của Diệp Phàm có chút ẩm, ngay cả nền nhà cũng có ít nước. Đương nhiên, nếu không nhìn kỹ thì cũng rất khó nhìn ra. Dù sao, lượng nước cũng không phải là nhiều. Bí thư Diệp, đây là chén không, để tôi rót rượu cho anh. Lúc này người thanh niên trẻ ngồi phía cuối bàn đứng lên, ôm quyền, tư thế rất giống nhân sĩ võ lâm nói. Sau đó người này cầm lấy chai rượu, rót từ trên cao khoảng 1 mét xuống. Rượu rót vào chén nhỏ, không bắn một giọt ra ngoài. Kỹ năng rót rượu của người này làm cho Diệp Phàm chú ý. Sau khi rót rượu xong, chỉ thấy anh ta nói. Bí thư Diệp, mời nhận lấy. Vừa nói xong không ngờ ba cái chén trên bàn đột nhiên trượt sang, đến chính xác trước mặt Diệp Phàm. Càng làm cho người ta khiếp sợ chính là chén rượu không tràn ra ngoài một giọt nào. Phải biết rằng, ba chén rượu không phải lướt qua bên cạnh một cái bát mà là qua rất nhiều bát đã trên một cái bàn tròn lớn mới có thể đến chỗ Diệp Phàm. Kỹ xảo này lập tức làm cho các đồng chí ngồi đây đưa mắt nhìn Diệp Phàm. Khoe khoang nhỉ, Diệp Phàm thầm nói trong lòng, hỏi. Cậu tên là gì? Bí thư Diệp, anh cứ gọi cậu ta là Ngưu Thông. Cao thủ hạng nhất của phân quân khu chúng ta, tài bắn súng 100 mét trúng mục tiêu là chuyện nhỏ,
Chính ủy Khương Đồng hơi có vẻ tự hào giới thiệu. Đáng lẽ Diệp Phàm hỏi thiếu tá Ngưu phải chào theo nghi thức quân đội mới đúng. Tuy nhiên, cao thủ đều có tính bướng bỉnh, người này cũng không có động tác đó. Xem ra, không phải là hoành tráng bình thường. Ồ, bách bộ xuyên dương vẫn là chuyện nhỏ, chứng tỏ thiếu tá Ngưu đây cũng có chút năng lực. Diệp Phàm bình tĩnh nói. Cũng không đáng gì, đồng tiền cách 100 mét cũng có thể bắn chúng. Ngưu Thông tự nói ra, có chút tự đắc, tuy cố giấu nhưng vẫn lộ ra ngoài. Ngưu Thông không tồi đâu, tôi đang chuẩn bị để cậu ấy tham gia đại hội võ thuật toàn quốc cấp quân khu tỉnh. Tin rằng cậu ta sẽ không làm tôi thấy vọng. Quy Hưng Thiên thản nhiên cười, ánh mắt khen ngợi. Bí thư Diệp, mời. Ngưu Thông giơ chén lên, giọng đầy hăng hái nói. Ha ha, tự nhiên. Diệp Phàm không chút do dự uống 3 chén. Chợt Diệp Phàm cầm lấy 3 cái chén không cười bảo. Thiếu tá Ngưu, 3 cái chén trả lại cho cậu. Theo tiếng cười của Diệp Phàm, 3 cái chén không bị Diệp Phàm chồng lên nhau nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt Ngưu Thông. Bí thư Diệp trả lại chén, nếu không chúng ta lại uống 3 chén nữa. Ngưu Thông đắc ý cực kỳ, bởi vì nhân vật số 1 của thành phố Đông Cống lại cầm 3 cái chén vòng qua nửa bàn đặt trước mặt mình. Như thế chính là nể mặt Ngưu Thông. Được, vậy mời thiếu tá Ngưu rót cho tôi 3 chén rượu. Diệp Phàm thản nhiên cười nhìn 3 chén rượu rỗng kia. Tốt tốt, lại thêm 3 chén nữa. Mấy người ngồi cùng đều vỗ tay khen. Tất cả đều thầm thở dài cho Diệp Phàm. Bởi vì Ngưu Thông chẳng những võ công cao cường, hơn nữa tửu lượng cũng kinh người. Bí thư Diệp vô tình bị lừa, có lẽ cuối cùng phải gục tại bàn. Vừa rồi Thiền Đào Quốc cũng đã giao nhiệm vụ cho Ngưu Thông phải uống rượu với Bí thư Diệp để làm tốt chuyện xây dựng cơ sở hạ tầng cho phân quân khu. Mọi người khi uống rượu đều miệng rộng cả. Một khi Diệp Phàm nói ra, sau khi tỉnh rượu nghĩ lại muốn đổi ý nhưng lại nghĩ đến lãnh đạo quân khu tỉnh Quy Hưng Thiên cũng đều ở đây, muốn hối cũng không hối được. Ý của Tiền Đào Quốc rất hay. Việc này đơn giản, không cần nói là 3 chén, cả 5 chén cũng có thể. Ngưu Thông cầm lấy 3 cái chén không định rót rượu, tuy nhiên, 3 cái chén này không ngờ lại không tách ra được. Ngưu Thông sau khi hơi sửng sốt còn tưởng là chén bị kẹt. Vì thế dùng lực để tách ra, nhưng vẫn không được. Ngưu Thông cảm thấy có chút gì đó xấu hổ liền dùng 5 phần khí lực. Tuy nhiên, 3 cái chén vẫn ở nguyên chỗ cũ không hề sứt mẻ. Ngưu Thông tức giận, dùng toàn bộ khí lực tách 3 cái chén ra. Nhưng thật kỳ lạ, 3 cái chén giống như trở thành một cái, ngoài cách đập vỡ ra thì không có cách nào tách ra được. Muốn tách ra dường như là không thể. Ngưu Thông mặt bắt đầu đỏ lên, hơn nữa ngày càng đỏ gay hơn. Thấy bộ dạng kỳ lạ của Ngưu Thông, Tiền Đào Quốc thấy lạ cười nói. Ngưu Thông, bảo cậu rót rượu sao nửa ngày vẫn không nhúc nhích. Phân quân khu chúng ta không thể yếu thế được, không cần nói đến 3 chén, cả 5 chén cũng phải mời Bí thư Diệp có đúng không? Đúng vậy, Ngưu Thông mau rót rượu đi. Nhưng người khác vỗ tay nói. Có phải là chén bị kẹt không? Lúc này Quy Hưng Thiên phát hiện một chút manh mối, không chắc chắn hỏi. Ừ, kẹp chặt quá, tôi sợ làm hỏng chén. Ngưu Thông đành phải gật gật đầu nói. Tuy nhiên, mặt cũng thẹn đỏ như mông khỉ. Đường đường cao thủ đệ nhất của phân quân khu, không ngờ đến 3 cái chén cũng không tách ra được. Nếu việc này truyền ra ngoài, Ngưu Thông còn có mặt mũi nào mà sống không? Tôi thử xem. Một trung tá bên cạnh nói xong cầm lấy 3 cái chén. Tuy nhiên mặt đỏ lên rồi mà vẫn không thể tách ra. Lạ quá, tôi cũng thử xem. Người thượng tá kia nói xong cũng cầm chén lên thử, nhưng vẫn không mở được. Cuối cùng ngoài Diệp Phàm ra thì ngay cả Tư lệnh Quy cũng có hứng thú cầm lấy chén thử một chút xem có mở được không, nhưng vẫn không mở được. Ha ha, xem ra thực sự kẹt mất rồi, đổi chén khác vậy. Quy Hưng Thiên cười nói. Ha ha, để tôi thử xem. Diệp Phàm thản nhiên cười giơ tay ra. Diệp Phàm rất tự nhiên cầm lấy cái chén tách ra. Hơn nữa, không bị tổn hại chút nào. Lập tức mấy người ngồi đây thiếu chút nữa hóa đá. Bí thư Diệp làm thế nào vậy? Vẻ mặt Ngưu Thông khiếp sợ nhìn Diệp Phàm, giọng lắp bắp. Ha ha, các anh đều đã dùng sức mạnh, thật ra, cái chén có lẽ đã được tách ra rồi. Tôi chỉ là dùng chút sức để mở thôi, may mắn thôi mà. Diệp Phàm thản nhiên cười vẻ mặt thoải mái. Tuy nhiên Ngưu Thông nhìn Diệp Phàm một lúc lâu, trong lòng tự nhiên sinh ra chút kiêng kỵ. Chỉ có cậu ta biết được,
Theo truyền thuyết dùng nội lực cũng có thể làm cho các vật cứng dính lại được với nhau thành một. Tuy nhiên, cao thủ có nội lực mạnh như vậy chắc chắn không dưới tầm bát đẳng. Hôm nay chỉ sợ là gặp phải cao thủ rồi. Bí thư Diệp thật may mắn, ha ha. Quy Hưng Thiên cũng không ngu, mơ hồ cảm thấy cái gì đó, thuận miệng cười nói. Tướng quân giống như Quy Hưng Thiên thì cũng hiểu biết một chút về võ công. Còn các đồng chí ngồi đây thật sự là không nghĩ như vậy, cũng chỉ cười cho qua. Ha ha, vận may đến là không ngăn được. Diệp Phàm nhún vai vẻ mặt bình tĩnh ngồi xuống. Bí thư Diệp, phương án mở khu du lịch Ngũ Long Sơn đã được hội nghị thường vụ thông qua. Ngày cắt băng khởi công dự án cũng đã được quyết định. Hoạt động phát động xã hội hóa các hạng mục cũng đã chuẩn bị. Tuy nhiên, đối với quy hoạch khu du lịch Ngũ Long Sơn phân quân khu chúng tôi có thể có chút yêu cầu không? Trở lại chuyện chính, tư lệnh Tiền bắt đầu đưa ra vấn đề. Anh cứ nói đi. Diệp Phàm nhìn tư lệnh Tiền một cái, biết yêu cầu của anh ta không nhỏ. Đi qua Ngũ Long Sơn hơn 10 cây em chính là Cửu Vân Lĩnh, chỗ này có lẽ bí thư Diệp còn chưa biết rõ lắm. Cửu Vân Lĩnh là vùng rất hẻo lánh, đến giờ vẫn chưa có hệ thống đường cho xe chạy. Phạm vi rất rộng lớn, chỉ có một thôn nhỏ không đến 100 người. Lần trước quân khu tỉnh quy hoạch, giao cho thành phố Đông Cống chúng ta xây dựng khu doanh trại của đoàn phòng ngự. Bí thư Diệp có lẽ không biết. Đoàn phòng ngự của quân khu chúng ta chính là đoàn biên phòng. Có nhiệm vụ đảm bảo an ninh biên giới, kiểm soát buôn lậu thuốc phiện, nhập cư trái phép. Chỉ có điều, cho đến nay, do nguyên nhân lịch sử để lại, đều là được bên quân đội và chính quyền địa phương cùng xây dựng. Nửa giống như công an biên phòng, cho nên, kinh phí 6 phần lấy ra từ hệ thống quân đội. Tuy nhiên, có 4 phần là do phân quân khu thành phố và quân khu tỉnh đảm nhiệm. Tư lệnh Quy đã xem xét tình hình thực tế của Đông Cống chúng ta, 4 phần kia quân khu tỉnh gánh vác một nửa. Chỉ có điều, 2 phần này cũng không phải là khoản kinh phí mà phân quân khu chúng ta dễ dàng có được. Bình thường chỉ là nhu cầu phòng ở và kinh phí cho các hoạt động đã ép phân quân khu đến mức không thở nổi. Cho nên, nơi đóng quân của đoàn phòng ngự và cơ sở hạ tầng đều khó khăn. Nói thì sợ người khác chê cười. Quân đoàn dã chiến chính quy khi nhìn thấy đoàn phòng ngự của chúng ta thường nói là quốc dân đảng chứ không phải là quân chính quy. Nơi dừng chân cách thành phố Đông Cống rất xa, cuộc sống của người nhà các binh lính tướng tá bất tiện. Hơn nữa xung quanh nơi đóng quân đều không có bệnh viện trường học. Làm cho bộ đội không yên tâm công tác. Không thể trách bọn họ làm không hết lòng, mà chủ yếu là vì không an tâm cho gia đình, sao có thể an tâm công tác. Khi tư lệnh Tiền nói đến những lời này, vẻ mặt đầy đau thương. Mọi người ở đây đều cảm nhận được, không gian trầm lắng hẳn. Đoàn phòng ngự là một đơn vị tốt, trong hoàn cảnh gian khó như vậy có thể triển khai công tác bình thường, bảo vệ từng ngọn cỏ tấc đất của Tổ quốc, thật sự không tồi. Lúc này tư lệnh Quy nói, trước kia không đề nghị với thành ủy cấp cho một khoản tiền sao. Đất nước chúng ta rất nhiều thành phố xây dựng khu công nghiệp quân sự rất khá. Thành phố Đông Cống chúng ta đường biên giới dài, cũng khó cho họ. Diệp Phàm nói, thật ra cũng không thể trách bọn họ, không phải lãnh đạo Đông Cống không muốn ủng hộ chỉ là trong túi cũng không có tiền. Nhiều lắm thì ngày lễ ngày Tết có chút quà cáp đồ ăn đến thăm hỏi thôi. Tiền mỗi lần mấy trăm nghìn là quá ít, chúng tôi hiểu họ cũng khó khăn, cho nên, cũng ngại lên tiếng. Tư lệnh Tiền đáp, chương 1922, chính là đem anh ra chảm đó, quân đoàn trưởng hầu. Ồ, Diệp Phàm gật gật đầu, thầm nhủ, có lẽ gã Tiền Đào Quốc này đi lại với lãnh đạo thành ủy không ít như vậy, cho nên, anh không động chạm đến người ta cố nhiên cũng không động đến anh, thành phố Đông Cống dù nghèo nhưng, một khoản kinh phí lớn cũng chỉ mấy triệu tệ một lần cấp xuống hết cũng không thành vấn đề. Thế này đi, nếu tư lệnh Quy rảnh, ngày mai tôi cũng sẽ xuống xem sao. Diệp Phàm nói, mặc kệ rảnh hay không, lần này tôi xuống là để giải quyết vấn đề của đội phòng vệ. Nếu tiếp tục không giải quyết rất có thể tâm trạng đám binh sĩ sẽ không yên, lòng người tan rã. Điều này rất không có lợi cho xây dựng nên quốc phòng. Tư lệnh Quy nói lý. Trước hết hãy nói cụ thể các anh có yêu cầu gì. Diệp Phàm liếc nhìn Tiền Đào Quốc, nói. Xét qua nhiều nghiên cứu luận chứng, kế hoạch của quân khu tỉnh chính là chuyển toàn đội phòng vệ đến Cửu Vân Lĩnh. Một là nơi đó không đông dân lắm, di chuyển cả thôn cũng dễ dàng. Hai là nơi đó khá hẻo lánh, thuận tiện cho đội phòng vệ huấn luyện hàng ngày. Ba là, địa điểm này khá kín đáo,
cũng có lợi cho bảo mật quân sự. Có điều, kế hoạch này đã hoạch định 2 năm nay, vẫn cứ không thể khởi công. Nguyên nhân xoay quanh nó có rất nhiều, nguyên nhân chủ yếu là lúc đó chưa thông đường. Muốn thông đường từ Cửu Vân Lĩnh đến của thành phố Đông Cống, chỉ ít cũng hơn 30 km. Đừng xem thường hơn 30 km này, bởi vì tầng nham thạch trên đường khá dày, không dễ làm chút nào. Hơn nữa, đường dùng cho quân đội phải làm cho thật tốt. Nền đường phải đặc biệt chắc, độ rộng mặt đường tính cả đường biên ít nhất cũng phải được chừng 16 mét. Mặt đường chính không thể dưới 12 mét, đây là điều cần thiết khi có chiến tranh. Một con đường như vậy, chúng tôi tính qua, nếu không có 30 triệu thì không thể làm được. Cấp trên đã cấp xuống cho mấy chục triệu, cộng thêm tiền chúng ta tự lo và tiền quân khu tỉnh đưa cũng không quá 60 triệu. Có điều, 60 triệu này, dùng sửa đường đã hết mất một nửa, số còn lại áng chừng chỉ dùng xây trụ sở làm việc và thao trường cũng chả đủ. Mà còn tiền nhàn rỗi để xây dựng trường học bệnh viện với một số điều kiện sinh hoạt cho người nhà binh sĩ cũng như nhà ở cho họ vân vân. Còn nữa, cấp trên có nói, cuối năm nay nếu tiếp tục không khởi công, sẽ thu hồi khoản tiền đó. Lúc này, lửa đã cháy đến nơi rồi. Tiền Đào Quốc vẻ mặt u buồn, nói. Tiền tuyệt đối không thể để cấp trên thu hồi, có bao nhiêu tiền thì làm bấy nhiêu việc. Tuy nhiên, Bí Thư Diệp, chỉ sợ đến lúc đó lại làm dở dở ương ương biến thành trò cười. Chúng tôi đau lòng lắm, mà nhất định binh sĩ và người nhà họ cũng không hài lòng. Bên trong còn có nhiều rắc rối nữa, thậm chí, có đồng chí hoài nghi số tiền này cấp trên đã cấp đủ rồi nhưng, tiền bị lãnh đạo ăn nuốt gì gì đó. Như vậy, thì càng bị động hơn. Chính ủy Khương và đại tá Đồng cũng nhíu mày. Ý của các anh là muốn chúng tôi tu sửa quốc lộ Ngũ Long Sơn, phải xây dựng quốc lộ Ngũ Long Sơn theo tiêu chuẩn của các anh. Diệp Phàm nói, lập tức hiểu ra vấn đề. Thiết kế ban đầu quốc lộ Ngũ Long Sơn có độ rộng là 8 mét. Đã bao gồm cả đường biên. Thật ra nền đường chỉ có 6 mét, lần này lại đột ngột mở rộng đến 16 mét, như thế chả khác gì xây dựng thêm một quốc lộ Ngũ Long Sơn nữa. Vậy kinh phí có thể tăng lên đến mấy lần? Vốn là xây dựng khu thắng cảnh núi Ngũ Long mở rộng thành ủy Đông Cống cũng đã cố gắng lắm rồi. Lần này lại tăng thêm gánh nặng, lão Diệp lúc này ước tính trong túi có 3 tỷ của nhà máy đường mà cũng không dám hứa bừa. Đừng thấy 3 tỷ này là to. Đây là khoản tiền dành riêng để phát triển nhà máy đường. Nhiều nhất cùng lắm thành ủy có thể mượn dùng một thời gian ngắn, nhưng vẫn phải trả lại. Bí thư Diệp, không riêng gì quốc lộ Ngũ Long Sơn phải thiết kế xây dựng theo tiêu chuẩn của quân đội. Mà Ngũ Long Sơn với Cửu Vân Lĩnh còn có mười mấy cây em mặt đường cũng hy vọng thành ủy Đông Cống có thể ra sức giúp đỡ. Chỉ có như vậy, phân quân khu mới có thể dùng toàn bộ kinh phí hạn hẹp để xây dựng cơ sở mới ở Cửu Vân Lĩnh. Xây dựng cơ sở làm việc, sinh hoạt thoải mái cho đội phòng vệ, mới có thể khiến binh sĩ an tâm bảo vệ quốc gia. Chỉ khi hậu phương yên ổn mới có thể khiến bọn họ yên tâm công tác. Lúc này, Tư lệnh Quy không ngờ tự mình mở miệng lâm trận. Mẹ kiếp, tại sao mình có cảm giác bữa cơm tối nay chính là Hồng Môn Yến vậy nhỉ? Không dễ nuốt rồi, lão Diệp thầm nói trong lòng. Ngẫm nghĩ một chút nói. Tư lệnh Quy. Nếu bảo chúng ta phải xây dựng quốc lộ Ngũ Long Sơn theo tiêu chuẩn của quân đội. Chỉ riêng điều này thôi chúng ta cũng phải chi không dưới 7-8 triệu. Điểm này Diệp Phàm tôi có thể đồng ý ngay trên bàn ăn này. Có điều, nếu vẫn muốn khai thông đến Cửu Vân Lĩnh, nói thật. Gánh nặng này quá sức với thành ủy Đông Cống rồi. Còn rất nhiều chỗ thành phố phải dùng đến tiền, tôi chỉ có thể đáp ứng cho các anh 3 triệu dùng để xây dựng cơ sở mới, coi như là thành ủy ủng hộ quân đội vậy. Cảm ơn. Tiền Đào Quốc hơi lộ vẻ cảm kích, nói. Ngoắt cái, lại nhíu mày. Liếc nhìn Tư lệnh Quy, nói. Chỗ Hồng còn rất lớn à, Bí thư Diệp đã rất rộng rãi rồi, nếu bên làm đường có thêm 3 triệu, có lẽ số bọn họ tiêu phí cũng không dưới 10 triệu đâu. Ừ, vấn đề là ở đấy. Chỗ khuyết vốn áng chừng không dưới 30 triệu. Quy Hưng Thiên cũng nhíu mày, liếc nhìn Tiền Đào Quốc, nói. Tuy nhiên. Chúng ta đã bị ép đến đường cùng rồi, không làm thì tiền sẽ bay đi mất, không muốn làm thì cũng phải làm thôi. Tư lệnh Quy, Tư lệnh Tiền, tôi có ý kiến này. Diệp Phàm đột nhiên nói. Anh nói đi. TTU lệnh Quy nói rất khách sáo. Nếu để muốn thành ủy gánh vác việc xây dựng toàn bộ con đường từ nội đô đến Cửu Vân Lĩnh, vậy thì các vị xem như vậy có được hay không?
phía quân đội các anh không phải có công binh sao? Quân khu Tị Ình có thể giúp đỡ thêm một chút được không? Điều rộng toàn bộ bộ đội có thể làm xây dựng thuộc quân khu tỉnh. Trước tiên dùng thuốc nổ xe ủi mở sơ sơ con đường này. Về mặt này sẽ do quân đội các anh phụ trách. Rồi sau đó phần tu sửa, giải đá vụn, giải nhựa sẽ do thành ủy Đông Cống đảm nhận. Con đường này chính là quân dân cùng làm, nhưng thật ra có thể thể hiện quân dân cùng làm được hay không? Diệp Phàm nói. Ý tưởng này không tồi, kha kha, chúng ta dùng 10 triệu thuốc nổ và xăng là có thể xử lý xong mấy vấn đề này. Xe là của quân đội, người cũng là quân đội, không tốn tiền, nhiều nhất chỉ là hỗ trợ chút thức ăn, chúng tôi vẫn chấp nhận được. Tiền Đào Quốc ánh mắt sáng lên, ánh nhìn chằm chằm vào Tư lệnh Quy. Tự nhiên, lão Diệp Phàm cũng hướng mắt vào Tư lệnh Quy. Các anh nhìn tôi làm gì, giống như tôi là thịt đường tăng có phải hay không? Quy Hưng Thiên bị hai người nhìn chăm chú có hơi run lên, tức giận nói. Trầm ngâm một lúc, bàn tay vỗ to, nói. Vì vậy thì cứ quyết định như vậy đi, tôi đi yêu cầu điều động quân đội. Tuy nhiên, tôi chỉ hứa cử lính với suất công cụ, các khoản hậu cần khác, như xăng, bữa ăn, bao gồm chỗ ở đều do thành ủy với đồng chí Tiền tự mình phụ trách. Xem ra, đồng chí Quy Hưng Thiên còn chưa uống say, vẫn chưa lớn tiếng mà. Đúng vậy, Tư lệnh. Tôi nhất định tuân theo chỉ thị của ngài xây dựng tốt trụ sở mới của đội phòng vệ. Tiền Đào Quốc nhất thời kích động, tại chỗ bất ngờ giơ tay chào Quy Hưng Thiên theo nghi thức quân đội. Bí thư Diệp, nhìn thấy không, tiểu tiền bữa cơm này không ngon à, anh với tôi, đều bị hắn chơi xỏ rồi. Tư lệnh Quy ha hả cười nói. Hồng Môn Yến à, Tư lệnh Tiền, lần sau anh mời chắc tôi phải cân nhắc một chút. Bằng không, túi tiền này có thể trống trơn mất. Diệp Phàm cười nói. Ha ha ha. Mọi người ở bàn đều cười lớn. Đúng lúc này, Tư lệnh Quy Hưng Thiên liếc nhìn Tiền Đào Quốc, đột nhiên nói thêm. Tiểu Tiền, anh chỉ cảm ơn mình tôi là không đúng rồi. Đúng đúng, tôi cũng nên cảm ơn Bí Thư Diệp mới phải. Cảm ơn Bí Thư Diệp, Đào Quốc lấy rượu thay lời cảm ơn vậy. Tiền Đào Quốc giơ ly rượu lên nói. Rượu trước tiên phải uống cho sảng khoái, tuy nhiên, Đào Quốc. Sau này phải anh phải hỗ trợ nhiều cho công việc của Bí Thư Diệp mới được. Quy Hưng Thiên nói. Đương nhiên phải hỗ trợ rồi, tôi cũng là một ủy viên trong ban thường vụ mà. Tiền Đào Quốc gật gật đầu. Đúng lúc đó, điện thoại của Diệp Phàm vang lên. Vừa nhấc máy nghe, không ngờ là Hầu Bình Quân đoàn trưởng sư đoàn 2 tại Thủy Châu gọi tới, nói. Thị trưởng Diệp, chúng ta đã lâu cũng không uống với nhau vài ly rồi. Khi nào về Thủy Châu đừng quên gọi tôi một tiếng. Xem chừng, anh đã quên mất Hầu Bình tôi rồi. Là quân đoàn trường Hầu à, có rượu uống đương nhiên là tốt rồi. Lần sau về, nhất định sẽ hạ gục anh một bữa. Diệp Phàm cười nói. Được được, lúc đó đánh tiếng cho tôi trước, tôi sẽ đem toàn món đặc sản miền núi về. Hai anh em ta gọi thêm Thế Hào và Trung Lương, uống với họ thoải mái đến quên trời đất. Có điều, đã lâu không gặp mấy tay Trương Cường. Tề Thiên rồi. Có thêm bọn họ thì càng tuyệt. Quy quân đoàn trường Hầu cười ha hả, xem ra, tâm trạng rất tốt. Ha ha, đúng đó. Diệp Phàm nói, lòng thầm nghĩ không chừng người này còn có chuyện gì đó nhưng chưa tìm được lời lẽ để vào đề. Thế Hào và Trung Lương gần đây đều ra sức thao luyện, Trịnh Phương đối với bọn họ cũng rất tốt. Thi thoảng còn chỉ điểm đôi chút, còn nữa nhà cho gia quyến binh sĩ ở khu Hồng Liên chúng tôi đã xây dựng xong. Đến lúc vào ở tôi sẽ để cho anh một căn tốt nhất, hướng đông, hơn nữa là căn có tầm nhìn ra hoa viên, một căn 5 buồng 2 phòng khách loại tốt nhất. Quân đoàn trưởng Hầu nói thao thao. Tôi nói anh đấy quân đoàn trưởng Hầu, không phải là mấy căn không dùng được đấy chứ. Chỉ bằng bán đi vài căn quyên tiền để kiến thiết thành phố Đông Cống chúng ta có hơn không? Ông em à, tôi hiện nay sắp thành vua ăn mày rồi. Diệp Phàm nói giỡn. Thôi đi, cho anh một căn còn được. Muốn bán đi ư, còn lâu, đến bọn tôi còn không đủ ở đây này. Quân đoàn trưởng Hầu kêu lên. Tôi nói quân đoàn trưởng Hầu này, rốt cuộc là có chuyện gì thì nói thẳng ra đi, lúc này tôi đang bồi rượu Tư lệnh Quy. Sông dài phiền hà ra. Vừa nghe ý quân đoàn trưởng Hầu còn muốn tiếp tục vòng vo, lão Diệp vội vàng nói, rõ ràng muốn ép ông ta nói ra ý đồ mới được. Bởi vì, lúc này mấy người trên bàn đang chằm chằm nhìn mình diễn trò. Hây hây, cái gì kia chứ, đùa gì chứ? Quân đoàn trưởng Hầu lại bắt đầu vòng vo.
rốt cuộc có ý đồ gì thì nói rõ ra đi, việc gì phải làm ra vẻ mờ mờ ám ám thế. Lão Diệp Phàm hừ giọng tức giận, hai người tùy tiện quen rồi, cũng không để bụng giọng điệu hay xưng hô gì gì đó. Chính là cái hồ tiên tử gì ấy có còn hay không vậy? Quân đoàn trưởng Hầu rốt cục cũng thốt ra chủ ý, lão Diệp Phàm vừa nghe, thiếu chút nữa bật cười thành tiếng. Hóa ra là chai rượu thuốc ngâm nguyên con mãng xà lớn thêm chút dược liệu có thể bổ thận tráng dương có lẽ đã khiến quân đoàn trưởng Hầu uống đến nỗi, để tâm, rồi. Không ngờ lại mặt dày đến hỏi. Diệp Phàm lúc đó lựa ông ta là hồ tiên tử, cũng không nói ra thực tình là rượu rắn. Uống hết rồi à? Diệp Phàm cố ý hỏi. Chỉ có mỗi chai đó, hết từ sớm rồi. Anh cũng quá keo kiệt đi có phải không? Quân đoàn trưởng Hầu nói có chút không hài lòng. Không đúng à ồi, tôi lúc đó đưa ra những hai chai, sao lại thành một chai được, anh không hồ đồ rồi đấy chứ? Diệp Phàm kinh ngạc hỏi, lúc đó rõ ràng là đưa ra hai chai. Kha kha, tôi quên khuấy mất, lúc ấy hình như là hai chai, đúng rồi, sau đó lãnh đạo của tôi lấy đi rồi một chai. Tuy nhiên, chai kia đích thị là tuyệt diệu, cho nên, thế nấy, lãnh đạo hôm nay đến căn cứ thị sát, không ngờ được trong bữa cơm lại nghĩ tới món rượu đó, cái này. Bảo tôi làm thế nào đây, không dễ à nha. Quân đoàn trưởng Hầu nói. Ôi! Diệp Phàm đột nhiên vừa động não, lời trong tâm không thể không chém đã ra đến miệng, cho nên, đặc biệt thở dài. Chương 1923, quân đoàn trưởng Hầu chua xót. Có đúng là hết rồi không? Thế thì làm thế nào, lãnh đạo vẫn còn đang chờ ở bàn, nói là không uống được rượu này thì ngủ không ngon. Lãnh đạo này, không phải nói đùa đâu. Đến lúc đó, ông anh đây thật sự là không biết giấu mặt đi đâu. Quân đoàn trưởng Hầu có vẻ nóng ruột, hiểu lầm mất rồi. Việc này, quân đoàn trưởng Hầu, lúc này tôi không có tâm trạng đùa mấy chuyện đó. Ôi! Diệp Phàm đang chơi trò thả con săn sắt bắt con cá rô. Có chuyện cứ nói thẳng đi, hai anh em ta thì còn giấu giếm làm quái gì. Quân đoàn trưởng Hầu sốt ruột, giọng nói rất to. Có lẽ ngay cả Tư lệnh Quy và Tiền Đào Quốc bên cạnh cũng đều nghe thấy thanh âm. Ban nãy bị Tư lệnh quân khu tỉnh Quy Hưng Thiên và Tư lệnh Tiền của phân quân khu thành phố gọi tới uống rượu, chỉ là uống với bọn họ hơn 10 ly rượu ngũ lương thôi. Đáng nhẽ phải nói là thành ủy Đông Cống chúng ta xây cho họ một con đường quân dụng, đường này phải mấy mươi cây số. Đông Cống này xa xôi nghèo khó, anh chắc cũng đã nghe qua rồi, nghèo rất mùng tơi, so với Đức Bình tỉnh ta còn kém xa. Diệp Phàm bắt đầu khóc than. Vừa nghe Diệp Phàm nói như vậy, Quy Hưng Thiên và Tiền Đào Quốc thoáng nhìn nhau, trên mặt đã lộ ra một nụ cười quỷ dị. Tư lệnh Tiền Đào Quốc còn giơ ngón tay cái lên với Diệp Phàm. Bọn họ sao có thể yêu cầu anh như vậy được, như thế có khác gì ăn cướp đâu cơ chứ. Quá đáng quá, quá đáng quá. Quân đoàn trưởng Hầu có lẽ có chút tức giận. Có cách gì đâu, bọn họ thực sự cũng khó khăn. Tư lệnh Quy lại là lãnh đạo của chúng ta. Cái này, quân đoàn trưởng Hầu, anh cũng hiểu được mà. Trăm đấm không bằng một đá mà. Này, tôi đang ở trên bàn này lên không lên được xuống cũng không xong. Khó à? Diệp Phàm hướng ánh nhìn xin lỗi về phía Tư lệnh Quy, ý là đã bắt anh làm lá chắn. Nào ngờ Quy Hưng Thiên lại là xoa hai tay rồi xòe ra, ý là anh cứ việc sắp xếp gì cũng được. Chỉ cần anh có thể làm được hai chứ giúp đỡ, thì thế nào cũng được. Chỉ bằng... Tôi tìm người nói chuyện với tay Quy Hưng Thiên. Thế này nhé, chỗ nào cũng phải nói rõ trắng đen đạo lý có phải không? Quân đoàn trưởng Hầu quính lên nói. Kha kha, nếu không, lão Hầu, anh giải quyết cho tôi một chút thì thế nào? Dù sao sư đoàn quân số 2 các anh giàu nứt khố đổ vách, lại là bộ đội chủ lực quân khu lĩnh Nam. Hàng năm cấp quân phí đều xếp hàng đầu toàn quân khu. Diệp Phàm rốt cục cũng lộ ra cái đuôi hồ ly. Còn quân đoàn trưởng Hầu Bình giống như là một con mèo bị giẫm phải đuôi, có lẽ ở Vịnh Lam Nguyệt đã nhảy dựng lên mà nói. Như vậy sao được, chúng ta căn bản không phải cùng một quân khu Việt Châu các anh cũng khá mà, nếu không, anh đến chỗ nào làm một ít. Xem kìa, vừa hy vọng anh giúp đỡ một ít thuốc nổ xăng dầu mà đã cuống lên thế à. Tôi ấy à thứ gì dùng được cũng là đồ tốt, không tin, anh ra chợ mà mua thử, xem có bán không. Diệp Phàm thản nhiên hừ một tiếng. Chỉ cần giúp một chút thuốc nổ với xăng dầu, không cần tiền. Quân đoàn trưởng Hầu hạ giọng xuống, nghĩ đến lãnh đạo còn đang ngồi chờ. Buổi tối biết Diệp Phàm đang bắt chẹt mình,
cũng chỉ dám nghi ngờ là vậy. Suy nghĩ Diệp Phàm có thể coi là hạng lương thiện, không trực tiếp mở mồm vòi tiền. Bằng không, chỉ có nước tức ói máu. Ừ, chỉ nhiêu đó thôi. Cả con đường quân lộ đó của chúng tôi độ rộng là 20 mét, đều là núi cao. Tầng nham thạch đặc biệt dày. Ước chừng, cần không ít thuốc nổ với xăng dầu. Diệp Phàm nói. Cần bao nhiêu? Quân đoàn trưởng Hầu cứng giọng hỏi, trong lòng vẫn có chút không yên. Chỉ sợ tay này là sư tử miệng rộng cái nồi không đáy. Thế này nhé, chỉ cần cho mấy toa xe lửa thì thế nào? Diệp Phàm nói. Người anh em à, tôi gọi anh một tiếng đại ca được không? Mấy toa xe lửa, thế mà anh cũng nói ra được, nếu không có hơn 10 triệu liệu có thể làm được không? Việc đó tuyệt đối không thể được, nhiều quá. Quân đoàn trưởng Hầu rốt cục cũng ói máu rồi, lớn tiếng kêu lên, Diệp Phàm cảm giác lỗ tai đều ong ong cả, bên cạnh hai đồng chí Quy Hưng Thiên và Tiền Đào Quốc đều nhếch miệng cười. Thế anh giúp đỡ được bao nhiêu? Diệp Phàm hỏi. Thôi vậy, 3 triệu thuốc nổ với xăng dầu. Có điều, tôi không đưa tiền, chỉ đưa hàng, hơn nữa, các anh tự đến mà chuyển đi, ngay tại Thủy Châu. Quân đoàn trưởng Hầu nói. Ông anh thật đúng là keo kiệt, cho mấy chiếc xe chuyển đến một chút cũng không được. Thôi vậy, tôi tự kêu xe quân dụng đến đem đi, thật là. Rượu đó, thế nào đi, tôi gọi điện thoại bảo lão Trần đưa đến cửa tòa nhà Thủy Châu, các anh tự đến lấy. Diệp Phàm muốn chơi bẩn người ta một chuyến, ra mặt này, tuyệt đối dày hơn đáy nồi. Có thể đưa nhiều chút được không, tỉ như, vào chai thủy tinh đóng hộp đại loại vậy thì thế nào? Đến lúc đó khi lãnh đạo đi mỗi vị cầm 1-2 chai, ông anh có sĩ diện, tôi cũng có sĩ diện có phải không? Hai anh em ta đều giữ được thể diện, sau này, mọi người đều phất hà. Quân đoàn trưởng Hầu lại mặt dày, tham lam trỗi dậy. Cười ha hả cứ như chẳng muốn ngừng. Đưa nhiều chút, được thôi, một chai tính là 5 toa xe thuốc nổ. Anh cần bao nhiêu tôi có bỏ mạng cũng phải làm cho anh có phải không? Diệp Phàm cười khan một tiếng. Còn ác hơn so với ai đó. Dừng, tôi ấy à, thôi vậy, đưa 6 chai đi, chỗ tôi vừa khéo có 3 vị lãnh đạo tới. Đến lúc đó mỗi người mang đi 1 chai còn lại 3 chai. Trên bàn lại mở 1 chai, bản thân tôi đây dù sao cũng phải chừa một chút lót dạ có phải không? Quân đoàn trưởng Hầu bộ dạng có vẻ rất ấm ức. Thôi vậy, không đùa với anh nữa, nói thật với anh, cái thứ kia chỉ có thể gặp chứ không thể cầu được. Không thể đòi có bao nhiêu cũng được. Chỉ có 3 chai, anh phải đến lấy, không cần thì tôi giữ lại tự mình uống vậy. Còn về phần thuốc nổ với xăng dầu, coi như lúc nãy tôi nói đùa, anh cho được bao nhiêu thì cho. Là anh em tôi tuyệt đối không lừa anh, thực sự là không còn. May là anh nói sớm, bằng không, tôi có lẽ đã bị đồng chí Tề Đại Pháo lấy đi rồi. Diệp Phàm nói. Vậy cũng được, tôi tin anh mau cho người tới đem đi là được. Chán thật. Quân đoàn trưởng Hầu gác máy, bộ mặt đó thiếu chút nữa tái đi, chửi. Muốn ăn thịt người à, 3 chai rượu phải mất của ông 3 triệu. Cái này thật phiền toái, rượu này biếu cho ai đây? Rõ ràng, một người không biếu, trên bàn phải mở 1 chai, thôi vậy, vẫn cứ phải nhanh chóng đi lấy rượu cái đã. Quân đoàn trưởng Hầu có phải là quân đoàn trưởng sư đoàn quân số 2 Hầu Bình không? Thấy Diệp Phàm gác điện thoại. Quy Hưng Thiên vẻ mặt cười hỏi. Ha ha, đúng vậy, lúc trước tôi công tác ở Thủy Châu, có kết giao với một người anh em như vậy, một đồng chí rất được. Diệp Phàm cười nói, vừa nghe Diệp Phàm nói, mấy đồng chí tại bàn phải đánh giá lại năng lực của Diệp Phàm. Người ta đối mặt với một vị quân đoàn trưởng sư đoàn quân mà có thể rong như thế. Cái này, bí thư Diệp, vừa rồi, việc kia quân đoàn trưởng Hầu nói như thế nào? Tiền tư lệnh viên không chịu nổi. Vẫn là muốn lôi được hàng tốt trong tay tư lệnh Hầu ra mới được. Lão Tiền có thể là hơi sợ bị người nào đó làm đen mất. Quân đoàn trưởng Hầu, không có gì đâu, hắn nói là lãnh đạo xuống kiểm tra công tác. Diệp Phàm đang giả nai, tuy nhiên, tư lệnh Tiền lại có chút sốt sắng, vội vàng nháy mắt với Quy Hưng Thiên. Bí thư Diệp, vừa rồi anh đưa tôi với Tiểu Tiền ra làm lá chắn cả nửa ngày. Có lẽ cũng đã đỡ cho anh không ít, việc này... Mượn danh nghĩa người ta dù sao cũng phải trả công chút gì chứ có phải không? Chứ không, anh xem, khiến tư lệnh Tiền sốt sắng đến phát bệnh thì thật không tốt. Có khi, thành ủy họp mà tư lệnh Tiền lại không có cách nào tới họp được chẳng phải anh đã mất đi một phiếu sao? Quy Hưng Thiên cười ha hả, ẩn chứa trong đó mối liên hệ ghê gớm.
Thực ra, Diệp Phàm đang ngấm ngầm cảm kích Tư lệnh Quy. Tư lệnh Quy đã công khai yêu cầu Tiền Đào Quốc ủng hộ công việc của mình tại Ủy ban Thường vụ. Diệp Phàm giật mình, hai mắt nhìn Tiền Đào Quốc, xem hắn bày tỏ thái độ như thế nào. Ban nãy tuy nói Tiền Đào Quốc tỏ thái độ sẽ ủng hộ công việc của mình, nhưng mơ hồ quá. Công việc có nhiều phương diện khác ủng hộ, nhưng ở Ủy ban Thường vụ thành phố lại không ủng hộ thì được cái cứt gì. Tối nay tại đây 10 triệu không phải là quăng vào sọt rác. Tất nhiên, Tư lệnh Quy nói rất có lý. Đến lúc đó mà bị bệnh thật cũng không có cách gì tới dự họp được. Tiền Đào Quốc bị buộc, đành phải gượng cười nói. Ha ha, tôi còn phải hy vọng Tư lệnh Tiền ngày nào cũng khỏe mạnh phải vậy không? Khi đó, mỗi lần họp đều đến có phải tốt hơn không? Diệp Phàm bật cười ha ha, chuyển chủ đề nói. Tư lệnh Tiền. Vừa rồi đồng chí quân đoàn trưởng Hầu Bình sư đoàn quân số 2 tại Thủy Châu đồng ý cho các anh khối thuốc nổ và xăng dầu trị giá 3 triệu, ngày mai anh cử mấy chiếc xe và người đi chuyển về. Thế này, tôi viết cho mẩu giấy. Diệp Phàm vừa nói, vừa lấy bút ra để viết mấy chữ. Cảm ơn. Tiền Đào Quốc nhất thời mừng rỡ, sau khi nhận lấy mảnh giấy liền quay sang bên, có lẽ là một thượng tá quản hậu cần nói. Trưởng ban lý. Anh lập tức phái nhân sự đi Thủy Châu vận chuyển thuốc nổ với xăng dầu. Xuất phát suốt đêm, chú ý an toàn. Rõ, Tư lệnh, tôi tự mình dẫn đội đi, đảm bảo vận chuyển về an toàn. Sau khi trưởng ban lý đứng lên chào theo nghi thức quân đội, Tiền Đào Quốc lại sắp xếp nhân sự làm thủ tục có liên quan để tiếp nhận, trưởng ban lý tất nhiên được sắp xếp để đi. Vẫn là bí thư Diệp quan hệ rộng à, cái miệng này mở ra cái là có 3 triệu. Sau khi Diệp Phàm đi rồi, Tiền Đào Quốc tiếp trà Quy Hưng Thiên không khỏi cảm thán nói. Đào Quốc, năng lực của người này, anh về sau sẽ thấy. Cho nên phải cảnh giác cao độ à. Quy Hưng Thiên thản nhiên cười nói, dường như lời nói ẩn chứa huyền cơ. Tôi biết. Tiền Đào Quốc gật gật đầu. 3 ngày sau, Diệp Phàm nhanh chóng dứt khoát, lập tức triệu tập hội nghị thường vụ, thảo luận vấn đề quy hoạch khu thắng cảnh Ngũ Long Sơn mở rộng. Phó Chủ tịch Quách. Trước hết anh nói một chút về vấn đề quy hoạch khu thắng cảnh Ngũ Long Sơn. Tất nhiên, chúng ta đang ngồi đây cũng không cần thiết đào sâu thuật ngữ kỹ thuật. Anh nói đơn giản dễ hiểu một chút là được. Diệp Phàm ra hiệu phó thị trưởng thường trực Quách Tắc Quân nói. Mở rộng khu thắng cảnh Ngũ Long Sơn, đầu tiên phải trải một con đường từ tòa nhà thành ủy đến đỉnh Ngũ Long Tiên của Ngũ Long Sơn. Con đường này rộng 8 mét, dài 23,6 km. Quách Tắc Quân nói. Do anh ta có chuẩn bị trước. Bởi vì, Diệp Phàm đã đồng ý cấp trước vốn khởi công 50 triệu dùng cho mở rộng giai đoạn đầu. Số vốn khổng lồ 50 triệu, có thể thao túng cả một không gian lớn. Ừ, thị trưởng Quách mấy ngày nay rất để tâm à. Trong thời gian ngắn như vậy đã làm xong phương án quy hoạch sơ bộ. Điều này chứng tỏ cái gì, cái này gọi là hiệu suất làm việc. Các vị phụ trách xây dựng trung tâm thành phố Đông Cống chúng ta cũng phải có hiệu suất làm việc như thế này mới được, thành phố phải phát triển, nội thành phải được mở rộng, tốc độ không nhanh không được. Tôi đồng ý với đồng chí Lý Quốc, trong vòng 2 năm phải xây dựng xong trung tâm thành phố Đông Cống. Đồng chí Lý Quốc tuy đã đi xa, nhưng ánh mắt anh ấy ở trên trời đang nhìn chúng ta. Diệp Phàm đầu tiên khẳng định thành tích của Quách Tắc Quân. Sau khi nói xong Diệp Phàm lướt mắt qua Tư lệnh phân quân khu Tiền Đào Quốc. Người này ngầm hiểu ý, lập tức mở miệng nói. Bí thư Diệp, phân quân khu thành phố chúng tôi có một thỉnh cầu nho nhỏ có thể ra nói hay không?